Vâng vâng. Một cái xét nghiệm rất cơ bản là trong cái tim mạch. Chúng ta biết là trong tim mạch thì chúng ta có những cái phương tiện để chẩn đoán, là các cái phương pháp chẩn đoán có xâm và không xâm. Có xâm là những cái phương pháp mà nó can liên quan đến những cái kỹ thuật mà có chảy máu, còn không xâm thì kỹ thuật mà không chảy máu. Thì đây là một những xét nghiệm cơ bản mà các bác sĩ tim mạch chúng ta ai cũng phải tiếp cận cả. Đó, chẩn đoán để chẩn đoán cái bệnh lý sàng lọc, nhưng nó không thường nó không có những các cái yếu tố rủi ro cao, thì đó là cái nghiệm pháp có sức điện đồ cũng như cái nâng cao của cái điện nâng đồ thông thường về mặt. Chúng ta biết là cái quá trình phát triển điện của cái gắng sức điện đồ thì năm 1928 đấy, Feisengen đã đánh giá đầu tiên nghiệm pháp trong chuẩn đoán bệnh tim mạch. Đấy. Rồi đến năm 29 thì Master và Oppenheimer đã giới thiệu những cái quy trình nghiệm soát nghiệm pháp gắng sức điện đồ chuẩn. Thì những giai đoạn đầu của sơ khai này thì các cái làm nghiệm pháp gắng sức chuẩn đoán bệnh lý tim mạch thì người ta rất đơn giản. Người ta không có những cái phương tiện để cao cấp mà chúng ta phải làm như bây giờ. Người ta được sử dụng các cái gắng sức nhưng người ước lượng bằng các phương pháp như đeo cầu thang hay một cái phương pháp tương tự, bao đếm bao nhiêu bậc cầu thang thì người ta để cái tính những cái thôi, chứ người ta chưa có những cái xe đạp, những cái giai đoạn đầu, những cái thảm chạy như hiện nay. Ngay cả đến cái thời kỳ mà chúng tôi nhớ là cách đây mấy chục năm trước ở Việt Nam còn lạc hậu lắm, thì hồi cái hồi chúng tôi còn sinh viên ấy thì cũng cả cái viện tim mạch cũng chẳng có cái phương tiện để chẩn đoán nghiệm pháp sức, và cả Việt Nam hồi đấy các tỉnh khác càng không có đấy. Thì và các thầy cũng chỉ ví dụ như làm các gắng sức cho bệnh nhân thì cũng hỏi là bệnh nhân đi được bao nhiêu bậc cầu thang, đi được thang từ gác 1 đến gác 2, có khó thở đến gác 3 khó thở, đến đếm cái bậc cầu thang thôi, thì không có những các cái như bây giờ. Thế từ rồi đến năm 58 thì đến khi mà Bruce đấy về đã tiến bộ rất nhiều, thế nó có những cái cuộc cải cách mới thì đã mô tả những cái quy trình nghiệm pháp bằng cái thảm chạy, bằng thảm chạy và cái xe đạp cơ lực kế, thì giai đoạn đó thì phát triển ồ à. Thì người ta cho thảm chạy thì người ta bắt đầu, người ta mới từ những cái đi bộ trước kia bằng pháp đi bộ rồi trèo cầu thang, thì người ta bây giờ người ta có tìm ra thì nó phải lượng hóa bằng một cái đạp xe và những cái chạy chạy nhưng mà chạy trên cái băng truyền ấy, băng truyền. Và đến năm 1956 thì năm 1958 thì khi mà cái kỹ thuật mà chụp mạch vành nó phát triển lên, bắt đầu xuất hiện. Thế thì đầu tiên người ta nghiệm pháp gắng sức thôi, nhưng mà người ta cũng chưa biết được cái thực sự của nó như thế nào, của sức như thế nào. Thì đúng là gắng sức đấy thì nó tương đương với những cái mức độ nào, những cái tổn thương của những cái bệnh tim thiếu máu cục bộ, mạch vành hay những các cái bệnh lý khác hay không. Thì đến năm 58 thì đến khi đó thì các cái kỹ thuật về chụp mạch nó xuất hiện, và người ta đối chiếu giữa các hình ảnh điện tâm đồ khi gắng sức và các kỹ thuật chụp mạch vành, thì người ta mới rút được những kinh nghiệm, người ta tính được những cái độ nhạy, độ đặc hiệu của cái phương pháp, và người ta thấy với cái giá trị thực của nó là như thế nào. Vậy. Đây chúng ta có mấy cái phương pháp mà cái xe đạp mà có những cái có mà các cái hiện tại này phương pháp gắng sức điện tâm đồ thì có bằng cái xe đạp, bằng cái chạy trên cái thảm chạy này, đây các cái thảm chạy, và còn một cái phương tiện nữa thì bằng trên cái xe đạp, nó giống như cái xe đạp chúng ta đạp thông thường đấy. Thế thì mỗi một cái phương tiện đây thì chúng ta là khi mà chúng ta làm nghiệm pháp gắng sức thì bao giờ chúng ta cũng có cái mắc cái điện tâm đồ lên trên 12 chuyển đạo trên ngực, đây trên ngực, trên ngực bệnh nhân và gắn như này, gắn theo cái vị trí của điện tâm đồ. Nếu các bạn đã học điện tâm đồ rồi thì chúng ta từng cái vị trí một, và có thêm cả 2-3 cái nữa để gắn cái chuyển động ngoại biên nữa.
Và cộng mới có một cái máy đo huyết áp, đo huyết áp ở đây, đặt đây. Giai đoạn đầu thì những cái nghiệm pháp quan sức cảm chạy này thì người ta không có cái đo huyết áp và điện bộ chúng ta bằng bác sĩ, chúng ta phải tự đo, nó rất là cổ điển. Đấy, rất là cổ điển. Thế thì bây giờ thì tất cả các cái nghiệm pháp quan sức thì người ta nó có đồng bộ hóa rồi. Cái điện tâm đồ và các cái ghi điện đồ và cái đo huyết áp thì nó cứ chúng ta cứ lập cái chương trình bao nhiêu phút thì nó sẽ tự đo và nó sẽ tự ghi, chúng ta không phải có cái can thiệp của bác sĩ nữa và điều dưỡng nữa. Thế đấy thì nhưng mà khi mà chúng ta nhớ là khi mà chúng ta gắn những cái điện cực lên trên người bệnh nhân này thì chúng ta phải có những cái kỹ thuật, và đặc biệt là những cái vùng tiếp giáp này để cho cái điện đồ nó chống nhiễu thì các bạn nó phải làm sạch, đặc biệt những cái rửa bằng những cái cồn hoặc những cái người nào mà người ta da dày rửa cồn để cho nó cái tiếp xúc giữa cái điện nó giảm những cái điện trở đi, đấy thì nó sẽ ghi, nó không bị nhiễu điện đồ. Thế thì giữa cái thảm chạy và cái nghiệm các xe đạp cơ lực kế thì hai cái mỗi cái nó có những cái ưu điểm cái nhược điểm khác nhau. Cái thảm chạy thì chúng ta biết là cả con người người ta sinh ra thì người ta biết đi rồi biết chạy đúng không? Chứ biết chạy nên người ta chạy là cái bình thường. Nhưng còn cái xe đạp cơ lực kế thì không phải là ai đi ra cũng biết, có nhiều người ở nông thôn cũng chưa bao giờ đi xe đạp nên cứ bảo người ta đạp lên người ta cũng biết đạp như nào cả. Thế đấy cũng là một cái nhược điểm, mỗi cái nó có những ưu điểm. Nhưng cái xe đạp cơ lực kế thì khi người ta gắn điện tim lên thì trên ngực và người ta đạp nó chỉ sử dụng hai cái chân thôi. Đó là cái điện tâm đồ của cái vùng điện cực chúng gắn đến ngực nên nó không bị di chuyển và nó không bị nhiễu. Nhưng trái lại mà chúng ta sử dụng cái thảm chạy thì chúng ta chạy thì nó vận động của toàn thân thì do đó là khi cái nó rất hay bị nhiễu, nó bị nhiễu nên là cái ghi được của cái điện hình ảnh ghi được trên cái thảm cái sạp cơ lực kế bao giờ nó cũng đẹp hơn trên cái thảm chạy. Thế nhưng mà ngày nay thì nhờ các cái kỹ thuật mà khử nhiễu rất tốt nên là bây giờ các cái nó có kỹ thuật khử nhiễu rồi thì trên cả thảm chạy hay là sạp thực tế thì cái ảnh nhận đồng đồ nó cũng đều nét và ít bị nhiễu. Như trước kia thì những cái máy cũ trước kia thì nó bị rất là ảnh hưởng rất nhiều. Thế thì những cái năm trước đây thì cái khu mà châu Âu ấy thì người ta rất hay thích cái sử dụng cái xe đạp cơ lực kế. Những cái vùng Bắc Mỹ thì hay sử dụng cái thảm chạy. Nhưng ngày nay thì người ta dần dần người ta thấy là cái xu hướng sử dụng cái thảm chạy nó dễ và nó có hiệu quả tốt hơn. Nên là người ta vì khi mà dùng cái thảm chạy chúng ta phải vận động toàn thân. Còn cái dùng xe đạp cơ lực kế thì chúng ta sử dụng hai cái chân là chính. Do đó vừa sử dụng toàn thân thì cái tiêu thụ oxy cơ tim nó sẽ nhanh hơn. Và nó mạnh mẽ hơn, nó làm cho các cái bệnh lý tiềm tàng của chúng ta nó bộc lộ một cách dễ dàng hơn. Đấy, đó xu thế hiện nay thì chúng ta sử dụng trên toàn thế giới thì người ta sử dụng các cái xe đạp cơ lực kế nó sẽ cái thảm chạy nó nhiều hơn. Thế khi mà chúng ta biết là cái sinh lý bệnh khi gắng sức thì nó như thế nào? Và khi gắng sức thì chúng ta biết là chúng ta dẫn tới cái gì? Chúng ta khi gắng sức thì có cái hoạt động tiêu thụ oxy, tiêu thụ năng lượng. Do đó cái tăng cái tự nó làm cho cái nhu cầu của cơ thể nó chuyển hóa năng lượng nó tăng cao. Và người ta thấy người ta đã làm tăng cái tần số, gắng sức làm tăng cái tần số tim này, tăng tần số tim này. Và thể tích trong máu và cung lượng tim nó đều tăng lên cả. Thế tần số tim mà trong cái gắng sức thì chúng ta tính như thế nào? Chúng ta cho bệnh nhân người ta gắng sức đến khi nào thì người ta dừng. Đấy, khi nào người ta dừng thì người ta bằng cái tần số tim lý thuyết thì người ta bằng cả cái bằng một cái số quy ước là 220. Đấy. 220 trừ đi tuổi. Thế 220 thì ví dụ như một cái người mà 60 tuổi người ta muốn cho để cho bộc lộ hết từ cái thể hiện rõ để cho bộc lộ những cái bệnh cơ bản khi gắng sức thì chừng người ta sử dụng 220 trừ đi 60 còn 160, có nghĩa là người ta phải để cho cái bệnh nhân đó
gắng sức đến khi mà cái tần số tim nó đạt đến 160 thì người ta cho dừng. Thế có nghĩa là nếu mà không không thể hiện cái bệnh lý gì khác thì cái khả năng mà có tăng cao hơn nữa nó cũng thế thôi, thế là người ta cho dừng. Nhưng mà đấy là như trước kia. Nhưng mà hiện nay thì người ta thấy rằng các bệnh lý nó bị thay đổi. Trước kia cái tổn thương mạch, những cái bệnh lý mạch vành nó cũng ít phức tạp hơn, nó không nghiêm trọng như bây giờ. Thế bây giờ thì càng ngày các những cái tổn thương mà cái mạch vành nó từ trẻ đến khi mà đến càng lớn lên thì nó lại càng những cái tổn thương trong nó rất là khủng khiếp. Do đó mà người ta thấy để cái tần số tim lý thuyết để 220 trừ đi tuổi nó sẽ nguy hiểm. Ví dụ 160 tuổi mà đến cho tần số tim người ta đạt đến 160 thì nó đôi khi nó có những cái nguy hiểm. Nhưng mà những người mà có cái tổn thương mạch vành nó nặng, thế thì người ta thấy là bây giờ là nghiên cứu rằng nó chỉ cần 85% của cái tần số tim lý thuyết thôi, 85% thôi thì cũng có thể bộc lộ những cái tổn thương của những cái bệnh lý mình người ta cần biết là cần biết rồi. Do đó người ta lấy 85% của cái tần số lý thuyết, ví dụ như 160 tuổi thì bằng 160, 85% của 160 nó khoảng 100, hơn 140 là đạt tiêu chuẩn rồi. Thế khi mà chúng ta biết cái tăng khi gắng sức thì chúng ta huyết áp tâm thu cũng tăng, huyết áp trung bình cũng tăng, huyết áp tâm trương cũng tăng, có thể đi ngang tăng, hoặc có thể đầu tiên có một số trường hợp nó lại có hạ, nó gây cái hạ giảm đi một chút. Khi mà gắng sức thì chúng ta biết là cái sức cản ngoại vi cũng tăng, sức cản ngoại vi tăng. Vì chúng ta, vì sao sức cản ngoại vi tăng? Vì chúng ta khi gắng sức thì cái hoạt động gắng sức, cái catecholamine nó tăng, nó gây những cái co mạch và cái sức cản ngoại vi nó cũng tăng lên. Thứ hai là khi mà cái gắng sức thì chúng ta cái tiêu thụ oxy cơ tim nó tăng gấp 3 lần chung của cơ thể. Đấy. Do đó mà những cái bệnh lý, đặc biệt là những bệnh lý mạch vành, thì người ta khi mà cái oxy cơ tim nó rất là nhạy cảm, do đó mà cái oxy cơ tim của cơ thể nó tăng lên thì nó sẽ làm cho cái giảm cái lượng oxy mà đi đến các cái mô cơ tim nó cũng bị nó ảnh hưởng, nó giảm. Do đó mà nó thể những cái tình trạng trước mà cái cơ tim nó đã có thiếu máu rồi thì nó sẽ thể hiện ra. Thế thì chúng ta biết cái để đánh giá cái khi mà cái nghiệm gắng sức thì người ta đánh giá như nào, cái tính cái lượng oxy như nào. Chúng ta, người ta sử dụng cái thể tích oxy tối đa, có nghĩa là người thể tích oxy, tiêu thụ oxy cơ tim tối đa nó bằng cái cung lượng tim nhân với cái độ lệch độ chênh của thể tích oxy tối đa giữa mao mạch và động kinh mạch. Mạch. Và thứ hai là cái cung lượng tim thì bằng cái thể tích chất trái nhân với tần số tim. Chúng ta biết là những cái cách tính này rồi trong cái tim mạch, để trong dần các bạn biết tính rồi. Thế nhưng mà để đấy tính mà cái giữa một cái độ chênh giữa oxy tối đa giữa mao mạch và tĩnh mạch thì phải sử dụng cái biện pháp rất phức tạp. Người ta không tính được, bởi vì lý thuyết là thế thôi, nhưng mà thực hành thì người ta tính rất khó. Do đó người ta không sử dụng cái thông số này, mà người ta sẽ sử dụng một cái thông số đó gọi là một cái MET, là metabolic equivalent, là một cái tương đương mức độ tương đương chuyển hóa. Thế người ta mức độ tương đương chuyển hóa nó có nghĩa là bằng cái độ hấp thụ oxy ở tư thế ngồi lúc nghỉ bằng 3,5 ml trên kg trên phút. Đây này, người ta 1 mét này, đây là cái mức độ là 3,5 ml trên kg trên phút. Thế là một cái, người ta tính là 1 mét, gọi là 1 mét là một cái ký hiệu của cái metabolic equivalent này này. Thế và thứ hai là trong cái lúc gắng sức thì chúng ta biết là cái lưu lượng mạch vành nó tăng gấp 5 lần lúc nghỉ. Bởi vì cái cơ tim nó cần một cái độ nhạy, cần cái tiêu độ tiêu thụ oxy khi mà gắng sức rất là nhanh, nhiều. Do đó mà cái máu nó phải đến vành. Thế ở những cái người mà bị mạch vành mà nó hẹp một chút thì lượng máu nó không đến, không đủ, và nó sẽ thể hiện, nó bộc lộ ra những cái thiếu máu cơ tim ngày. Và người ta thiếu máu cơ tim mà người ta thể hiện bằng các cái gì, bằng các cái nó không thiếu máu như một cái hoại tử, nó không đủ, và người ta mới có những cái triệu chứng đau ngực, rồi những cái thay đổi về những cái chuyển làm với những cái khử cực và tái cực trong hoạt động của cái điện âm đồ, và thay đổi hình ảnh của cái điện tim trên bề mặt.
Thứ hai là trong cái gắng sức thì chúng ta biết là cái catecholamine nó sao? Nó tăng. Catecholamine thì đó là một những cái chất mà gây kích thích các cái rối loạn nhịp tim rất là mạnh mẽ. Đấy, trong tất cả những các cái thuốc để rối loạn nhịp tim thì cái catecholamine, đặc biệt cái adrenaline đấy, những cái nhóm catecholamine đấy thì nó gây kích thích mạnh mẽ. Nên là cái khi mà chúng ta làm những cái thăm dò các rối loạn nhịp tim, muốn cho bệnh nhân bộc lộ những rối loạn tim thì các bác sĩ làm những cái về rối loạn nhịp thì người ta phải sử dụng các cái thuốc kích thích về rối loạn nhịp tim, đặt các catecholamine, như ví dụ như isoprenaline. Đặc biệt isoprenaline là cái thuốc là một cái nhóm catecholamine, nó có thể kích thích rất là mạnh các cái rối loạn nhịp tim và nó xuất hiện. Bình thường thì không có, nhưng khi lượng catecholamine nó tăng lên thì nó không có rối loạn nhịp tim, khi có thì nó sẽ làm cho cái, tôi nhớ là cái năm 2000 trước kia là có một cái thuốc isoprenaline là isopren ấy, không biết các bạn ở đây còn các anh ấy, còn bây giờ còn nhớ cái từ isopren, cái thuốc isopren. Các bạn nào mà học trước ấy thì cũ thì còn biết, nhưng bây giờ thì chắc dần nó bỏ trên thị trường rồi. Năm 2001 thì bởi vì hồi xưa cái isopren là nó dùng tràn lan, dùng nhiều lắm. Mà gần như tất cả các khoa hồi sức cấp cứu thì người ta sử dụng cái isopren cả. Ví dụ nhịp tim chậm thì nó phải kích thích nó lên, rồi bị tụt huyết áp, rồi trong cấp cứu thì người ta truyền isopren để nâng huyết áp. Nhưng mà sau người ta thấy càng dùng thì bệnh nhân lại càng chết càng nhiều, càng chết nhiều. Bởi vì cái ở các nước ngoài ấy, là các cái bệnh lý mạch vành rất nhiều mà, thì cái isopren thì nó chỉ được cái tác dụng nó tăng nhịp tim, tăng huyết áp, nhưng mà cái tiêu thụ oxy cơ tim của cái thuốc đấy nó rất là cao. Nó làm cho cái tiêu thụ oxy cơ tim nó rất cao, và bệnh nhân đã có thiếu máu rồi thì đã tiêu thụ oxy nó lại tăng cái nhu cầu tiêu thụ oxy cơ tim nữa, bệnh nhân không đủ thì xuất hiện các cái rối loạn nhịp và bệnh nhân đã chết vì cái rối loạn nhịp, chết hết. Nên năm 2001 là tôi nhớ là hồi đấy tôi đi sang Mỹ họ dự cái hội nghị điện sinh học đầu tiên. Hồi tôi đi được năm 2001 thì hồi đấy là cái ông chủ tịch cái hội điện sinh học của tim của Bắc Mỹ, ông ấy đề nghị thế giới bỏ cái insulin, bỏ hết tất cả đi. Nhưng về sau thì mấy ông bác sĩ về rối loạn nhịp thì ông đều là nếu mà bỏ cái này thì mấy ông làm nhịp lại không có cái gì để mà làm nữa. Thế về sau người ta tất cả toàn thế giới người ta đồng ý là bỏ hết, không được sử dụng trong hồi sức cấp cứu là cái cho các cái nâng huyết áp rồi các cái kích thích nhịp tim nữa, mà chỉ sử dụng để cho những mấy cái ông mà chuyên làm về thăm dò về các rối loạn nhịp tim để làm chẩn đoán thôi. Đấy, thế nên bây giờ chúng ta không còn những cái thuốc đó, hồi xưa thì bán tràn lan nhiều lắm. Và thứ hai là khi mà gắng sức thì chúng ta thì biết là cái sức cản tăng, catecholamine tăng làm cho cái huyết áp nó cũng tăng. Nên là những cái bệnh nhân mà có những cái tăng huyết áp tiềm ẩn ấy, thì nếu mà bình thường người ta không thấy, nhưng mà khi thì có cái gắng sức, làm cái gắng sức thì cái huyết áp người ta cũng tăng nó đột xuất. Ví dụ bình thường là chúng ta biết gắng sức là khi mỗi một giai đoạn gắng sức thì cái huyết áp nó chỉ có tăng khoảng 10 mm thủy ngân thôi. Nhưng mà những cái người có cái tăng huyết áp tiềm ẩn thì nó tăng vọt, có khi 3-4-50 mm thủy ngân một giai đoạn đầu tiên nó tăng vọt lên. Thì những cái người đó thì người ta sẽ chẩn đoán, làm để chẩn đoán. Thế thì cái nghiệm pháp gắng sức thì nó làm cho chúng ta được mấy cái mục đích như vậy, thì do đó mà cái chỉ định chẩn đoán này nó cũng khá tương đối rộng rãi, bởi đây là những cái xét nghiệm về không xâm, không chảy máu, do đó mà cái biến chứng của nó cũng ít, do đó nguy hiểm nên người ta đây là những cái biện pháp rất cơ bản nó trong chẩn đoán và trong cái quản lý những cái bệnh nhân, trong phục hồi chức năng những bệnh nhân nữa. Đấy là cái mục tiêu chính của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta hầu hết là các bệnh viện bây giờ chúng ta mới làm được một cái chức năng đó là để phục vụ chẩn đoán. Còn cái chức năng quan trọng mà thế giới bây giờ người ta làm để đấy mới gọi là chất lượng của điều trị, đó là phục hồi chức năng theo dõi cái điều trị. Thì gần như tất cả chúng ta đã bỏ qua một cái mảng. Mình nghĩ rằng các bạn ở đây là một trong những người ở đây về sau nữa, về cơ sở nào chúng ta còn nó có chưa phải gọi là bận quá mức thì chúng ta cố gắng phát triển lên, mà chúng ta nâng cao được cái đó thì nó mang lại cái hiệu quả rất giá trị cho người bệnh. Đó là cái phục hồi chức năng và theo dõi cái điều trị, liệu pháp điều trị. Theo dõi điều trị là như thế nào? Đấy. Thế để còn cái phục vụ cho mục tiêu chẩn đoán thì chúng ta biết là cái để phát hiện những cái bệnh tiềm ẩn.
như cái bệnh mạch vành, rồi cái bệnh huyết áp, rồi cái bệnh rối loạn nhịp tim, để cái lý do vì sao vì tôi đã nói với các bạn rồi. Thứ hai là đánh giá, chỉ định trong đánh giá những cái tình trạng chức năng của bệnh nhân, chức năng của bệnh nhân, đấy, chức năng của bệnh nhân, xem có những cái thể hiện, có những cái chức năng của bệnh nhân nó có thay đổi gì không. Ví dụ như một trước kia các nhiều cái bệnh lý khác, ví dụ như cái hẹp van tim ở trong hồ sơ người ta muốn là người ta chỉ định những cái nong van chẳng hạn, hồ sơ là phải có triệu chứng cơ năng đấy. Thế thì nhiều khi mà bệnh nhân ở nông thôn cái trước kia người ta có hỏi thì người ta nếu mà chức năng người ta vu vơ thì bây giờ chúng ta phải người ta cái trả lời cái nó cũng không chính xác, thì chúng ta có thể sử dụng những giống như chúng ta trực tiếp quan sát của thầy thuốc để xem là cái mức độ cơ năng khó thở nó liên quan đến, để cho người ta đánh giá nó như thế nào. Rồi hay là những cái chức năng, những cái test để cho test kiểm tra sức khỏe trong thể thao và hàng không. Đấy, trong thể thao và hàng không. Trong thể thao và hàng không, đặc biệt những cái bệnh nhân những cái người phi công, người ta liên quan đến tính mạng của rất nhiều các cái người ở trên hàng không, mà khi mà người ta bị vấn đề sự cố thì không ai có thể cứu được bao nhiêu người cả. Do đó mà tất cả người ta đều phải làm 100% đều phải kiểm tra cái test kháng sức này cả, vì nó liên quan đến sức khỏe rất vậy. Thế tăng sức này nếu có cái gì nó bộc lộ ra, nó cũng bộc lộ ra một số những nhiều rất nhiều các bệnh lý cơ bản, hoặc những cái thể thao, chương trình thể thao thì người ta cũng phải có đòi hỏi những cái cường độ gắng sức rất cao, do đó người ta phải làm những cái này để bệnh nhân có đủ không. Chứ còn nếu mà chúng là có những cái bệnh nhân mà những cái người thể dục thể thao mà chúng ta làm những cái test này, chúng ta phát hiện ra những bệnh lý và chúng ta khuyên người ta không được có những cái gắng sức với cái cường độ lớn. Ví dụ như tôi nhớ là có một cái tiếc là có một cái cầu là nó đạt giải huy chương vàng ấy về cái môn đạp xe. Thế cậu này bị block như thất cấp 3. Nhưng mà cái cậu này nó không bị nó cứ bị block như thất cấp 3, nhưng mà nó bị từng lúc thôi chứ không phải bị. Thế khi mà gắng sức thì nó thể hiện mà nó có triệu chứng ngay. Thế nhưng mà cậu này lại được huy chương vàng mà già rất nghèo. Thế mình hồi xưa thì chúng tôi cũng khuyên là cũng muốn thì phải đặt cái máy tạo nhịp tim cho nó. Nhưng mà về đến cái chỗ tổng từ giao thì chắc là chỗ trung tâm phát triển tài năng của Bộ Thể dục Thể thao, người ta cũng chỉ thế thôi, người ta không cho, tiền không có. Nhưng có thì cậu này thì nó lại về quê thì cũng không còn cái gì để mà sống cả, thế là cứ cố gắng về bám cái nghề. Thế thì đợt đấy cậu ấy đi tham gia dự giải, đến đi giữa đường thì chết, đột tử chết. Rất là tiếc, có những cái mình khuyên người ta không có những cái đấy để sàng lọc mình biết những cái test về sức khỏe trong thể thao bằng không, đấy là những cái rất quan trọng. Và trong cái nghiên cứu khoa học nữa, trong nghiên cứu khoa học thì chúng ta có những cái để chúng ta đánh giá những cái hiệu quả, ví dụ như là có những cái bệnh lý mà những cái thuốc chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta thuốc mà chúng ta mà có cái để cải thiện những cái chức năng của tim, cải thiện những cái triệu chứng mạch vành, thì chúng ta phải làm thử nghiệm trước, những cái test gắng sức trước và sau khi cái thử nghiệm, thì đấy là chúng ta phục vụ nghiên cứu khoa học, nó rất nhiều thứ đấy. Và còn một cái nữa là cái nghiệm phát gắng sức nữa, mà để cái phần vừa rồi tôi nói với các bạn đó là các cái để đánh giá hiệu quả của các cái phương pháp điều trị, đánh giá khả năng cái năng phục hồi chức năng sau cái phương pháp điều trị. Ví dụ như chúng ta trước khi chúng ta can thiệp mạch vành, người ta không còn, người ta chỉ có thể gắng sức được đến độ một giai đoạn 1, 2, 3 thôi, 1, 2, 3, 1, 2, 3 thôi. Nhưng mà sau can thiệp mạch vành, người ta gắng sức được đến giai đoạn 5, 6 thì chúng ta đánh giá cái hiệu quả nó cao hơn. Cái bệnh nhân đấy chúng ta can thiệp, chúng ta làm cầu đối, chúng ta làm nong vành, nó có kết quả tốt. Nếu chúng ta mà sau đó thì nó cũng không thể thay đổi thì chúng ta sẽ đánh giá là cái can thiệp của chúng ta nó cũng ít hiệu quả. Thế thì hoặc là đến khi người ta can thiệp mạch vành rồi, người ta bảo thưa bác là chúng ta về thì bác khuyên chúng tôi làm những cái gì, làm được cái mức độ như thế nào. Đấy thì nếu chúng ta không làm chúng ta không biết được. Chúng ta bảo là hạn chế gắng sức, nhưng chúng ta hạn chế gắng sức như nào,
và chúng ta hoặc là mình khuyên bệnh nhân làm được những cái đến cái mức nào thì chúng ta phải làm nghiệm gắng sức. Ví dụ chúng ta cho người ta gắng sức được đến giai đoạn 3-4 đến 5-6 thì là chúng ta ở bệnh nhân này chúng ta có thể làm được những công việc nó nặng hơn. Chứ nếu mà người ta chỉ gắng sức từ giai đoạn 1-2 người ta đã không thể nào làm được nữa thì chúng ta tùy theo chúng ta phải về cho tiếp tục điều trị để khi nào người ta tốt lên thì chúng ta sẽ từng theo cái mức độ gắng sức chúng ta sẽ khuyên người ta nên làm cái gì. Thế thì tất cả những cái nghiệm pháp vô sức đấy thì cái chỉ định như thế thì còn các cái phương pháp, các cái phương pháp của nó, các protocol, các quy trình của nó thì trước kia nó có rất nhiều quy trình, từ quy trình của Bruce Cordan này, rồi Norton này, đây là mấy cái chương trình mà thế giới người ta hay sử dụng. Nhưng ngày nay thì người ta chủ yếu sử dụng cái chương trình của Bruce này. Bruce này là nhưng mà Bruce là có sửa đổi, chứ không phải Bruce gốc. Bruce gốc thì nó sẽ mạnh mẽ, nó nặng hơn, và bây giờ sử dụng chủ yếu là cái Bruce sửa đổi. Đây, thế thì cái chương trình Bruce sửa đổi này thì người ta gọi là chương trình chuẩn này, là cứ bình thường cứ 3 phút thì nó có một cái giai đoạn, cứ ba người ta cho gắng sức cứ 3 phút thì người ta có một cái giai đoạn để thay đổi tăng mức độ gắng sức lên. Thế cái giai đoạn 1 thì nó là khoảng 1,7 mai và cái độ nghiêng của cái thảm chạy là 10 độ nghiêng và tương ứng với cái tiêu thụ oxy cỡ là 5 mét. Giai đoạn 2 thì cũng nó tăng lên ví dụ như 2,5 mai và đến cái độ dốc nó tăng lên 12 độ và tương ứng khoảng 7 mét tiêu oxy đấy. Giai đoạn 3 thì 3-4 thì nó lên 14 độ và đến 9 mét, nó cứ tăng dần lên và nó có thể 8 cái mức độ. Đấy, nhưng mà cái mức độ này chúng ta biết là nó giai đoạn 1 đây, nó đã đến nâng đến 10 độ và chạy đến 1,5 rồi. Thế người ta nhưng mà chạy với cái tốc độ này thì đôi khi nó có những cái rất là mệt cho cái nguy hiểm, nó có nhiều đôi có những cái bệnh nhân nặng người ta không chịu được. Thế người ta sử dụng cái Bruce có sửa đổi. Thế người ta sử dụng cũng 3 phút chứ và người ta thay đổi cái giai đoạn này, nhưng mà giai đoạn 1 thì chỉ cần 1 mai 7 thôi, nhưng mà cái chạy ở mức độ bằng là 0 độ. Đấy, 0 độ. Đấy. Và đến đoạn sau đó giai đoạn 2 thì nó đến 1,7 mai và đến 5 độ nó giảm hơn so với cái Bruce nguyên gốc. Thế thì thế giới thế thì ở nước chúng ta thì chúng ta cũng áp dụng như thế nào? Chúng ta cũng sử dụng cái phương pháp, cái quy trình của Bruce sửa đổi. Thế nghiệm gắng sức bằng thảm chạy thì ngay cả viện tim mạch này thì nói chung là ở Việt Nam thì cũng năm 1998 thì chúng ta bắt đầu mới có đầu tiên khi bằng cái thảm chạy. Có lẽ tôi nghĩ là cái hồi đấy là cái thảm chạy đầu tiên của Việt Nam chứ. Trước kia thì viện tim mạch có được mới xin mấy cái xe đạp cơ lực kế cũ như của Thụy Điển, nhưng mà nó hỏng, nó cứ chạy nó hỏng liên tục. Mà họ cũng chỉ sử dụng được mấy không làm được cái gắng sức ra hồn cả, nó đúng cả. Thế thì năm 98 thì tôi có xin hồi đi làm cái chương trình của Tổ chức Thế giới, tôi xin được có xin được cái tài trợ của Tổ chức Thế giới, người ta cho mua cái thảm chạy. Bây giờ vẫn còn để, hôm vừa rồi hỏng vẫn để chỗ góc ở chỗ cái phòng điện đồ kia, nhưng bây giờ bỏ đi rồi. Thì đấy là cái thảm chạy trong cái đầu tiên của năm. Sau đó thì các cái thành phải gần chục năm sau thì các cái tỉnh khác thì mới ở Sài Gòn thì mới có thể mua được, chứ nó hồi xưa nó không có. Và chúng ta sử dụng cái quy trình có sửa đổi, và chúng tôi cũng kết hợp cả những cái nghiên cứu hồi trên giữa cái chụp mạch vành rồi các cái gắng sức, thì chúng tôi cũng đã rút ra được cái kinh nghiệm mà tính cái độ nhạy độ đặc hiệu để xác định được cái giá trị của được cái nghiệm pháp gắng sức này trong cái bệnh tim trong não bộ. Đấy, cái nghiệm pháp Bruce sửa đổi này thì chúng ta biết là cái ở Việt Nam chúng ta không sử dụng cái mai, thì quy đổi bằng các cái km. Trên những cái thảm chạy bây giờ người ta có hai cái thông số, cái thông số là mai, và chúng ta đã vận một cái nút nữa thì nó có thể ra cái km, thì nó từ cái nước mà người ta dùng thì người ta để hai cái chế độ
Thế thì cái nó có cái 8 cái giai đoạn. 8 giai đoạn thì tương đương với những cái tốc độ như chạy đầu tiên tội 1 từ 2,72 km đến 2,72. Tức 3 giai đoạn đầu này chạy 2,72 nhưng nó thay đổi cái độ nghiêng của cái tập chạy. Đấy, độ nghiêng nó cũng mệt lắm. Đầu tiên chạy đường bằng nó không sao, chạy dốc 5 độ đến dốc 10 độ nó khác nhau rồi. Thì nó tương đương với những cái tiêu thụ oxy cơ tim nó như thế này. Thế và đến càng đoạn mà nó càng cao thì cái tiêu thụ oxy nó càng cao và cái độ dốc nó cũng càng cao lên và cái tốc độ nhanh chúng ta bắt buộc phải chạy nó cũng nhanh hơn và cái tiêu thụ. Thế thì người bình thường chúng ta đa số là chỉ đã đến giai đoạn 4 giai đoạn 5 này thôi. Các bạn bác sĩ này chỉ đến 4 giai đoạn 5 thôi. Năm thôi. Chứ còn nhưng mà mấy vận động viên thể thao đấy đến để kiểm tra họ chạy được đến đều đến 8 cả. 8 cả. 8 hết. Rồi rất khỏe, rất khỏe. Nhưng còn các cái trí thức thì đa số đến 4 năm trên hết. Đấy, đa số hết rồi. Đấy. Đấy, trung bình, đấy, trung bình. Đấy, đây là cái khả năng gắng sức. Giai đoạn 1 này ở cái mức 1 này là tốt, còn mức 2 là rất là yếu và dưới là rất là kẹp nhé. Đấy, thì đấy khi mà các cái người bệnh mà người ta gắng sức ở mức nào thì chúng ta ví dụ ở mức ở cái khả năng gắng sức ở mức 3 này chẳng hạn thì nó kém rồi thì chúng ta cũng khuyên người ta chỉ về làm cái việc cái người rất nhẹ thôi. Còn nếu mà đến đấy này xong rồi về và người ta đi khiêng một cái gì có khi chết đột tử chết đấy, thì chúng ta phải có cái thế để đánh giá khi chúng ta làm nghiệm phát gắng sức thì chúng ta cần những cái thông số gì chúng ta đánh giá. Thứ nhất là nó khi gắng sức thì nó sẽ thay đổi cái tần số tim này là một đấy, tần số tim. Thứ hai là cái huyết áp nó thay đổi đấy, nó thay đổi thay đổi chúng ta biết là huyết áp thay đổi. Thứ ba là những cái hình ảnh chúng ta ghi điện tim điện tâm đồ thì thay đổi khi nó có cái cực và tái cực nó thay đổi và nó do những cái thiếu máu hay là không thiếu máu nó liên quan đến cái cung cấp máu oxy cơ tim mà thay đổi do đó là có thay đổi điện tâm đồ. Và thứ tư là cái khả năng gắng sức. Thế thì chúng ta đánh giá bốn cái thông số này chúng ta đánh giá để chúng ta sẽ để kết luận ra cái khả năng của bệnh nhân gắng sức của bệnh nhân như thế nào và cái kết quả của gắng sức ra sao thì chúng ta dựa vào bốn cái thông số này để chúng ta kết luận cái đoạn. Thế thì trong cái tiêu chuẩn để chúng ta đọc cái nghiệm pháp gắng sức đấy thì chúng ta có này cái nó có bốn cái ba cái mức. Cái mức là gọi là dương tính là thể hiện rõ, cái mức là nghi ngờ và bệnh lý trong cái mạch vành và thứ là cái nghiệm pháp gắng sức âm tính đấy, trong cái bệnh lý mạch vành này thì chúng ta sẽ đánh giá thế cái dương tính mà chúng ta rõ ràng chúng ta biết sử dụng vào cái tiêu chuẩn đặc biệt tiêu chuẩn là cái ST chênh lên hoặc chênh xuống trên 1,5 mm đấy mm này và đi ngang cái ST đi ngang trên 0,08 giây sau điểm G so với lúc nghỉ tí nữa trong tính như thế nào tí sẽ có cái tính cụ thể để các bạn cho thấy rồi sóng u đảo ngược ở V5 khi gắng sức rồi huyết áp tâm thu giảm trên 20 mm thủy ngân rồi xuất hiện cơn đau thắt ngực điển hình và sóng T đảo ngược ít nhất trên 2 chuyển đạn. Đây là chúng ta cái mà chúng ta nó những triệu chứng mà mạnh mẽ ủng hộ cho cái tổn thương bệnh lý của mạch vành. Và nếu mà những cái nghi ngờ nhưng mà nó cũng cái độ nhạy độ đặc hiệu nó sẽ giảm đi này thì chúng ta thấy khi nó có những cái dấu hiệu như thay đổi ST chênh lên từ 1 đến 1,5 cái mức độ chênh thì lên chênh xuống hoặc cái tỷ lệ QX trên QT thì tí là cái QX trên QT tính như nào trên 50% và xuất hiện những cái cơn đau ngực không điển hình và huyết áp tâm thu giảm dưới 20 mét trị ngân nó tiền nó đang bình thường nó phải tăng nhưng tiền lại tụt đi thì là có vấn đề rồi. Rồi biên độ R ở V5 tăng trên 2,5 mm. Rồi biên độ sóng Q ở V5 giảm đi trên 0,5 mm. Đấy là những cái và những cái nghiệm pháp gắng sức âm tính là không thấy những cái thay đổi như trên này. Đấy thì những cái thay đổi thì khi đã âm tính thì cái khả năng tổn thương các bệnh tim trung ương sẽ rất là hiếm và nếu có thì cực kỳ nhẹ. Không.
Đây thì chúng ta biết là trong một cái điện tâm đồ khi bình thường chúng ta các bạn thấy là chúng ta đều có đầy đủ các cái thúc bộ sóng T này, Q này, R, S, T, sóng T, ST đây, ST và T, T. Đây là một sóng S, đây là cái đoạn ST, nó chênh giữa ST, nó chênh đến cái đường thẳng điện này, thì cái điểm này người ta gọi là điểm G, đấy, gọi là điểm G. Thế bình thường là cái điểm G, thì nó một lượng nó mềm mại, nó nên gọi lên trên này người ta gọi là ST, ST, đi mềm mại thôi. Nhưng ở những cái bệnh lý mạch vành thì nó sẽ không đi mềm mại, mà nó sẽ đi ngang, càng đi ngang, hoặc càng đi xuống, hoặc càng chênh xuống, hoặc càng chênh lên, thì nó càng nguy hiểm. Thì đấy là người ta sẽ dựa vào đó người ta sẽ đọc cái kết quả. Đấy thì chúng ta biết là đây cái ST nó bình thường đến cái này, nhưng mà khi mà có những cái tổn thương thì nó có thể ST nó chênh xuống cái này, đúng, và đi ngang cái này, còn ST chênh xuống đây. Đấy. Thế còn tính cái QX trên QT là tính như thế nào? Đây sóng Q đây. Đây sóng Q, khởi đầu sóng Q. Người ta về sóng Q đến điểm G này, đến cái điểm bắt đầu đường thẳng điện nó gặp cái sườn sóng T này. Đấy. Thì từ điểm Q đến đây người ta gọi là QX. Thế còn từ điểm Q này đến cuối của sóng T này, cái đường này, thời gian này người ta gọi là QT. Thế bình thường trên QX, trên QT này, nó dưới 50%. Nhưng mà khi mà có cái đường, cái bệnh lý mạch vành, thì cái QX trên QT nó sẽ trên 50%. Rồi tí chúng ta xem cái hình thực tế chúng ta sẽ biết như thế nào. Thì chúng ta sẽ nhận thấy ngay, để chúng ta chẩn đoán. Đấy là cái cách tính. Đấy. Đặc biệt là khi mà các bạn là tính đấy, chúng ta chú bao giờ cũng phải cái điểm G, đây là cái điểm G nó bị hạ xuống và cái ST nó phải đi ngang, như này đi ngang. Thế bình thường cái đoạn ST này bao giờ nó cái đi ngang của nó cũng dưới 0,08 giây, có nghĩa là hai cái ô nhỏ tí. Nhưng ở những cái người mạch vành thì nó sẽ dài, nó phải ngoãn như này, đấy, nó dài như này. Là như này. Và ST nó không phải từ đặc điểm mà nó tụt xuống, chênh xuống như này, và nó chênh xuống và đi ngang. Chúng ta hiểu là đây chênh xuống và đi ngang, chênh xuống và đi ngang. Để chúng ta có cái nhận diện trong cái bất thường của sóng T. Đây thế cái hình ảnh lý thuyết như thế, chứ thực tế mà trên thay đổi thì chúng ta thay đổi như thế nào? Đây là có một cái, đây là khi nghỉ, đây bên này là khi nghỉ, còn bên phải là khi gắng sức. Đấy, gắng sức nhá. Gắng sức, khi nghỉ. Khi nghỉ nó như thế này. Đấy khi gắng sức thì nó ở những cái người bình thường đấy, nó tụt xuống như thế này. Nhưng mà cái đoạn ST nó làm sao? Nó từ dưới nó vút lên như thế này. Chứ nó không đi chênh nhường ngang. Thì đấy là những cái khi mà nó có thiếu máu, những cái cơ tim tạm thời, khi mà cái gắng sức với cái cường độ cao, cái tiêu thụ oxy cơ tim nó quá lớn mà máu nó chưa đảm bảo đầy đủ, thì nó có thể nó thể hiện, nhưng mà bao giờ nó có cái hình ảnh ST nó đi vút lên như thế này. Thì những cái hình ảnh này người ta gọi là sinh lý, thay đổi ST chênh xuống sinh lý. Nó không có cái đoạn ST đi ngang trên 0,08 giây. Thế đây nó có ba cái gọi là upsloping, nó chênh xuống nhưng mà nó lại vọt lên ngay, mà nó mềm, nó vọt ngay lên, nó không có đoạn ST, nó đi ngang. Upsloping thì cái loại này nó không có đáng ngại. Nhưng còn loại mà chênh xuống đi ngang đây, trên hơn 2 ô đây, thì nó bắt đầu là nó có vấn đề của những cái tổn thương của vành. Đấy. Còn một cái loại chênh xuống nữa, chênh xuống nhưng lại đi xuống là downsloping, thì cái loại này là những cái thường những cái tổn thương mạch vành. Nó có những cái tổn thương nặng, bắt đầu nó cũng có biểu hiện. Đấy thì những cái này là nó có thể là downsloping. Đấy thì những cái dạng như thế thì nó nguy hiểm.
Thế thì đây chúng ta để giới thiệu được các bạn để chúng ta làm quen với những cái hình ảnh của nó. Đây là cái lúc nghỉ, lúc căng sức. Thế ở những cái người bình thường đây, đây chúng ta biết là cái hình ảnh nhiễm đồ đây. Nhưng mà khi căng sức đây nó có thể nó chênh xuống một chút, nhưng mà nó đi chênh nó vút lên ngay. Đấy. Thế còn một cũng hình ảnh đây đây nó gọi là upsloping nhanh này, này cái chênh lên vút lên nhanh. Nó chênh okay, nó gọt mà nó không có cái đoạn đi ngang, chúng ta dùng là những nó không có đoạn đi ngang đường ngang đấy. Và đây là những cái hình ảnh những cái tổn thương chênh xuống đấy, nó cũng tổn thương nhưng bắt đầu nó có thể hiện, nhưng mà thể hiện nó nhẹ, mức độ nhẹ đấy. Khi mà đã có những cái chênh xuống nó thể hiện của mình vành nó chênh xuống nhiều, bắt đầu nó có những cái đoạn đi ngang thì những cái mức độ nó sẽ tùy theo những cái mức độ tổn thương mạch vành nó sẽ thể hiện được cái mức độ của nó. Đây là những cái thay đổi ST. Đây bình thường là chúng ta biết là khi nghỉ nó bình thường cái này, nhưng khi căng sức đây này nó chênh cái này chênh đến 3 mm, chênh xuống và đi ngang, chênh xuống ngang đây này, down sloping nó càng đi chỉnh xuống đi ngang, nên nó biểu hiện rất rõ những cái này, nó biểu hiện mạnh mẽ của những dòng này đây đi ngang, còn đây là down sloping như này, nó đi chênh nó đi ngang nhưng lại chênh xuống, cái này ST lại chênh xuống. Thế bình thường là ST nó phải chênh đi vút theo up sloping, nó đi vút lên đây để đi ngang, đây có 1, 2, 3, 4 đến 4 lô con đấy, 4 lô con đến 0.16 giây. Đấy, bình thường là 0.08 giây thôi, không được quá 0.08 giây là đến 0.6, nó đi rất ngang và nó chỉnh xuống. Đấy, chỉnh xuống đây cũng như vậy. Đấy, đây thì nó không phải chỉnh xuống mà là chỉnh lên, tất cả chỉnh lên hay chỉnh xuống đều nguy hiểm cả, nhưng mà chỉnh xuống thì thông thường đó là những cái tổn thương thiếu máu dưới nội tâm mạc, còn chỉnh lên thì là những cái tổn thương nó thông thường nó bị mãn tính, nó nặng, nó xuyên từ nội tâm mạc nó ra đến ngoại mạc. Nên nhìn vào những cái điện trong đồ nào mà các bạn thấy rằng ST nó chênh xuống thì có khi nó chưa chắc là tổn thương nặng. Nhưng cái điện trong đồ nào mà chúng ta thấy các cái chuyển đạo ST nó chênh lên thì thường là những cái bệnh nhân tổn thương nặng mà bệnh nhiều thân ấy, nhiều thân. Đấy thì những cái đấy thì chúng ta phải chú ý, Đấy thì những cái tổn thương nó nặng đây này, nó rất nặng, chênh lên. Đây mình cũng giới thiệu những cái hình ảnh nữa. Đây là lúc nghỉ, cái đệm đồ lúc nghỉ nó như thế này thôi. Nhưng khi gắng sức đến 2 phút, gần 3 phút thì chúng ta bắt đầu thấy ST nó chênh xuống. Đấy. Thế còn đến 4 phút rưỡi thì bắt đầu lại mức độ chênh nó lại càng cao hơn nữa. Đi ngang, ở dưới nó đi ngang. Đấy. Và nó càng cao hơn nữa. Đấy. Và đến khi mà đến nghỉ thì vẫn còn cái nghỉ một phút rưỡi vẫn còn những cái tổn thương nó vẫn còn chênh. Và khi người ta đánh thức đánh giá như nào, có một số đến khi chúng ta gắng sức nó không bị tổn thương quá nặng, khi gắng sức thì nó chưa thấy cái hình ảnh thiếu máu cơ tim nó chưa thể hiện rõ cái tiêu thụ oxy, nhưng khi chúng ta ngừng gắng sức thì bắt đầu nó mới thể hiện ra. Ví dụ như có bạn nào mà chúng ta chạy, chúng ta khi mà quá trình chúng ta gắng sức ta vận động, chúng ta chạy đang hăng, chúng ta chạy rất là có những cảnh chạy, nhưng mà khi chúng ta chưa không cảm thấy mệt, nhưng khi chúng ta ngồi nghỉ một tí thì chúng ta thấy khi đó rất mệt, lúc đấy là cái nó thể hiện lên rõ. Thì nên do đó người ta trong cái nghiệp báo công sức người ta phải ghi cái điểm đồ đo huyết áp, điểm đồ đo nhịp tim phải 12 phút ít nhất 12 phút sau khi chúng ta ngừng gắng sức để chúng ta ngừng sức. Đây cũng một cái hình ảnh điểm đồ cũng tương tự như đấy. Đây là chúng ta cái điện đồng đồ khi nghỉ có như này thôi. Và khi gắng sức lên cái mức độ mà cao nhất là cái đỉnh này, mức độ đỉnh này thì chúng ta bên nó cũng chênh xuống như này. Đây là sau khi cái đỉnh nó chênh xuống như này thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái mức độ nó không nguy hiểm, trông có vẻ nó cũng còn chênh
vút theo cái kiểu upsloping, nhưng mà giai đoạn phục hồi sau 1 phút thì mới cho là nó bắt đầu nó có vẻ nó có chiều hướng đi ngang. Đến phục hồi sau 3 phút thì chúng ta thấy nó đi ngang chưa, đi ngang và đi xuống, đi xuống. Đến phục hồi thêm 5 phút thì lại mức độ này tổn thương lại càng nặng nề hơn. Đấy nên là rõ ràng, nên khi người ta làm người có cái sức thì chúng ta phải làm có sau, theo dõi sau 12, ít nhất sau 12 phút. Có những cái bệnh nhân để sau khi giai đoạn nghỉ thì bắt đầu nó mới thể hiện rõ ràng. Đấy thì trường đây là cái cách tính, cái cách tính chúng ta đây, những người chúng ta đây, đấy, cái chênh đi chênh xuống đi ngang, đấy, ví dụ chỗ này là 3 ô, đấy, 3 ô, nó vọt lên như này, đấy, như này. Thế chúng ta cái tính như thế này thì chúng ta sẽ tính như những cái trường hợp mà chúng ta thể hiện cái động mạch vành nhá, thì chúng ta thấy là ở những bệnh viện mạch vành này thì đây là cái quy đến chỗ này, chúng ta dùng đến chỗ này gọi là QX đúng không? QX mà từ Q này đến sau này ở QT thì cái tỷ lệ này là sao QX trên QT sẽ trên 50%, nó khác với những cái người bình thường. Đấy. Thế từ đây này, từ đây nó chạy một cái đường thẳng điện nó ra đến đây thì gọi là QX. Xong từ đây đến cuối trong T này T thì rõ chỗ này QX trên QT nó phải đến 70% chứ không phải 50% nữa. Đấy thì chúng ta và điểm G đây nó bị hạ tụt xuống. Đấy, cái cách các bạn sẽ tính trong cái khi chúng ta đọc cái kết quả nó rất. Trước đây là một cái bệnh nhân rất là, đây là hình ảnh thực. Đây bệnh nhân thì chúng ta bình thường, chúng ta thấy người ta bình thường thì người ta thấy là có, cũng thấy thấy có một cái ST nó có D âm mà bắt đầu hai pha, và hai pha ở V4 V5 thôi. Đấy, V4 V5 thôi. Và nó có những cái cũng chưa có gì nó rõ ràng. Đấy. Nhưng mà khi mà cho gắng sức, khi gắng sức thì chúng ta biết là đây là bắt đầu nó mới, đây là giai đoạn 6 phút cao gắng sức. 6 phút nó cũng chưa có thay đổi gì lắm. Đây. SDV5V6 nó có chênh xuống một chút nhá, chênh xuống. Trước kia nó là hai pha, bây giờ nó chênh xuống, thay đổi, chênh xuống. Thế 11 phút sau khi ăn sức thì cái mức độ chênh cho chúng ta nó thấy như thế nào nhỉ? Đấy, nó chênh 11 sau phút nó chênh. Cái 56 nó chênh rất rõ ràng. Và đến khi mà chúng ta cho nghỉ 6 phút sau nghỉ gắng sức thì cái bản thân cái ST nó cũng còn chênh như thế này nữa. Down sloping. Đi ngang và down sloping. Thì bệnh nhân này đấy có chụp lên có những cái tổn thương mạch vành rất rõ. Hai thân. Đấy, thì nó có cái nó cả nhanh mũ, cả nhanh LAD, đấy, nhanh cả. Đấy, cái thành bên nó thiếu máu từ đến V4 đến V6 này. Rất rõ. Đấy thì chúng ta cho làm gắng sức thì nó phát hiện ra cái những cái tổn thương của nó. Thế khi mà cái này chúng ta phải dựa vào những cái đó để chúng ta đọc cái những cái kết quả. Thế trong cái quá trình làm người có sức thì đặc biệt chúng ta, các bạn phải chú ý đến những có một số những cái thuốc mà đã ảnh hưởng đến những cái cực cực và tái cực của các cái của tim, và đã ảnh hưởng đến những cái hình ảnh của điểm đồ, đặc biệt là khi chúng ta cho sử dụng những cái digoxin hoặc là những cái bệnh nhân có phì đại thất trái thì nó cũng đã thay đổi được và tái cực của bất thường rồi, do đó cái hình ảnh điểm đồ cũng thay đổi rồi, cái chênh xuống ST lúc nghỉ rồi block nhánh, những cái hình ảnh block nhánh bệnh nhân bị block nhánh, cái dẫn truyền nó bị thay đổi và cái hình ảnh nó bị thay đổi rồi, block nhánh trái, block nhánh phải, rồi các thuốc chặn beta, rồi những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp,
Đấy, nhưng mà các nhiệm kỳ thì người ta nó có cái cử cực thất trước, sau đó làm vì họ là nếu mà chúng ta đặt tạo nhịp thất phải thì nó sẽ gây hình ảnh block cánh trái, và nó học đặt tạo nhịp thất trái thì gây hình ảnh block cánh phải, thì nó sẽ có những cái thay đổi về cử. Nên khi đọc những điện âm đồ này nó rất khó, và đòi cái kinh nghiệm nó cũng phải có chúng ta kết hợp rất nhiều các cái yếu tố vào để chúng ta trước khi nó đưa ra những cái nhận định. Và đặc biệt là khi đó thì chúng ta trước khi làm thì chúng ta có những cái thuốc gì chúng ta nó ảnh hưởng nhiều thì chúng ta chú ý chúng ta phải cho ngừng, phải chờ 5 cái lần thời gian bán hủy của thuốc trước khi mà chúng ta cho làm các cái xét nghiệm, cái test. Đây một số yếu tố tiên lượng nữa, một số yếu tố tiên lượng, những cái khả năng găng sức, sử dụng cái MET và Duck treadmill score này, tức là MET. Nếu mà những cái mức độ mà MET mà dưới 8 MET thì khả năng chức năng găng sức kém, nên người ta chỉ được đạt đến cái mức độ 8 MET là cái khả năng găng sức đến đấy thôi, thì cái chức năng kém và những cái nguy cơ tử vong ở những cái bệnh nhân và có nghĩa là nó tương đương với cái mức độ găng sức ở cái mức độ kém đấy ở cái mức 3 đấy, mức 2, mức 3 thì chúng ta cũng, hoặc cái chỉ số Duck treadmill score là cái người ta dựa vào những cái cơn đau ngực ST chênh, những mức độ ST chênh người ta tính được cái dưới âm 10 thì là cái nguy cơ tử vong cũng cao. Đấy thì cái khi nào các bạn nào đi sâu về những này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái. Và những cái phục hồi, khả năng phục hồi tần số tim như dưới 12 nhịp trên phút đầu tiên thì phục hồi tần số tim thì cái khả năng cái tiên lượng nó bình thường thì chúng ta sau khi thì trong cái phút đầu tiên chúng ta ngừng găng sức thì cái khả năng nó sẽ huyết áp nó cũng sẽ giảm xuống nhanh và cái tần số tim tăng nhanh nó sẽ giảm xuống nhanh, mà cái khả năng giảm tần số tim chậm đi thì nó cũng yếu tố tiên lượng, nó đây là một yếu tố kém không tốt đối với cái người bệnh lý bệnh. Và thứ hai là không có khả năng tăng nhịp tim là một cái yếu tố tiên lượng mà không tốt đấy, đáp ứng tăng nhịp tim. Thế bình thường là cứ bình thường mỗi đầu găng sức là tăng 10 nhịp, nhưng mà có một số thì cái khả năng tăng nhịp nó không có thì cũng là một yếu tố tiên lượng không tốt. Rồi những cái thay đổi sóng T giữa các nhịp mà trên 65 microvolt trên microvolt thì nguy cơ tử vong cao, nghĩa là đo đấy thì khi mà chúng ta có những cái ai những cái nghiên cứu mà nó đi sâu nữa thì chúng ta sẽ dựa vào những cái thông số này chúng ta có thể đưa ra những cái dự đoán cho những cái bệnh nhân có kết quả găng sức của bệnh nhân. Đây là chúng ta biết là cũng ngày nay thì nhờ những cái chụp mạch vành thì chúng ta biết được những cái cây mạch vành rồi, thì chúng ta làm nghề găng sức rồi chúng ta thấy nó có những cái tổn thương chúng ta có thể cho chụp mạch vành nó đối chiếu thì chúng ta để rút ra được những cái kinh nghiệm trong cái chẩn đoán với cái khả năng về tiên lượng của điều trị của bệnh nhân. Đây thì xin nói với các bạn về cũng có một cái kết quả mà cái nghiên cứu trong giai đoạn đầu ấy chúng tôi cũng làm để rút ra những kinh nghiệm, ví dụ như là chúng ta thử đánh giá cho 800 bệnh nhân người ta đau ngực vào trong cái viện tim mạch này cho làm găng sức. Rồi những cái mình 800 bệnh nhân đấy thì chúng ta thấy biết rằng là có cái người văng sức thì có cái đỏ này là người văng sức mà dương tính này thì chiếm chỉ có 14% thôi. Thế còn có 13% thì có cái nghi ngờ, đây là màu vàng đây, nghi ngờ. Còn đầu hết thì đến hầu hết đó là đến 73% thì là cái màu xanh là bình thường. Thế là cái những cái đau ngực mà vào trong viện tim mạch khám tim mạch ấy nó không phải là cứ phải mạch vành hết đâu. Chúng ta thông thường có một số các bác sĩ chúng ta cứ quan niệm đó là khi mà có vào cái đau ngực là nghĩ đến cái bệnh lý mạch vành, nhưng không phải nữa. Nên nhiều người chúng ta không có sàng lọc này, chúng ta cho bệnh nhân chụp bằng FSCT, chụp bằng trực tiếp cứ vào cái là đó đưa ra và cho lên bàn rồi chụp rồi người ta tốn kém bao nhiêu cái nguy cơ rủi ro xảy ra, nhưng mà không phải đấy. Thế bây giờ thì tôi càng làm thì tôi càng thấy nó có cái hiện đó cái đau ngực ấy khi mà vào cái này thì cái nguyên nhân đầu tiên nó vào loại trừ đó là cái hội chứng trào ngược của dạ dày, thì cái đấy này cái này nhiều nhất
nhiều nhất, sau đấy mới đến mấy cái bệnh lý của cái tim mạch này sau, cái ngực đấy là chúng ta làm đấy cái nên là cái test kháng sức ít vừa ít tiền không nguy hiểm nên chúng ta cố gắng làm, đấy là cái xét nghiệm rất cơ bản. Thế khi mà chúng ta làm kháng sức đây thì chúng ta thấy nó thay đổi đây. Trên 800 bệnh nhân nó thay đổi như nào, cái hình ảnh kháng sức như nào. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn 1 bao giờ cái nhịp tim nó tăng nhất, nó tăng mạnh nhất thì cứ tương đương với khoảng 10 nhịp thành nhân. À cái 10 nhịp, 10 nhịp, 10 nhịp, 10 nhịp, 10 20 nhịp. Sau đó là giai đoạn nó tăng phút đầu tiên, 3 phút đầu tiên, sau đó thì cái mấy những đoạn sau thì nó cứ tăng từ từ nó đến cái đỉnh cao nhất và chúng ta khi mà chúng ta kết thúc này. Và trước khi mà chúng ta dừng kháng sức thì bao giờ nó cũng cái nhịp tim nó cũng giảm rất nhanh nhất. Đấy, giảm rất nhanh, sau đó nó cứ đi dần dần về cái vị trí ban đầu. Đấy, đây là vị trí ban đầu. Thế ở những cái bệnh nhân mà nó có khả năng tăng nhịp tim ngay mà nó cũng kém, nó không tăng được nhanh ngay như này, cũng là yếu tố bất thường, hoặc là những bệnh nhân mà về nó không giảm ngay cái này, nó cứ giảm đi theo chiều dài cho cái này để những cái bệnh lý mạch vành, bệnh càng nặng thì nó cứ đi mãi với sau nó mới về được cái bình thường. Đấy, thì chúng ta có những cái đánh giá để đây là chúng tổng kết trên 800 bệnh nhân chúng ta làm cái xây dựng một cái nó được thành cái sơ đồ như vậy. Thế còn cái đây cái huyết áp tâm thu thì nó cũng giai đoạn đầu thì nó cũng đây nó tăng lên sau đó cũng đi từ từ và khi chúng ta cho ngừng kháng sức nó cũng bắt đầu nó giảm ngay, sau đó nó cũng dần dần và nó trở về giai đoạn đầu. Thế là những cái người bị tăng huyết áp, thì sao, thì nó không phải tăng khoảng 12 mmHg một giai đoạn đầu tiên này đâu, nó tăng vọt đến 4-5 mmHg. Thì chúng ta những bệnh nhân đó chúng ta có thể đặt vấn đề cái khả năng tiềm ẩn nó có cái triệu chứng của tăng huyết áp. Chúng ta đến những cái trường hợp một số bệnh nhân người ta đến người ta kêu ca chúng ta là có những cái cơ tăng huyết áp mà chúng ta có thể theo dõi bằng những cái thông thường không thấy, nhưng mà chúng ta cho làm một công sức có thể nó bộc lộ ra yếu tố nguy cơ khả năng của cái tăng huyết áp. Tại huyết áp tâm trương cũng tương tự như thế, huyết áp tâm trương nó không tăng nhiều như huyết áp tâm thu, nhưng cũng tăng dần dần nó đi lên một cái đỉnh cao. Và chúng ta khi mà chúng ta ngừng kháng sức nó cũng xuống nhanh, sau đó là giảm nhanh và nó dần dần nó đi về cái mức của cái bình thường. Đấy này, chúng tôi cũng có làm những cái đối chiếu giữa cái nghiệm phát kháng sức và cái trục mạch vành trên một số những cái bệnh nhân. Thế ở chúng tôi chọn những cái bệnh nhân có cái nghiệm phát dương tính, những cái bệnh nhân phát âm tính và những nghiệm phát kháng sức được nghi ngờ và cái âm tính. Thì chúng ta thấy rằng ở những cái khi lấy tiêu chuẩn của nghiệm phát dương tính đây, thì cái nghiệm phát có độ đặc là độ nhạy thì nó là nếu mà bệnh nhân mà có cái triệu chứng mà nghi ngờ thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu của nó, độ nhạy của nó là 93% nếu cả những cái bệnh nhân có nghi ngờ, nhưng độ đặc hiệu của nó chỉ có 44% thôi. Còn khi lấy cái tiêu chuẩn mà từ nghiệm phát dương tính thì cái độ nhạy nó sẽ giảm đi tầm 85%, nhưng mà độ đặc hiệu của nó sẽ tăng lên 72%. Vì chúng ta có cái tiêu chuẩn vàng của cái trục mạch vành cho nó sánh, nên là những cái khả năng còn nếu âm tính thì cái tổn thương nó rất là nhẹ và nó có bị rất nhẹ, không có gần như là đa số là bình thường. Còn những có cái tổn thương mạch vành thì cũng rất là nhẹ. Do đó khi chúng ta có cái nghiệm phát rất dương tính rồi thì cái khả năng tổn thương mạch vành rất cao. Do đó chúng ta đây là một cái tiêu chuẩn để chúng ta có cái xét nghiệm để chúng ta sàng lọc, đặc biệt là cái bệnh lý mạch vành ở đây hiện nay chúng ta cũng đã hay gặp nhiều nhất. Thì hôm nay thì giới thiệu với các bạn là một cái xét nghiệm rất cơ bản trong cái chẩn đoán và theo dõi cái quản lý những cái nhân về tim mạch. Thì chúng ta thì đây là còn là những cái bước cày vỡ thôi. Thế còn nếu mà chúng ta ai đi về những cái làm về những cái xét nghiệm này thì chúng ta sẽ
cố gắng chúng ta vào cái phòng điện đông đồ, cái phòng điện có sức chúng ta đi làm cùng với anh chị em trong đó một thời gian, một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ phải trực tiếp chúng ta lắp như thế nào, khi chúng ta cái điện cực, như nào lắp cái điện cực như nào để cho nó không bị nhiễu, sát trùng như nào không bị nhiễu, đánh như thế nào, mắc ở cái vị trí nào đấy thì chúng ta phải làm. Và cái phòng điện đông đồ thì luôn luôn là không có ai cản trở cả, mà luôn chào đón các bạn là ai vào cũng xem cũng được, vào làm cùng với mọi người cũng được. Đấy thì nội trú thì đã có phải phân công rồi, nhưng còn các cái ca học thì không biết có phải phân công làm cùng không, thì cũng có, thì chúng ta cũng cố gắng vào xem một lần thì chúng ta sẽ đọc và xem người ta làm từng cái bước, từng bước một, chúng ta xem cho nó nhớ. Nếu không xem thì chúng ta cũng nghe, chúng ta lý thuyết mà chúng ta không hiểu. Các bạn như nào, tôi mà tôi không nhìn cái gì thì tôi chịu, tôi không làm được. Tôi nhớ là có một cái xét nghiệm mà hồi xưa tôi rất thích, đó là cái nghiệm pháp bản nghiêng. Từ những năm đầu năm 90 tôi đọc mãi sách mãi, tôi rất muốn làm cái đấy, làm cái nghiên cứu, triển khai cái đấy mà không thể làm được vì mình chưa nhìn bao giờ cả. Hồi xưa nó có đi nước ngoài có được đi như các bạn bây giờ đâu. Hồi xưa là đi là hiếm, mà tìm mãi cũng thấy, mà đi cũng nhìn tìm đến được những cái chỗ nó không có. Thế năm 93 đi tôi chưa nhìn ra, làm cả đi nước ngoài nhưng mà không tìm đến cái chỗ nào nó làm cả. Mà về thì triển khai không được, mình chưa nhìn thấy vật. Thế sau năm 97 tôi mới quay lại một cái cơ sở đấy, thì thấy một cái cô bác sĩ, cô đấy bảo là tôi cũng vừa đi học ở Mỹ về, tôi bắt đầu triển khai. Và tôi bảo ô tôi làm nó dễ như thế này, và từ xưa mình cũng chưa làm được, nhưng mà bây giờ mình chưa nhìn cho bao giờ. Thế về tôi triển khai ngay như bây giờ thì nó cũng vất vả quá một thời gian. Sau thì bây giờ mình, mọi người nó nhiều việc quá, người ta cũng bỏ cái, nhưng mà cái đó là cũng rất cần thiết. Rồi sau dần dần các bạn này nó có cái điều kiện để nó phát triển nó lên nữa thì tốt. Cũng có một số cái 3-4 năm bác sĩ làm cái đề tài xong bắt đầu bây giờ mọi người chán thấy vất vả quá thì cũng bỏ. Thế thì đến là cái phương sức này thôi, chúng nghe nói đơn giản nên chúng ta không bắt trực tiếp bắt tay vào làm đấy, thì về chúng ta triển khai cũng rất khó, rất khó. Phải cố gắng sang cái phòng điện đồ chúng ta xem xong cùng với anh em trong đó làm một vài cái từ đầu đến cuối theo dõi, thế đọc kết quả thì chúng ta sẽ có. Tôi hy vọng là chúc các bạn sẽ thành công thôi nhé. Và còn có cái gì mà chúng ta không rõ thì chúng ta có thể hỏi. Và chúng ta đặc biệt là cứ tôi khuyên các bạn nên đến phòng điểm đồ, vì chúng ta từng bước một, chúng ta chưa rõ cái gì chúng ta trực tiếp là hỏi thì sẽ mới biết được. Chứ còn một cái đống lý này thì chúng ta cũng chỉ nghe ào ào qua để kẻ vỡ thôi. Cái bài nó có ở trong, nếu các bạn là cần chép thì nó có trong 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 cái máy này, nên là có nên copy nó mà nếu muốn. Tôi còn tiếp còn học mấy bài nữa. Ui giời, 2 bài nữa cả. Thôi thì thầy nghỉ vậy nhá. Được chưa? Các bạn nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ đúng không? Theo phân công thì chiều nay chúng ta sẽ học về các cái nội dung liên quan đến các cái hội chứng rối loạn nhịp bẩm sinh. Thế hội chứng các cái rối loạn nhịp bẩm sinh này thì có rất là nhiều các rối loạn nhịp bẩm sinh khác nhau. Nhưng mà chiều nay thì chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu một số hội chứng. Ví dụ như là Brugada, hội chứng QT ngắn, hội chứng QT dài. Còn các cái hội chứng rối loạn nhịp bẩm sinh khác, ví dụ VV cũng làm cái bẩm sinh nhưng mà không tìm hiểu ở đây. Hoặc là những cái block nhận thức cấp 3 bẩm sinh chúng ta cũng không tìm hiểu ở đây, mà hôm nay chủ yếu là chúng ta đi tìm hiểu một số bệnh lý hội chứng Brugada, hội chứng QT ngắn và hội chứng QT dài. Em không next được slide. Không được. Nó lên con trỏ nhưng mà không next được slide. Không thì cho cái của em vào. Được cái của em. Ừ?
À đây được không? Lại không được. À đây. Ok. Thì các cái ba cái bệnh lý đó thì được gọi chung là các cái bệnh lý kênh ion, các cái bệnh lý kênh ion, và bệnh lý các cái kênh ion này nghĩa là tổn thương các cái kênh ion ở cái bề mặt tế bào cơ tim, bề mặt tế bào cơ tim và bề mặt các cái lớp cơ tim, giữa các lớp cơ tim, và thường là liên quan đến các cái gen khác nhau, thường liên quan đến gen, và gọi chung là bệnh lý kênh ion. Thế thì gen thì không phải chỉ một gen mà có rất là nhiều gen liên quan đến các cái hội chứng này, có hội chứng Brugada này, hội chứng QT dài này, hội chứng QT ngắn, vân vân, thì có rất là nhiều các gen khác nhau, đặc biệt là trong đó hội chứng Brugada là nhiều gen nhất và có sự trồng lấp giữa các cái hội chứng này với nhau. Thế đầu tiên để chúng ta đi vào cái hội chứng đầu tiên là hội chứng Brugada, cũng là cái hội chứng mà khá là thường gặp, Thế thì nhắc qua một chút về hội chứng Brugada, thì hội chứng Brugada được mô tả lần đầu tiên vào năm 1989 để anh em nhà Brugada, nghĩa là thông qua một cái ca mà bị tử vong và người ta phát hiện ra những cái bất thường ở trên điện tâm đồ, và cho đến năm 1998 thì người ta mới bắt đầu tìm ra, nghĩa là gần hơn 10 năm sau thì người ta mới bắt đầu tìm ra được cái gen SCN5A là cái gen mà quy định tổng hợp cái đơn vị alpha của kênh natri, bị bất thường cái gen này thì dẫn đến hội chứng Brugada. Và cho đến năm 2002 thì người ta mới đề xuất được cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng Brugada đầu tiên, và từ đó cho đến nay thì có rất là nhiều các cái tiến bộ trong việc chẩn đoán cũng như là điều trị hội chứng Brugada, đặc biệt là năm 2011 là ca đầu tiên, nghĩa là cách đây không lâu lắm, cách đây 8 năm là ca đầu tiên được điều trị triệt đốt hội chứng Brugada, là ca được tiến hành đầu tiên, và 8 năm cho đến trở lại đây thì cái việc triệt đốt hội chứng Brugada đang ngày càng được phát triển, và cũng là một cái kỹ thuật mà đang được tốn rất là nhiều giấy mực của các nhà khoa học, các nhà nhịp học ở trên thế giới. Ở trong các hội nghị nhịp học lớn bây giờ thì triệt đốt Brugada vẫn luôn là một cái đề tài rất là nóng hổi và thách thức. Thế thì cái tỷ lệ của cái tần suất xuất hiện hội chứng Brugada thì cũng chưa được biết đến nhiều lắm, mới chỉ có một số trung tâm lớn trên thế giới, chủ yếu là ở châu Âu và Mỹ, là có các cái nền y tế phát triển thì người ta có thống kê được. Thế còn đa phần các nước, đặc biệt là ở châu Phi và một số nước ở châu Á, thì là chưa có cái con số thống kê cụ thể, và Việt Nam cũng nằm trong cái số này, nghĩa là vẫn còn là một cái dấu hỏi ở đây, vẫn còn là dấu hỏi. Và cái này là một cái số liệu thống kê mới nhất năm 2017, và tỷ lệ thì cũng không phải là thường gặp lắm ở một số vùng, gọi là cao điểm thì hội chứng Brugada thì trên 1% ở một số nước, thôi. Thế còn đa phần là từ 0,01% đến 1% là chiếm phần nhiều, còn lại đa phần thì lại là chưa có số liệu gì cả. Tựa như Nga hay là châu Phi là những cái vùng mà tuy rất rộng lớn nhưng mà lại chưa có số liệu hết. Việt Nam cũng đang cố gắng có những cái số liệu đầu tiên trên bản đồ Brugada thế giới. Thế về cơ chế bệnh sinh thì thông thường là đột biến gen SCN5A là một nhiễm sắc thể thường, dẫn đến nhiều dạng bất thường khác nhau với mức độ khác nhau về chức năng kênh natri, nghĩa là có lúc thì nó bất hoạt luôn ở kênh natri. Cái gen này nó bị bất thường, nó không tổng hợp với kênh cái đơn vị alpha của kênh natri nữa, nó mất luôn chức năng của kênh natri. Trong một số trường hợp khác thì không làm mất chức năng, nhận làm suy giảm chức năng ở những mức độ khác nhau của hội chứng Brugada. Chính vì thế nên là ở trong hội chứng Brugada thì có thể biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, có thể là type 1, type 2 hoặc là type 3, hoặc thậm chí là một số trường hợp thì phải tiêm thuốc vào thì mới xuất hiện ra hội chứng Brugada là vì như vậy. Thế là có bất thường về kênh natri nhưng mà bất thường ở những mức độ khác nhau. Đấy. Thế thì bất thường này chủ yếu nằm ở vùng ngoại mạc, và đặc biệt là vùng ngoại mạc này ở vùng đường da ở thất phải, nghĩa là bất thường là nằm ở vùng đường da thất phải. Đấy. Có thể liên quan đến cái vùng M, nghĩa là vùng medium, vùng nằm giữa, vùng cơ tim nằm giữa, nhưng mà rất hiếm khi xảy ra ở nội mạc. Thế thì khi mà hiểu biết được về các cái cơ chế bệnh sinh cũng như là cái vùng tổn thương thì sau này người ta mới phát triển các cái kỹ thuật triệt đốt. Người ta sẽ tiếp cận triệt đốt hội chứng Brugada thông qua cái vùng ngoại mạc cơ tim. Đi ở vùng ngoại mạc cơ tim đến cái vùng
tổn thương đó và người ta triệt đốt ở vùng ngoại mạc là vì như vậy. Chứ còn hội chứng Brugada thì cũng có một số kỹ thuật là phát triển kỹ thuật triệt đốt ở trong nội mạc, nhưng mà cái tỷ lệ thành công thì ít hơn, mà chủ yếu là tiếp cận qua đường ngoại mạc để triệt đốt. Đấy, nên là cái vùng tổn thương là vùng chủ yếu ở vùng ngoại mạc. Thế ngoài ra thì SCN5A là gen đầu tiên và cũng là cái gen mà có tỷ lệ nhiều nhất trong hội chứng Brugada, đột biến nhiều nhất trong hội chứng Brugada. Nhưng mà ngoài ra thì còn có rất là nhiều các cái gen khác cũng liên quan đến hội chứng Brugada mà không phải SCN5A. Thế thì các cái nội dung qua mấy chục năm phát triển thì có một số nội dung mà bây giờ cũng đã khá là hoàn thiện, và đang ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Chúng ta sẽ đi cùng đi ra từng cái nội dung một, là cái chẩn đoán trên điện âm đồ, cái phân tầng nguy cơ hay là chỉ định cấy ICD và kỹ thuật triệt đốt, thông qua một kỹ thuật triệt đốt. Thế thì điện âm đồ thì có kinh điển là vẫn có 3 tip, này tip 1, tip 2, tip 3. Để tránh các bạn nhầm lẫn giữa tip A, tip B, tip C, chúng ta thống nhất là danh pháp quốc tế là tip 1, tip 2, tip 3. Đấy, tip 1 thì là có dạng chênh vòm, block nhánh phải, có dạng block nhánh phải này, chênh vòm, ST chênh vòm, ST chênh vòm. Còn tip 2 thì là vẫn có dạng block nhánh phải nhưng mà ST chênh là hình yên ngựa và điểm và ST chênh lên phải trên 2 mm. Đấy, còn tip 3 thì là cũng có dạng yên ngựa như vậy nhưng mà chênh dưới 1 mm, chênh dưới 2 mm, ST chênh lên dưới 2 mm, thì là có 3 tip. Đấy, và trong đó thì tip 1 thì là tip mà điển hình nhất, sau đó thì đến các cái tip 2 và tip 3, và các cái định nghĩa này, các cái dấu hiệu của các tip này thì đều được mô tả khá là cụ thể, có các cái tiêu chuẩn hẳn hoi, tiêu chuẩn của sóng G, điểm G chênh lên trên 2 mm này, tiêu chuẩn về hình dạng sóng T hay là hình dạng của phức bộ đoạn STT này, vân vân, là có tiêu chuẩn hết. Đấy, thế nhưng mà có thể rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà chúng ta khi nhìn một cái có thể một lần có thể không quên được, là tip 1 thì hình cong vòm, chênh vòm, thế còn tip 2 và tip 3 thì có hình in ngựa. Tip 3 này thì rất dễ bị đi bỏ sót, trong khi đó tip 2 thì khá là dễ nhận ra, và hình in ngựa và ST chênh lên. Đây là một cái điện âm đồ 12 chuyển đạo của một bệnh nhân Brugada tip 1. Thì chúng ta thấy là ở V1 và V2, chủ yếu là ở V1, V2, chúng ta thấy là điện âm đồ thì chênh vòm lên, chênh vòm, điển hình, đấy, trên 2 mm. Thế còn đây, trường hợp này cũng là điện âm đồ 12 chuyển đạo của bệnh nhân Brugada tip 2, nghĩa là ST chênh hình yên ngựa và chênh lên trên 2 mm, đấy, trên 2 mm. Thế thì trong một số điện âm đồ thì của hội chứng Brugada thì có thể thay đổi theo thời gian, bởi vì nó tùy thuộc vào cái chức năng của kênh natri. Nếu mà cái kênh natri đó bị bất hoạt thì nó biểu hiện ra một cái điện âm đồ có thể là tip A, nhưng mà nếu mà kênh natri vẫn duy trì được chức năng thì có thể là chỉ biểu hiện là tip B hoặc tip 2 hoặc là tip 3. Đấy. Thế thì điện âm đồ Brugada có thể thay đổi theo thời gian, đấy, thậm chí có thể hoàn toàn trở về bình thường và chỉ bộc lộ trong một số điều kiện đặc biệt, ví dụ như là có kích thích. Ví dụ như là uống, bệnh nhân đi khám bệnh ở đâu đó được uống những cái viên thuốc như Flecainid chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân uống quá nhiều rượu, hoặc là gì sử dụng chất kích thích như cocaine trong những hoàn cảnh đặc biệt, thì lúc đấy hội chứng Brugada mới bộc lộ ra. Còn trong hoàn cảnh bình thường thì lại không có bất kỳ một dấu hiệu gì trên điện âm đồ cả. Nghĩa là điện âm đồ Brugada có thể thay đổi theo thời gian, nên là cũng không có gì lạ lẫm khi một bệnh nhân đến với chúng ta là lúc thì là điện âm đồ bình thường, hoặc là lúc thì là tip 2, tip 3, nhưng có lúc lại là tip 1, thế là hoàn toàn bình thường. Và khi mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta có thể làm điện âm đồ V1, V2 cao lên một khoang liên sườn, đấy, để có thể nhìn rõ điện âm đồ dạng Brugada. Vì sao lại làm trên một hoặc hai khoang liên sườn? Bởi vì khi mà làm một lên trên cao một hoặc hai khoang liên sườn thì chúng ta nhìn thấy là các cái điện âm đồ V1, V2 lúc này thì sẽ làm cao lên và nó sẽ có cái nhìn trực tiếp vào vùng đường da thất phải, vì cái vùng tổn thương là vùng ở đường da thất phải, nên khi chúng ta đặt các cái điện cực cao lên một hoặc hai khoang liên sườn thì sẽ nhìn trực tiếp vào vùng đường da thất phải, nên là sẽ bộc lộ rất là rõ cái tổn thương ở vùng đó. Đấy. Hoặc là chúng ta dùng một số thuốc giúp bộc lộ điện âm đồ dạng Brugada điển hình, đó là các thuốc như Flecainid, Amalin hay Procainamid, thì đây là những cái thuốc nhóm
nhóm 1C và những cái thuốc này thì nó ức chế kinh natri. Thế thì thông bình thường thì là các cái bệnh sinh của Brugada là bị tổn thương các cái kênh natri đấy, ở các mức độ khác nhau. Thế bây giờ nếu mà chúng ta dùng các cái thuốc mà ức chế kênh natri, nghĩa là vô hình chung là làm nặng thêm cái tình trạng của bệnh và làm ức chế mạnh hơn cái kênh natri đó, khiến cho kênh natri đó bất hoạt. Và khi các kênh natri đó bị bất hoạt trên nền đã bị tổn thương rồi, thêm cộng thêm các cái thuốc ức chế kênh natri này vào nữa thì sẽ bộc lộ ra những cái hội chứng Brugada điển hình đấy, nghĩa là có thể đang từ nghi ngờ chuyển thành gì? Chuyển thành type 1. Đây, ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy là ở V1, V2 thì chúng ta thấy hơi chênh lên một chút thôi, đúng không? Hơi chênh lên một chút. Đấy, có thể là tiếp 2 hoặc tiếp 3 gì đó. Đây là trên một khoảng tiếp 2, nghĩa là ST chênh lên, đúng không? ST chênh lên về hình yên ngựa. Nhưng mà sau khi tiêm amalin và cả aflecanid một cái thì chúng ta thấy là gì? ST chênh vòm lên. Vậy thì ở những bệnh nhân như vậy, nghĩa là cái kênh natri đã bị tổn thương sẵn rồi. Đấy, bị tổn thương sẵn rồi, bây giờ dùng các cái thuốc mà ức chế kênh natri thêm vào nữa thì khiến cho gì? Nó bộc lộ một cách rõ ràng nhất cái hội chứng Brugada. Vậy thì các cái thuốc flecainide hay là amalin vân vân được sử dụng khá là rộng rãi để chẩn đoán hội chứng Brugada. Tuy nhiên là những cái thuốc thành phẩm này thì lại chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Đấy, nên đa phần chúng ta vẫn chỉ dùng điện đo đồm 2 chuyển đạo để chẩn đoán mà thôi, mà không có các công cụ hỗ trợ để chẩn đoán một cách chính xác hơn và cụ thể hơn cái hội chứng Brugada. Cũng chính vì lý do đó mà chúng ta cũng chưa có số liệu một cách chính xác được về tỷ lệ hội chứng Brugada ở Việt Nam. Thế thì năm 2015 thì châu Âu cũng đưa ra những cái định nghĩa. Thế thì cách đây không lâu, năm 2005 thì người ta phân biệt khá là rành mạch rõ ràng là điện tâm đồ dạng Brugada và hội chứng Brugada, và dựa vào triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng đây là đột tử hay là xuất hiện các cơn rung thất nhanh thất vân vân. Đấy, nghĩa là nếu mà bệnh nhân có điện tâm đồ dạng Brugada cộng thêm với cả triệu chứng đột tử hoặc là rung thất hoặc nhanh thất thì người ta sẽ chẩn đoán đó là hội chứng Brugada. Còn nếu mà chưa có triệu chứng gì thì chỉ là người ta coi như là một người lành mà có điện tâm đồ dạng Brugada thôi. Thế thì cái định nghĩa đó thì vô hình chung là biến những cái người mà bị hội chứng Brugada thực sự nhưng chưa có triệu chứng là thành người lành mang bệnh, người lành mang điện tâm đồ dạng Brugada thì nó không còn đúng nữa. Bởi vì là khi bệnh nhân đến với mình, người ta phát hiện ra điện tâm đồ dạng Brugada nhưng chưa có triệu chứng thì chúng ta chẩn đoán đấy là người lành mang điện tâm đồ dạng Brugada. Thế thì chúng ta cho đi về, thì về hai hôm sau bệnh nhân chết thì quay lại thì chết vì rung thất thì quay lại chúng ta lại chẩn đoán đấy hội chứng Brugada không được, đúng không? Nghĩa là lúc đó thì cho đến cái lúc mà có triệu chứng thì chúng ta mới chẩn đoán là hội chứng Brugada. Thì đấy là cái định nghĩa năm 2005, thì nó đưa ra khá là nhiều các cái bất cập. Thế thì đến năm 2015, nghĩa là 10 năm sau, thì người ta đã chỉnh sửa cái định nghĩa về hội chứng Brugada, nghĩa là không còn đưa cái triệu chứng lâm sàng vào trong định nghĩa nữa, mà tất cả các cái điện tâm đồ dạng Brugada type 1 tự nhiên hoặc là sau khi kích thích bằng thuốc hoặc là sau khi đặt các cái điện cực lên 1 hoặc 2 khoang lên sườn mà có dạng là type 1 tự nhiên ấy, dạng type 1 thì đều được gọi là hội chứng Brugada hết, bất kể có triệu chứng hay không. Đấy. Thế thì nên là bệnh nhân đến gặp với chúng ta thì có thể là chưa có triệu chứng thôi chứ không phải là không có triệu chứng, thì vẫn được chẩn đoán là hội chứng Brugada và có một cái phác đồ, có một cái thái độ xử trí là như nhau giữa các bệnh nhân. Thế thì quan trọng nhất ở bệnh nhân Brugada là phân tầng nguy cơ, bởi vì nguy cơ ở đây nghĩa là nguy cơ đột tử và xuất hiện các rối loạn nhịp thất nguy hiểm, các cái yếu tố dự báo nguy cơ, nghĩa là bệnh nhân mà đã từng đột tử rồi, nghĩa là đã có ngừng tuần hoàn rồi và được cứu thoát đấy, thì là có nguy cơ bị lặp lại lần nữa là rất là cao, hoặc là bệnh nhân đã có các cơn nhịp nhanh thất hoặc là ngất vân vân đấy. Điện tâm đồ có dạng Brugada type 1 tự nhiên đấy, nghĩa là tổn thương kênh natri một cách nặng nề nhất đấy, có dạng type 1 tự nhiên cũng là những cái bệnh nhân mà có nguy cơ đột tử cao hơn những cái nhóm bệnh nhân còn lại đấy. Hoặc là khi mà chúng ta kích thích tim, thăm dò điện sinh lý, nghĩa là đưa các dụng cụ ở trong buồng tim, kích thích tim ở trong đó và gây khởi phát cơn tim nhanh thất hoặc rung thất, thì những bệnh nhân đó cũng có nguy cơ cao hơn những bệnh nhân mà có điện tâm đồ dạng Brugada nhưng mà kích thích tim không có lên được cơn tim nhanh thất. Một số các cái yếu tố nguy cơ khác như là dung nhĩ này, tiền sử gia đình có người bị đột tử này, thời kỳ trơ cơ thất ở dưới 200 mg này, hoặc là phức bộ Quiles phân mảnh. Thế thì phức bộ Quiles phân mảnh thì hiện nay thì được khá là nhiều các cái nhà sinh lý học trên thế giới quan tâm đấy, nghĩa là đây là một cái công cụ chỉ dựa vào đơn thuần vào điện tâm đồ để chúng ta phân tầng nguy cơ. Thì điện tâm đồ là một cái mà rất là sẵn và luôn luôn rất là dễ làm và rẻ,
Đấy, thế thì điện âm độ QRS phân mảnh là ở các cái chuyển đạo V1 hoặc là V2, chúng ta thấy là gì? V1, V2 có rất là nhiều móc, nhiều các cái mấu và phân đoạn, phân mảnh, nhiều thành phần. Ở V1, V2, nếu mà một cái bệnh nhân mà Brugada có dạng Brugada type 1, V1 và V2 có điện âm độ dạng phân mảnh như vậy, thì là nguy cơ xuất hiện các cái rối loạn nhịp thất là cao hơn rất nhiều so với những bệnh nhân mà không có điện âm độ dạng phân mảnh. Thế thăm dò điện sinh lý thì có vai trò gì? Đầu tiên các bạn phải hiểu thăm dò điện sinh lý nghĩa là ta đưa một cái dụng cụ, đưa một cái điện cực theo đường tĩnh mạch vào trong thất phải, vào mỏm thất phải hoặc là đường ra thất phải, cả hai vị trí, một hoặc cả hai vị trí, và kích thích ở trong đó với các cái tần số khác nhau, những tần số khác nhau. Đấy, thế thì có thể kích thích với một tần số, hoặc là có thể kích thích với hai nhóm tần số khác nhau, hoặc ba nhóm tần số, bốn nhóm nó xung khác nhau. Đấy, ví dụ như trong trường này chúng ta thấy là ở đây là có đưa một cái điện cực vào trong vùng đường ra thất phải này, đây điện cực này, đây quả cầu của tim này, đây vùng cao này là vùng đường ra thất phải. Vùng đường ra thất phải chính là vùng tổn thương của Brugada. Thì khi mà đưa cái điện cực đúng vào cái vùng tổn thương đó thì kích thích thì có thể cái xác suất mà gây ra cái rối loạn nhịp là cao nhất. Thế thì khi mà đưa cái điện cực vào trong vùng đường ra thất phải, chúng ta kích thích với các cái xung khác nhau. Đấy, ví dụ là đây kích thích một tần số, nhưng cái nhát cuối cùng thì chúng ta lại kích thích với một cái tần số ngắn hơn. Đấy, như kiểu tạo ra một cái ngoại âm thu vậy. Đấy, tần số kích thích khoảng S1, tần số S1 này, xong đến cuối cùng 8 nhát S1 thì kích thích thêm một nhát thì S2 với cái xung ngắn hơn. Và có thể kích thích 3 hoặc 4 xung khác nhau với cái tần số không dưới 180 mili giây. Đấy, để khi mà kích thích như thế thì sẽ tạo điều kiện để nếu mà bệnh nhân đúng là hội chứng Brugada thật mà gây được một cái cơn tim nhanh thất bằng cái kích thích này, thì nghĩa là bệnh nhân đó có đứng trước cái nguy cơ cao bị rung thất trong tương lai. Đây là một trường hợp mà kích thích ở viện tim mạch chúng ta, thì chúng ta kích thích là S1, chúng ta kích thích bằng cái xung tần số khá là thưa thớt như này, nhưng đến S3, S4 thì chúng ta kích thích bằng cái xung mà gì khoảng 250, 220 và 190 ms giây, và sau đó gây ra mấy cơn rung thất, cơn rung thất ở bệnh nhân mà có hội chứng Brugada. Là ở những cái bệnh nhân mà kích thích trong tâm thất ở vùng mỏm thất phải hoặc là vùng đường ra thất phải mà xuất hiện các cơn rung thất như vậy, thì đồng nghĩa với việc là bệnh nhân đó ở trong tương lai có một cái nguy cơ cao hơn xuất hiện các cơn rung thất tự nhiên, các cơn rung thất tự nhiên. Đấy. Thế thì ở những cái bệnh nhân đó thì phải có một cái phác đồ, cái thái độ xử trí nó tích cực hơn ở những cái nhóm bệnh nhân đó. Thế thì cái vai trò của thăm dò định sinh lý cho đến đâu, thì cho đến nay thì cái nghiên cứu lớn nhất về Brugada là nghiên cứu Finger, thì là nghiên cứu lớn nhất và dài hơi nhất, thì cho thấy là ở những cái bệnh nhân mà có thăm dò định sinh lý dương tính thì là có cái giá trị tiên lượng là tốt hơn, giá trị tiên xuất hiện các cái cơn rung thất là cao hơn so với những cái bệnh nhân mà điện thăm dò điện sinh lý âm tính. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các cái nghiên cứu khác, như nghiên cứu Prelude cũng làm nghiên cứu rất lớn, chỉ sau nghiên cứu Finger thôi, thì cũng cho thấy các cái giá trị của thăm dò điện sinh lý. Thế thì còn gen thì sao? Bởi vì như chúng ta biết, hội chứng Brugada thì liên quan rất nhiều đến các cái đột biến gen khác nhau, đột biến gen khác nhau, và cho đến nay người ta thống kê được khoảng 19 hay 20 cái gen gì đó khác nhau và với tần suất xuất hiện khác nhau. Trong đó gen SCN5A thì là gen mà có cái tần suất xuất hiện cao nhất, là khoảng 30% bệnh nhân Brugada có đột biến gen SCN5A, khoảng 30%, tùy thuộc từng nghiên cứu, từ khoảng 20 đến 35% gì đó. Đấy, thì khoảng 30% là có gen SCN5A đột biến. Thế thì thế còn 70% còn lại là không biết là đột biến cái gen gì, nhưng mà bệnh nhân vẫn có hội chứng Brugada, vẫn có biểu hiện điện âm độ dạng Brugada và vẫn có rung thất như bình thường. Đấy, thế thì gen chỉ là một yếu tố giúp chúng ta chẩn đoán thôi, giúp chúng ta tiên lượng thôi. Chứ còn khi mà xét nghiệm gen mà âm tính, nghĩa là không tìm thấy các đột biến nào liên quan đến gen cả, thì bệnh nhân đó vẫn nằm trong cái nhóm nguy cơ là bị đột tử, chứ không phải cứ gen âm tính là chúng ta không chẩn đoán hội chứng Brugada đâu. Thế thì khi mà gen, nghiên cứu về gen thì chúng ta cho thấy là ở những bệnh nhân mà có đột biến gen và những bệnh nhân mà không có đột biến gen SCN5A thì tỷ lệ rung thất giữa hai nhóm là như nhau, là dù có gen hay không có gen thì cái tỷ lệ cái mức độ tiên lượng của đột biến dương tính đó thì là như nhau. Nên là nhóm có gen hay không có gen thì vẫn bệnh nhân vẫn có cái nguy cơ giống như nhau. Đấy cũng là một cái thay đổi rất là lớn ở gần đây, bởi vì như trước đây các bạn biết là
chẩn đoán hội chứng Brugada mà gen mà dương tính thì là chẩn đoán là hội chứng Brugada dương tính và có chỉ định cấy máy ICD để dự phòng đột tử luôn mà không cần bất kỳ một triệu chứng nào khác. Nhưng bây giờ thì không phải như thế nữa, vì có gen đột biến gen hay không có đột biến gen thì đều có cái nguy cơ giống nhau, nên là người ta không dựa vào gen hay cũng như không dựa vào cái tiền sử gia đình để chẩn đoán cái nguy cơ của hội chứng Brugada nữa. Thế thì vì sao khi mà nghiên cứu có đột biến gen hay không có đột biến gen nó không khác gì nhau như thế mà người ta vẫn nghiên cứu? Bởi vì thực ra là gen là một cái vấn đề, nó lĩnh vực rất là rộng và nó chưa có khác biệt, bởi vì người ta chưa tìm hiểu thấu đáo được cái đột biến gen nó rộng như thế nào thôi, chưa tìm hiểu được cái vai trò thực sự của nó thôi. Gần đây có một số các nghiên cứu của Nhật thì người ta cho thấy là khi một đột biến gen SNNOMA thì đột biến ở những cái vị trí khác nhau của đơn vị alpha thì nó gây ra cái, thì có cái tỷ lệ cái tiên lượng nó xấu hơn. Ví dụ như là đột biến ở vùng lõi của đơn vị alpha, thì nếu mà đột biến gen SNNOMA và đột biến ở vùng lõi của đơn vị alpha thì là cái nguy cơ đột tử cao hơn là đột biến ở những cái vùng rìa. Như vậy thì cái nghiên cứu về gen nó còn đi rất xa nữa đấy, và người ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu nó và vẫn còn chưa hiểu biết thấu đáo. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì gen chỉ là một yếu tố để sàng lọc, chưa phải là một yếu tố quyết định để chúng ta dựa vào đó để chúng ta đưa đến cái quyết định về mặt lâm sàng đấy. Và đó là cái hướng đến trong tương lai về gen. Hiện tại thì trên thế giới có khá là nhiều các cái bảng phân tầng nguy cơ, các cái bảng điểm để phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân mà có hội chứng Brugada. Đấy, ví dụ như là điện tâm đồ dạng Brugada tiếp 1 tự nhiên, đấy, dạng tiếp 1 tự nhiên thì được đến 3,5 điểm. Đấy, hoặc là các cái trường hợp mà bệnh nhân này có ngừng thở khi ngừng ngủ này, rồi thì ngất này, rồi thì các cơn tim nhanh thất vân vân đều được chấm điểm. Và dựa vào số điểm này người ta sẽ phân tầng nguy cơ của bệnh nhân, nguy cơ cao hay nguy cơ thấp, để người ta có cái phác đồ xử trí. Thế tuy nhiên có khá là nhiều các cái bảng phân tầng nguy cơ khác nhau. Thế nhưng mà các cái guideline hiện nay về điều trị thì vẫn chưa có một cái bảng phân tầng nguy cơ nào được đưa vào chính thức sử dụng trong một cái guideline cả, mà vẫn chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng là chính. Vậy thì điều trị hội chứng Brugada đa phần cho đến nay thì quan trọng nhất là dự phòng đột tử, là quan trọng nhất. Và dự phòng đột tử ở bệnh nhân Brugada nghĩa là phải cấy máy ICD, bởi vì Brugada nghĩa là dung thất. Đấy, và dự phòng đột tử ở bệnh nhân Brugada nghĩa là gì ạ? Phải cấy được cái máy ICD, là cấy máy phá dung tự động. Đấy, thì mới dự phòng đột tử được. Thế và cấy máy phá dung tự động trong trường hợp đó thì quan trọng nhất là gì ạ? Nếu mà bệnh nhân đã ngừng tim rồi thì là chắc chắn là phải cấy máy rồi. Đấy, hoặc là có những cái cơn ngất, đấy thì cũng phải cấy máy tạo nhịp tim. Hoặc là gây ra những cái cơn dung thất thực nghiệm thông qua thăm dò điện sinh lý thì cũng cân nhắc phải cấy máy phá dung tự động. Đấy là những cái nhóm mà nguy cơ cao. Đấy, thế còn nếu mà không có cái tiền sử gì cả, không có triệu chứng gì cả, không có thăm dò điện sinh lý cũng không gây được cơn gì cả thì cũng chưa cần phải cấy máy phá dung tự động. Đấy, chưa cần phải cấy máy phá dung tự động. Và máy phá dung tự động ở đây thì ở Việt Nam mình đa phần là các máy phá dung tự động đường tĩnh mạch, tức là có một cái máy ICD đường tĩnh mạch cấy vào mỏm thất phải. Thế còn ở một số nước trên thế giới thì người ta cấy máy phá dung tự động dưới da, đã đặt một cái máy ở vùng nách, cấy ngay vùng nách đây, và có một cái điện cực đặt ngay dưới da và có thể nhận cảm được nhịp tim. Và nếu mà dung thất thì nó sốc điện ngay ở dưới da chứ không cần phải đưa vào đường tĩnh mạch, không phải chọc tĩnh mạch. Thế thì nếu mà khi mà đã cấy máy tạo nhịp tim rồi, cấy máy phá dung tự động rồi, nhưng mà bệnh nhân cứ lên cơn dung thất liên tục, cơn xuất hiện liên tục như này, 9 giờ có một cơn, 10 giờ có một cơn, 11 giờ có một cơn, một ngày hàng chục cơn, người ta gọi là cơn bão điện học. Trong trường hợp đó thì máy sẽ sốc điện liên tục, đấy, và không cứ mỗi lần máy sốc điện như vậy thì sẽ tổn thương cơ tim một ít, và nếu mà cứ sốc điện mãi thì cơ tim sẽ tổn thương mà không hồi phục được, dẫn đến suy tim. Đấy, và sẽ đến một lúc nào đó thì quả tim nó sẽ không thể đập được nữa. Thế thì trong những trường hợp đó thì người ta phải dự phòng tái phát cơn bằng một số cách, có thể dùng thuốc. Thì cho đến nay thì thuốc thì được có hiệu quả nhất, được coi là hiệu quả nhất là quinidine. Nhưng thuốc được hiệu quả nhất này thì không có ở Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có amiodarone thôi, nhưng mà amiodarone thì tác dụng của nó rất là hạn chế. Đấy.
Thứ hai là khi mà đã được chẩn đoán hội chứng Brugada rồi thì phải nghiêm cấm tránh các cái thuốc mà chẹn kênh natri như là kênh như flecainide, propionamide hay amylin. Bởi vì là đã tổn thương kênh natri rồi, bây giờ dùng thêm các thuốc chẹn kênh natri nữa thì làm nặng thêm tình trạng bệnh. Nên nếu đã có hội chứng Brugada rồi là nghiêm cấm dùng flecainide hay là propionamide vân vân. Thì rất may là ở Việt Nam thì những cái thuốc này cũng rất là hiếm. Đấy, flecainide thì còn bán nhưng các thuốc khác thì không bán. Vậy thì các bạn phải lưu ý việc đó và tuyệt đối tránh các cái trường hợp như rượu này hay là cocaine, nghĩa là các cái chất ma túy. Đấy, hoặc là tình trạng mà sốt cao cũng là một cái tình trạng mà dễ dẫn đến khởi phát các cơn rối loạn nhịp thất ở bệnh nhân mà Brugada, đặc biệt là bệnh nhân Brugada type 1. Vậy thì bệnh nhân nếu mà Brugada rồi là phải nghiêm cấm là lạm dụng rượu, nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích, và nếu mà bệnh nhân mắc cái nhiễm trùng gì đó mà bị sốt thì phải uống thuốc hạ sốt ngay. Đấy, không để cao 39-40 độ rồi hạ sốt. Đấy, nghĩa là phải hạ sốt rất sớm. Vì nếu mà sốt cao là nguy cơ gây rối loạn nhịp thất rất là nặng nề và có thể gây ra đột tử. Một phương án nữa đó là và đang hiện nay đang rất phát triển, đấy là triệt đốt hội chứng Brugada ở những bệnh nhân mà dung thất quá nhiều. Triệt đốt này giúp cho hạn chế số lần sốc điện của máy ICD ở bệnh nhân Brugada mà có nhiều cơn dung thất. Thế thì dựa vào các cái bản đồ 3D, các cái kỹ thuật lập bản đồ 3D ngoại mạc thì người ta sẽ lập được bản đồ vùng ngoại mạc của cả quả tim như này. Đấy, và dựng nên được cái vùng điện đề thấp ở vùng ngoại mạc cơ tim, vùng điện đề thấp bởi vì là kênh natri nó bị tổn thương thì natri nó không đi được vào trong từ ngoài màng tế bào, không đi được vào trong tế bào để khử cực tế bào cơ tim, nên cái vùng cơ tim đó nó không khử cực được và cho cái vùng điện thế rất là thấp xung quanh những vùng cơ tim bình thường màu đỏ. Thế thì khi mà đã xác định được cái vùng cơ tim bị tổn thương thì đã triệt đốt chi chít này, triệt đốt hết vào cái vùng tổn thương đó. Đấy, dùng sóng cao tần triệt đốt ở vùng đó, và sau khi triệt đốt thì nó hết luôn, nó không còn cái vùng tổn thương nữa. Và điện tâm đồ thì từ Brugada type 1 đấy, chênh lên rất cao, chênh vòm thì có thể về được bình thường, nghĩa là sau khi đốt xong là về luôn bình thường đấy. Và một số nghiên cứu thì người ta cho thấy là khỏi đến 96,7%, nghĩa là sau khi bệnh nhân đeo máy ICD này lên rất nhiều cơn dung thất này, người ta triệt đốt vùng ngoại mạc xong thì 96,7% theo rất là nhiều nghiên cứu tổng hợp đấy, thì 96,7% là bệnh nhân không còn xuất hiện một cơn rung thất nào nữa. Đấy, chỉ có một vài ca sau đó xuất hiện một cơn rung thất thôi. Vậy thì người ta đặt ra bây giờ cái hướng đi của thế giới là người ta hỏi, vậy thì nếu mà đốt kết quả tốt như thế thì có cần phải cấy máy ICD nữa không? Bởi vì đốt xong rồi khỏi gần hết, khỏi đến trên 95% mà, đúng không? Khỏi gần hết thì có cần phải không? Thì hiện nay thì vẫn chưa có một cái nghiên cứu nào mà nó đủ lớn và theo dõi đủ dài để người ta đưa ra cái kết luận đó. Đấy, và mặc dù chỉ là 4% thôi, nhưng mà 4% đó là 4% mạng người, nên là người ta cũng không thể hy sinh 4% mạng người đó để người ta chỉ tiến hành triệt đốt mà không cấy ICD được. Thứ hai nữa là một cái hướng nữa đi nữa của thế giới, đấy là ở những bệnh nhân mà Brugada type 1 mà chưa có triệu chứng thì có nên triệt đốt để dự phòng không. Thì hiện nay đấy là một cái hướng đi, tức là người ta sẽ triệt đốt tất cả bệnh nhân Brugada mà chưa có triệu chứng, mà Brugada type 1 mà chưa có triệu chứng, là đốt hết luôn để sau này nó không lên cơn rung thất nữa, đó là những cái vấn đề cập nhật và rất là mới về hội chứng Brugada. Thế chúng ta đi tiếp tới một cái hội chứng trong kênh ion là hội chứng QT dài, cũng là một hội chứng theo tôi nghĩ là rất là quan trọng vì rất là sát sườn với cả các bạn, rất là sát sườn. Hội chứng QT dài cũng rất là hay gặp. Thế thì QT dài thì QT làm thời gian là giọng bất thường tái cực của cơ tim mà đặc trưng bởi đoạn QT rất là dài trên điện âm đồ. Hội chứng QT dài thì có thể gây rối loạn nhịp thất, đa phần là các nhịp thất nhanh, thất đa hình thái, đặc biệt là các cơn xoắn đỉnh và cơn rung thất. Và chính vì xuất hiện những cơn tim nhanh, thất đa hình thái, cơn xoắn đỉnh, cơn rung thất như vậy mà gây ra đột tử ở bệnh nhân mà QT dài. QT dài này có thể do mắc phải hoặc có thể do bẩm sinh, có thể do một cái điều kiện đặc biệt gì đó mà bệnh nhân xuất hiện QT dài thoáng qua, nhưng có thể bẩm sinh từ bé. Đấy, triệu chứng thì đa phần là triệu chứng liên quan đến rối loạn nhịp thất, nhưng mà cũng có thể là bệnh nhân mang cái hội chứng QT dài đó cả đời mà chả biết vì chẳng có triệu chứng gì cả. Thì cơ chế bệnh sinh chủ yếu là liên quan đến hai cái hiện tượng là hiện tượng hậu khử cực sớm và hiện tượng tái cực kéo dài. Hậu khử cực sớm nghĩa là trong cái thời gian mà đang tái cực
thì tự nhiên lại khử cực, nghĩa là khử cực sau, hậu khử cực nghĩa là khử cực sau đấy, và đến rất là sớm vào khoảng pha 2 và pha 3 của điện thế hoạt động. Thế nếu mà đang pha 2, pha 3 nghĩa là cái pha mà pha khử pha tái cực này, tự nhiên lại có một cái pha khử cực đến rất là sớm vào đây, đến rất là sớm vào đây cho tổn thương các cái kênh canxi của kênh kali đấy, hậu đến một cái khử cực đến rất sớm vào pha có ba này, người ta gọi là quá trình hậu khử cực sớm. Và quá trình thứ hai là quá trình tái cực kéo dài, nghĩa là thông thường quá trình tái cực bắt đầu từ pha 1 cho đến pha 3, hết pha 3 là quá trình tái cực. Thì sau đấy cái quá trình tái cực này nó có một thời gian nhất định thôi, nếu mà nó đi dài quá thì là cũng gây ra những cái bất thường, gây ra các rối loạn nhịp. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian để nói về các cái đột biến từng kênh một. Thế nhưng mà khi mà các bạn có thời gian, các bạn tìm hiểu thêm về đột biến các cái kênh natri, kênh kali rồi kênh canxi, thì thấy là hai cái quá trình bệnh sinh quan trọng nhất là hậu khử cực sớm và quá trình tái cực kéo dài. Và tỷ lệ của hội chứng long QT bẩm sinh, QT dài bẩm sinh là khoảng 1 trên 2.000 trẻ mới sinh, nghĩa là rất nhiều. Cứ 2.000 đứa sinh ra thì có một đứa là bất thường rồi. Thế đây là cái nhóm mà trong dựa trên cái nghiên cứu khá là lớn ở châu Âu, thì người ta thấy là 1 trên 2.000 trẻ này là cái số lượng QT dài mà có cả bất thường gen, nghĩa là chắc chắn là QT dài bẩm sinh. Thế còn cái tỷ lệ QT dài mà không có bất thường gen, nghĩa là QT dài hơn mà người ta xét nghiệm gen lại chưa tìm được cái gen gây QT dài, thì nó còn cao hơn nữa, thậm chí là 1 trên 1.000. Cứ 1.000 đứa trẻ sinh ra là đã có một người bị QT dài rồi, và cái đứa trẻ QT dài đó có thể là có bất thường gen hoặc là có thể là không tìm được bất thường gen. Không tìm được bất thường gen không có nghĩa là không bị bất thường gen, mà có thể là đột biến những cái gen mà người ta chưa tìm ra. Tuổi phát hiện thì thường là trước 30 tuổi, đấy, tùy thuộc vào triệu chứng. Nên nếu mà bệnh nhân QT dài bẩm sinh mà xuất hiện các rối loạn nhịp thường là hay gặp ở trước 30 tuổi, nhưng cũng có một số trường hợp là gặp sau 30 tuổi. QT dài mắc phải thì được chẩn đoán khi mà có đoạn QT dài kèm theo sử dụng các cái thuốc kéo dài khoảng QT, hoặc trong một số bệnh cảnh lâm sàng gây kéo dài khoảng QT, ví dụ như là bị hạ kali máu, bị hạ magie máu, vân vân. Đấy. Và phần lớn các cái trường hợp QT dài là do sử dụng các cái thuốc mà ức chế các cái kênh kali. Đấy. Sau này chúng ta sẽ đi vào các cái nhóm thuốc mà ức chế gây QT dài. Và một số trường hợp có đột biến gen trước đó nhưng không biểu hiện, mà chỉ khi sử dụng các cái thuốc mà chặn kênh kali này thì mới bộc lộ ra bệnh lý. Như vậy thì ở các bệnh nhân mà gọi là QT dài mắc phải nhưng thực ra vẫn không phải là mắc phải đâu, mà vẫn là bẩm sinh ấy. Bởi vì là ở những bệnh nhân đó vẫn có đột biến gen, tuy nhiên nó chưa biểu hiện ra kiểu hình thôi. Nó có đột biến về kiểu gen nhưng chưa biểu hiện ra kiểu hình, mà chỉ trong một số trường hợp đặc biệt là khi sử dụng các cái thuốc chặn kênh kali thì lúc đó nó mới biểu hiện ra kiểu hình là QT dài. Như vậy thì cái tỷ lệ đó khoảng 5-10% ở những bệnh nhân mà QT dài mắc phải cũng không hề ít. Các cái thuốc một số cái thuốc mà gây QT dài như là amiodarone, các kháng sinh nhóm quinolone, hay là các một số thuốc chống nấm, một số thuốc hướng thần, là những cái nhóm thuốc mà rất là hay gặp, hay sử dụng trên lâm sàng mà gây ra QT kéo dài. Đây là một cái nguyên nhân có gây QT kéo dài mắc phải, tức là đến hàng hà sa số các nguyên nhân thì cũng không thể nhớ hết được. Cái này chỉ mang trích dẫn để mang tính chất là hù dọa. Yếu tố nguy cơ thì khi mà sử dụng các thuốc có khả năng kéo dài QT thì là những bệnh nhân mà có thì nguy cơ cao mắc cái QT dài. Khi mà ví dụ như là dùng amiodarone mà chúng ta truyền tĩnh mạch nhanh quá thì là cái nguy cơ mà mắc QT nó kéo dài ra thì cao hơn việc là cứ uống từng viên một đấy, hoặc là dùng nhiều thuốc ảnh hưởng cùng với đến đoạn QT, vừa dùng amiodarone lại vừa truyền Avelox chẳng hạn, như thế đấy, thì cái xác suất mà QT kéo dài nó cũng cao hơn, là yếu tố nguy cơ. Thế còn ngoài ra sử dụng các cái thuốc mà cạnh tranh với chuyển hóa thuốc tại gan đấy, thông qua cytochrome P450 hoặc là CYP3A4, nghĩa là khi mà sử dụng các cái thuốc này như erythromycin và cimetidine thì nó làm tăng cái nồng độ của cái thuốc mà kéo dài đoạn QT lên đấy, và khiến cho QT kéo dài ra. Hay một số tình trạng bệnh lý khác như suy gan, suy thận này, tuổi cao quá hay đang sử dụng lợi tiểu này, vân vân. Đấy là những tình trạng mà dễ gây ra các rối loạn nội môi, các cái chuyển hóa trong cơ thể khiến cho đoạn QT có thể dài ra và khiến cho bệnh nhân mắc cái QT dài mắc phải. Thế thì khi mà QT kéo dài như vậy thì có một cái đặc điểm quan trọng là khi mà QT kéo dài như thế thì các cái vùng cơ tim, không phải là vùng nào nó cũng bị tái cực trễ. QT dài nghĩa là tái cực bị phân tán, cái tái cực bị kéo dài,
Nhưng mà khi mà cơ tim bị tái cực kéo dài, chủ yếu là vùng cơ tim nằm giữa, chứ vùng nội mạc và vùng ngoại mạc thì lại rất là ít ảnh hưởng. Đa phần là kéo dài, đây là kéo dài tái cực của cái vùng cơ tim, vùng nằm giữa, vùng M. Thế khi mà có sự khác biệt giữa có sự khác biệt về tái cực giữa các vùng cơ tim với nhau thì người ta gọi là tái cực phân tán. Tái cực phân tán thì chỗ này đang tái cực thì chỗ kia tái cực xong rồi thì chỗ này vẫn đang tái cực. Đấy, chỗ này bắt đầu đi vào cửa cực của quá trình tiếp theo rồi thì chỗ kia vẫn đang tái cực. Nghĩa là tái cực không đều nhau giữa các lớp cơ tim, người ta gọi là tái cực về phân tán. Và thứ hai nữa là khi mà có trong cơ chế bệnh sinh, chúng ta nhớ lại là có hậu cửa cực sớm. Khi mà hậu cửa cực sớm nghĩa là xuất hiện cái ngoại tâm du thất, rơi vào cái giai đoạn cửa cực ngoại du thất mà chúng ta vẫn quen gọi là ngoại tâm du thất dạng R/T, dạng R/T, đúng không? Nghĩa là R/T là T là cái thời gian gì? Tái cực. Đấy, thì trong cái thời gian tái cực mà có một cái hậu cửa cực sớm, nghĩa là một cái ngoại tâm du thất nó đến sớm. Đấy, nó đến sớm rơi đúng vào sóng T đấy. Đấy, thì sẽ khởi phát một cái cơn gì? Cơn rung thất, khởi phát một cơn rung thất. Thứ hai là người ta một số nghiên cứu người ta thấy có vai trò của hệ thần kinh giao cảm. Nghĩa là khi mà người ta triệt đốt các hạch giao cảm thì người ta thấy giảm tần suất của rung thất đi. Cơ chế như thế nào thì cũng chưa rõ. Đấy. Thế thì có ba cái cơ chế bệnh sinh quan trọng gây rối loạn nhịp thất. Một là gì? Có ngoại tâm thu nghĩa là hậu cửa cực sớm. Đấy, hậu cửa cực sớm mà khi mà cái cửa cực sớm này nó đạt đến cái mức mà điện thế hoạt động thì sẽ gây ra gì? Một cái ngoại tâm thu thất đến sớm. Và ngoại tâm thu thất này sẽ rơi đúng vào sóng T, dạng R/T, là đến sớm trong thời gian tái cực gây ra rung thất. Thứ hai là vai trò của giao cảm và thứ ba là tái cực phân tán. Đấy, ba cái cơ chế này nó sẽ thay phiên nhau và gây ra cái cơn rung thất. Thế khoảng QT thông thường ở người bình thường thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhịp tim. Rất nhiều vào nhịp tim nhanh thì QT ngắn lại mà nhịp tim chậm thì QT dài ra. Và chính vì thế người ta phải quy về một cái QT gì? QTC là QT chuẩn để đưa về một cái định mức để chúng ta đánh giá xem là QT đó là ngắn hay là dài. Thế thông thường ở nam thì dưới 0,42 giây và 0,44 giây ở nữ. Thế tuy nhiên là cái mức chẩn đoán thì lại là mức chẩn đoán bệnh. Thế nào là dài thì thông thường thì là nam là trên 450 và nữ là trên 460. Bắt đầu tính là dài. Đấy. Thế thì có một cái mẹo để chúng ta đánh giá dài, đấy là dựa vào gì? Trên một, khi mà chúng ta quan sát điện tâm đồ chúng ta thấy sóng T, kết thúc của sóng T nếu mà vượt quá khoảng QT này mà vượt quá một nửa của đoạn RR, đấy, vượt quá một nửa đoạn RR đi qua đường giữa đây thì nghĩa là QT dài, Ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy giữa RR là khoảng 5 ô lớn đúng không? Thì QT lúc này là chiếm đến 3 ô từ khởi đầu phúc bộ QRS này đến kết thúc sóng T là khoảng hơn 3 ô, nghĩa là đi qua một nửa của RR. Thì nhìn bằng mắt thường chưa đo đạc gì chúng ta cũng thể kết luận đây là QT kéo dài, đấy là cách đánh giá nhanh. Còn về nguyên tắc thì chúng ta vẫn phải đo QTC, dùng công thức và đo QTC một cách cẩn thận. Một số trường hợp đặc biệt thì rung nhĩ nhanh này thì chúng ta bắt buộc phải đo nhiều khoảng QT trong cổng lại chia ra thôi. Thứ hai là QT thì bao giờ cũng gồm phúc bộ QRS và đoạn STT. Nên nếu mà phúc bộ QRS mà giãn rộng thì vô hình chung là đoạn QT nó cũng giãn rộng ra theo, kéo dài ra theo, thời gian nó cũng kéo dài ra theo. Hiệu đó thì chúng ta có QTC hiệu chỉnh. Đấy, QTC hiệu chỉnh có công thức. Đấy. Và trường hợp nữa là có sóng U thì có tính vào không? Một số trường hợp có sóng U, đặc biệt là trọng trường hợp mà thì hạ kali máu. Thì đó. Nên nếu mà có sóng U thì có tính không thì sóng U thì nếu mà loại trừ được thì nên loại trừ, bởi vì sóng U nó không liên quan gì đến QT, cái đoạn QT cả. Và nếu mà tính cả sóng U thì dễ bị đánh giá cách quá mức hội chứng QT, QT dài. Đây là một số trường hợp đặc biệt. Đấy, trường hợp đặc biệt. Ví dụ là phức bộ QRS gì giãn rộng quá khiến cho QT thì kéo dài ra mà chúng ta phải dùng công thức QTC hiệu chỉnh. Đấy. Hoặc là một số trường hợp mà có sóng U thì chúng ta cũng phải loại trừ sóng U ra, chúng ta chỉ tính gọn QT thôi. Đấy. Hoặc là ở những bệnh nhân mà đang có gì có máy tạo nhịp. Đấy, có máy tạo nhịp thì chúng ta cũng phải đánh giá phức bộ QRS rộng bao nhiêu và chúng ta dùng công thức chúng ta trừ đi. Đấy, thì chúng ta ra cái QTC hiệu chỉnh. Tuy nhiên là ở những cái trường hợp đặc biệt này thì chúng ta cũng rất ít gặp thôi. Quan trọng nhất là chúng ta nhớ được công thức tính QTC hiệu chỉnh theo nhịp tim để chúng ta dựa vào đó chúng ta đánh giá. Hội chứng QT dài thì có rất là nhiều tip khác nhau do đột biến các cái gen khác nhau. Đấy, đột biến các gen khác nhau và tổn thương các cái kênh khác nhau gây ra hội chứng QT dài. Hay gặp nhất là hội chứng QT dài tip 1, tip 2 và tip 3, nhưng mà có đến 8 hay 10 tip long QT cơ. Từ tip 4 đến tip 8 thì chúng ta sẽ không đề cập đến
ở đây. Và dựa vào điện tâm đồ thì cũng có thể chẩn đoán sơ bộ được một số, nhưng mà chỉ là gợi ý thôi. Còn quan trọng khi mà có chẩn đoán hội chứng Long Hơi Tê thì vẫn phải xét nghiệm gen thì mới ra chắc chắn được là tip mấy. Thế như là tip 1 thì tổn thương là gen KCNQ1 này, KCNH2 này vân vân. Đấy, và có đến 10 tip Long Hơi Tê, 10 tip khác nhau, tổn thương các cái kênh khác nhau và biến đổi chức năng khác nhau mà dẫn đến QT rất là dài. Liệu pháp kháng sức cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng, tương đối quan trọng thôi. Đấy, là khi mà QT mà kéo dài sau kháng sức, đấy, thì giúp dự báo hội chứng Long QT từ tip 1 đến tip 3, là thứ hai nữa là giúp chẩn đoán và đánh giá thời điểm mà QT dài xuất hiện, đặc biệt ở những trường hợp mà ở trong ranh giới và nghi ngờ, và cái chỉ định là chỉ định loại 2A theo cái khuyến cáo mới nhất của Mỹ năm 2017 về dự phòng đột tử. Hội chứng QT dài được chẩn đoán khi mà QT trên 480 mili giây ở các điện ở trên điện tâm đồ 12 chuyển đạo, đấy, hoặc là yếu tố nguy cơ trên 3, yếu tố nguy cơ chúng ta sẽ bàn ở sau, hoặc là ở một số trường hợp thì có thể là trên 460 mili giây, đấy, ở những cái bệnh nhân mà có ngất mà không lý giải được. Thế đây là cái bảng yếu tố nguy cơ. Nếu cái bảng này mà trên 460 mili giây và trên 3 điểm thì chúng ta vẫn chẩn đoán là hội chứng QT dài. Đấy, hội chứng QT dài thì cái bảng này chúng ta sẽ đọc kỹ hơn và tham khảo sau, vì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để đi sâu vào cái này nữa. Và phân tầng nguy cơ thì người ta chủ yếu dựa vào gen, dựa vào độ dài của bộ QT, bộ dài của đoạn QT và cái mốc là 500 mili giây. Nếu mà trên 500 mili giây và các cái QT dài tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 là những cái yếu tố nguy cơ cao nhất và cần phải có xử trí, phải cần phải điều trị bằng thuốc. Cho đến bây giờ thì điều trị hội chứng QT dài dựa vào hai cái guideline chủ yếu giữa châu Âu và Mỹ, và có một cái khác biệt khá là, có những một số cái khác biệt khá là rõ ràng giữa hai cái guideline, hai cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị của châu Âu năm 2015 và của Mỹ năm 2017. Nhưng mà nhìn chung chủ yếu là các cái hội chứng QT dài thì điều trị nội khoa dựa vào thuốc chạy beta giao cảm. Nếu mà trên 70 giây và hoặc là có triệu chứng này thì dùng chạy beta giao cảm, và nếu mà sau khi dùng chạy beta giao cảm rồi mà vẫn không hết các triệu chứng thì cần phải cấy ICD. Còn nếu mà bệnh nhân mà đã có chẩn đoán hội chứng QT dài và có ngừng tim rồi thì phải kết hợp giữa chạy beta giao cảm và cấy ICD Thế khi mà đã cấy ICD điều trị chạy beta giao cảm rồi mà vẫn còn kéo dài thì chúng ta cũng phải có một số các trường hợp là chúng ta cũng phải điều trị bằng thuốc. Đấy, thuốc để dự phòng. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải tránh các cái thuốc gây QT có dài ở bệnh nhân mà có nguy cơ. Đấy, và không kết hợp các thuốc cùng gây QT kéo dài. Thứ hai, ba là không phù hợp các thuốc và với cả cái nhóm cytochrome P450, ví dụ cimetidine hay erythromycin. Có một cái đặc biệt nữa là không em nhớ trong không vào guideline nhưng mà có nhắc đến trong guideline là không ăn bưởi, không bưởi chung với cả uống thuốc. Đấy, và nếu mà có ăn thì phải ăn cách 2 tiếng ra, bởi vì là khi mà ăn quả bưởi là nó cũng chuyển hóa qua cái cytochrome đó ở gan. Đấy, nó cũng cạnh tranh cả chuyển hóa thuốc thì cũng nguy hiểm hơn, Và đặc biệt là các cái theo dõi nhịp tim và QTC trong những ngày đầu tiên sau khi dùng thuốc chống rối loạn nhịp. Đấy, nếu mà không đáp ứng thì chúng ta phải có cái phương án khác là tăng liều thuốc lên, là cấy ICD ở những bệnh nhân chưa được cấy hoặc vân vân, tránh hạ kali máu trong trường hợp mà điều trị bệnh nhân có sử dụng thuốc kéo dài khoảng QT. Các cái thuốc mà giúp cho hạn chế tái phát cơn, đấy, như là chạy beta giao cảm này, cân nhắc sử dụng các thuốc chạy kênh natri, vì các cái thuốc này là cái thuốc làm rút ngắn khoảng QT lại, như là flecainide. Đấy, và thay đổi lối sống là tránh stress và các cái hoạt động, các cái môn thể thao mà đối kháng, bởi vì là trong hội chứng QT dài các cái có vai trò rất là lớn của các cái hệ thần kinh giao cảm trong rối loạn nhịp thất, nên là mới nếu QT đã dài rồi là phải tránh stress, rồi tránh thi đấu thể thao, các đặc biệt là các môn thể thao đối kháng, các môn thể thao mà ăn thua vân vân thì phải tránh nó ra, tránh stress. Hội chứng QT ngắn thì cái này chúng rất là hiếm gặp, rất là ít gặp thôi, không gặp, đa phần là hội chứng QT dài thì cái này nó cũng do tổn thương cái kênh canxi hoặc kênh kali khiến cho cái khoảng QT nó bị ngắn lại, và cái khoảng QT ngắn lại này cái vùng mà bị ảnh hưởng cũng chủ yếu là vùng M của tế bào cơ tim, là vùng giữa tế bào cơ tim, vùng nội mạc và ngoại mạc là ít bị ảnh hưởng.
chính vì thế nó gây ra thì cũng gây ra hình trạng tình trạng là tái cực phân tán, tái cực phân tán ở trong cơ tim, nghĩa là có vùng thì đã tái cực xong rồi nhưng có vùng thì chưa tái cực xong, nghĩa là có sự khác nhau về tái cực, thời gian tái cực giữa các vùng cơ tim, và chính đó là những cái nguy cơ mà dẫn đến các cái rối loạn nhịp thất. Rối loạn nhịp thất thì hội chứng QT ngắn cũng có cũng liên quan đến các cái đột biến gen, và có rất là nhiều các cái tip khác nhau liên quan đến các gen khác nhau, và đặc biệt là có một số nhóm thì nó liên quan đến các cái gen mà gây ra hội chứng Brugada, nghĩa là vừa có hội chứng đi QT ngắn nhưng mà sau khi tiêm amylin vào, nghĩa là cái nhóm thuốc chặn kinh natri đấy, thì lại xuất hiện cả hội chứng Brugada, nghĩa là các cái hội chứng này nó có thể đi chồng lấp với nhau, không phải là chỉ có một hội chứng không đâu, mà khi mà đột biến cái gen đó thì có thể gây ra nhiều hội chứng khác nhau trên cùng một bệnh nhân, làm tăng cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân lên. Đặc điểm điện âm đồ thì QT nó thường là phải dưới 340 mg, đấy, một số thì ở dưới 360 mg nhưng đa phần là dưới 340 mg. Sóng T phải cao nhọn, sóng T phải rất là cao và nhọn. Đấy, khoảng QT thì ít biến đổi theo nhịp tim, vì như các bạn biết là QT thì nếu nhịp nhanh thì là QT nó phải ngắn lại, và nếu mà nhịp chậm quá QT lại dài ra. Nhưng ở những bệnh nhân mà QT ngắn này thì dù nhịp nhanh hay chậm thì cái khoảng QT nó vẫn thế, nó rất biến đổi, ít biến đổi theo nhịp tim. Thăm dò điện sinh lý thì hiện nay là chỉ định loại 3, là không rõ ràng, chưa có vai trò gì trong trong phân tầng nguy cơ cả. Và xét nghiệm gen thì chỉ tuy là liên quan đến xét nghiệm gen nhưng mà chỉ cân nhắc khi chẩn đoán mà chưa rõ ràng thôi. Còn nếu mà chẩn đoán rõ ràng như điện âm đồ hoặc là có triệu chứng lâm sàng rõ ràng thì cũng không cần phải xét nghiệm gen. Xét nghiệm gen chủ yếu là để đi tư vấn cho những cái bệnh nhân mà đã có mắc hội chứng QT ngắn rồi, thì cần xét nghiệm gen và sau đó tư vấn cho các thành viên trong gia đình để đi khảo sát, để đi sàng lọc. Thế trong trường này chúng ta thấy là gì ạ? QT rất là ngắn đúng không? QT rất là ngắn và sóng T thì dương cao nhọn, có thể đối xứng hoặc không nhưng mà dương cao nhọn. Đấy. Thế thì khi mà trong trường hợp này chúng ta thấy là QTC thì QT chuẩn là khoảng 320 mg, và cũng có hiện tượng là gì? Hậu cực cực sớm, nghĩa là phúc bộ QRS đến rất là sớm, ngoạn thu đến sớm mà rơi vào sóng T của phúc bộ đi trước, khởi phát một cơn rung thất, cảm giác cơn rung thất. Đấy, cũng tương tự cơ chế bệnh sinh gần giống như là với QT dài do quá trình tái cực phân tán. Và định nghĩa nghĩa là cứ QTC mà cứ dưới 340 mg thì là đã có chẩn đoán rồi, chẩn đoán QT ngắn, hoặc trong một số trường hợp dưới 360 mg nhưng mà kèm theo một số các cái đặc điểm khác, đấy, như là có đột biến gen này, có tiền sử gia đình, có người đột tử này, vân vân, hoặc là đã có xuất hiện các cái cơn nhanh thất hoặc rung thất thì cũng chẩn đoán là hội chứng QT ngắn. Thì đây là cái bảng đề xuất để chẩn đoán hội chứng QT ngắn. Đề xuất nếu mà sau khi chấm điểm cái bảng này xong, đấy, nếu mà trên 4 điểm thì là khả năng cao là bị hội chứng QT ngắn, nếu mà từ 3 điểm thì là khả năng trung bình, và nếu mà dưới 3 điểm là từ 2 điểm trở xuống thì là khả năng thấp là bị hội chứng QT ngắn. Thì dựa vào cái bảng này dựa vào điện âm đồ này, tiền sử gia đình vân vân, đấy, và xét nghiệm gen. Thế thì để điều trị hội chứng QT ngắn thì hiện nay thì khác với Brugada thì hội chứng QT dài, QT ngắn thì không có vai trò gì của triệt đốt, mà chỉ có vai trò của các cái thuốc dự phòng đột tử và các cái biện pháp dự phòng đột tử như cấy ICD. Đấy, chứ còn không có vai trò gì của triệt đốt cả. Hiện nay chưa có triệt đốt hội chứng QT ngắn và QT dài, mà chỉ có dự phòng đột tử bằng cách là cấy máy ICD để dự phòng đột tử thôi. Đấy, và sử dụng một số thuốc để dự phòng tái phát cơn. Đấy, và ở trong trường hợp mà hội chứng QT ngắn thì quinidine cũng là cái nhóm mà được quinidine hoặc là sotalol là cái nhóm mà hai nhóm mà có vẻ như là có hiệu quả nhất trong trường hợp dự phòng gây cơn tái phát. Vậy thì kết luận thì bệnh lý kênh ion là các rối loạn điện học mà liên quan chủ yếu liên quan đến các đột biến gen. Đấy, trừ có QT dài là có QT dài mắc phải thôi, còn đa phần là liên quan đến gen, các cái gen khác nhau. Và điện tâm đồ 12 chuyển đạo là công cụ cơ bản để chẩn đoán cũng như là sàng lọc các cái bệnh lý về kênh ion. Theo phân tầng nguy cơ sâu hơn thì thuộc vào từng dạng bệnh lý. Phân tầng nguy cơ ở đây là phân tầng nguy cơ đột tử, và tùy từng cái dạng bệnh lý khác nhau mà chúng ta phân tầng nguy cơ khác nhau. Đấy. Và nguyên tắc điều trị chủ yếu là dự phòng đột tử. Đấy, dự phòng đột tử bằng thuốc bằng máy phá dung tự động, dự phòng đột tử bằng thuốc, hoặc dự phòng đột tử bằng triệt đốt. Đấy, bằng triệt đốt ở hội chứng Brugada. Thì cũng vừa hết giờ. Có lẽ không còn đủ thời gian để các bạn hỏi, thì các bạn có thể hỏi sau.
Bây giờ thì đến cái giờ cho cái tiết sau của Phó sư Trương Thanh Hương. Đúng rồi, hiện đại nhỉ. Thì cũng làm rồi chứ mà hay quên. Thế thì giờ mình tiếp theo này. Thì cái bài hôm nay thì cô nói bốn cái phần sau đây. Thứ nhất là điện tâm đồ bình thường ở trẻ em thì nó như thế nào. Thứ hai là các cái thông thường là tăng ánh thất, là tăng ánh nhĩ, rồi rối loạn dẫn truyền trong thất, rồi là đến điện tâm đồ trong một số bệnh tim bẩm sinh, thông linh nhĩ, thông linh thất, ống động mạch, hẹp van động mạch phổi gì đấy, rồi điện tâm đồ trong một số rối loạn nhịp tim ở trẻ em. Đã đi cái phần thứ nhất, bây giờ ta cũng xem cái phần bình thường đã, bình thường để cho mình có cái khái niệm. Đấy. Thì cái đặc điểm của điện tâm đồ bình thường nó do cái gì mà nó tạo nên? Thì nó chính là do là cái sự khác nhau trong cái tuần hoàn sinh lý bào thai và sau khi sinh. Thế thì sau khi sinh, khi mà với lại trẻ em, và đặc biệt là trong thời kỳ sơ sinh, là nó sẽ có gắn liền với một cái hiện tượng huyết động. Đó là cái sự là có một cái chỗ pha trộn máu đấy, ở cái vùng mà tím tím đây này. Đấy, cái vùng tím tím này là cái vùng mà pha trộn máu đấy, thì cái máu lúc đó thì sẽ là tuần hoàn bào thai, là máu từ cái tĩnh mạch rốn mà nó sẽ đi vào trong cái bên tĩnh mạch chủ dưới, cái rồi nó cũng hòa một phần vào cái tĩnh mạch chủ trên là cái máu mà nó đi nuôi cơ thể rồi, cái sau đó là nó qua cái chỗ lỗ bổ dục này, thế để nó sang để nó đi về cái động mạch chủ này đấy. Thế và có một cái dòng máu nữa là nó sẽ đi theo cái thất phải này, động mạch phổi này, đấy, đi lên động mạch phổi và ở chính tại cái chỗ mà ống động mạch đây, thì trong thời kỳ bào thai là cái ống động mạch nó còn thông đấy, thì là cái máu đỏ này nó phối hợp với lại cái máu mà đã nuôi các cái tạng này rồi, và nó trở thành là cái máu pha trộn để nó đi nó nuôi toàn bộ cái tuần hoàn của cơ thể. Thế thì đến lúc mà ra đời thì cái tuần hoàn là nó sẽ riêng biệt hoàn toàn, nó có hai vòng tuần hoàn khác hẳn. Đấy, thì bởi vì là cái ống động mạch này thì là nó đã bị là cắt đi rồi. Đấy, thì đấy nó có những các cái khác nhau ở chính ở cái điểm đó mà nó sẽ gây lên rằng là trong cái thời kỳ bào thai thì là cái lúc mà mới ra thì là nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cái ưu thế của thất phải này. Đấy, thất phải nó phải tống máu vào động mạch phổi, xong rồi nó đi qua cái ống động mạch, xong rồi là nó xuống cái động mạch chủ xuống này để mà nó đi nuôi cơ thể. Từ đó dẫn đến là nó khác về cái thứ nhất là có khác những cái gì, thì khác cái tần số tim, thì tần số tim là lưu ý là nó sẽ thay đổi theo tuổi. Thế và ở trẻ 1 tháng tuổi là vào khoảng 140 chu kỳ một phút. Thế mà nếu mà chúng ta thấy tự nhiên là chúng ta nghe cái tim trẻ sơ sinh tự nhiên lại thấy thông thả một cách như là chúng ta này chẳng hạn, chúng ta bắt và chúng ta thấy rất là thông thả, hoặc là vừa nghe tim em bé mà vừa liếc nhìn cái đồng hồ chẳng hạn thì thấy nó cứ theo cái tích tắc của cái đồng hồ thôi, tức là nó độ khoảng 60 nhịp trong một phút, thì lập tức chúng ta phải nghĩ đến em bé này có bị block những thất bẩm sinh hay không. Đó, thì những cái phản xạ đấy là lâu thì chúng ta cũng sẽ phát hiện được ra. Thế và chúng ta nghe thấy thì các em nghe cái tim thai ấy, thế này người ta các thầy cũng hướng dẫn chúng ta là nó như cái gà mổ thóc, tóc 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 phải rất là đều. Thế thì mới là bình thường. Thế mà tự nhiên chúng ta nghe cái tim thai hoặc là tim em bé sơ sinh mà thong thả 80-90 nhịp một phút là chúng ta phải xem là có khi bất thường rồi. Đấy. Thế thì cái sóng P thì nó thực ra cái sóng P của bệnh của em bé và người lớn nó ít có các cái thay đổi khác nhau lắm. Thì sóng P, chụp sóng P cũng như người lớn, và biên độ sóng P thì 1,5 đến 2,5 mm và thời gian của sóng P là 50 đến 80 mili giây. Thì những cái này các em cũng không thể nào mà chúng ta thuộc ngay được, nhưng chúng ta gặp những em bé thì chúng ta sẽ có những các cái tài liệu để chúng ta sẽ đối chứng đấy. Thế cái đoạn PR thì từ lúc sinh cho đến 1 tháng tuổi thì cái PR của nó ngắn lại, và từ 1 tháng tuổi thì nó bắt đầu dài dần ra, và cái giới hạn cái đoạn PR ở trẻ em là có thể 90 cho đến 140 mili giây. Về phức độ QRS thì chúng ta thấy là 1 tháng, nếu mà dưới 1 tháng thì cái kích thước thất phải của nó sẽ lớn hơn thất trái. Đấy, thì nó vẫn là bình thường đấy. Bình thường đấy. Trên 1 tháng thì thất trái nó cũng lớn hơn thất phải, và trên 6 tháng thì cái tỷ lệ thất trái thất phải là tương tự như ở người lớn. Vì thế điện tâm đồ ở trẻ dưới 1 tháng thì cái ưu thế của nó là cái thất phải.
ưu thế thất phải, mình gọi là ưu thế thất phải, tức là nó thể hiện trên điện tâm đồ là như thế nào, thì nó thể hiện là sóng R cao ở V1. Đây, sóng R cao ở V1 và cái sóng S sẽ sâu ở V5 đến V6. Và đến 6 tháng thì ưu thế các chuyển đạo chuyển tiếp do tư thế tim đứng nó gây ra, thì tim nó đứng dọc như thế này. Cho nên là các chuyển đạo chuyển tiếp thì nó sẽ có cái ưu thế là ở các cái chuyển đạo chuyển tiếp, ưu thế của thất phải đấy, tức là cái sóng R ở các cái chuyển đạo chuyển tiếp V4, V3, V4 là nó rất là cao ở trong các cái thời gian 6 tháng. Nhưng mà nếu mà cứ dưới 1 tháng mà thấy là cái sóng R nó rất là cao ở cái V1 đó, hoặc là V3, R4, R thì nó cũng không phải là bệnh lý. Về thời gian phước bộ QS ở trẻ sơ sinh thì nó rất là mạnh, các em thấy nó rất là mạnh, và nó thấy cái sóng lên và sóng xuống. Cô chưa quen điều khiển nên con này nó cứ vọt lên. Thì đây là đến 50 mili giây và tăng dần tới 70 mili giây, tức là nó rất thanh mảnh, cái phước bộ QRS nó rất hẹp. Thì là do là đến 70 mili giây là do nó bắt đầu tăng cái khối lượng cơ của tâm thất rồi, cho nên là cái khử cực nó đi trong cái vùng cơ nó dày hơn thì nó cũng trễ hơn một chút so với lại cái cơ tâm thất mà khi mà trẻ sơ sinh thì nó cũng cái khối lượng cơ tâm chất nó chưa nhiều, cho nên là chúng ta phải tưởng tượng là loáng một cái thì khử cực đã xong, cho nên là cái phước bộ QRS nó rất là thanh mảnh. Vậy trục QRS thì ở trẻ sơ sinh là lệch sang phải đấy, sau đó thì chuyển nhanh sang trục trung gian ngay trong năm đầu tiên. Ngay trong năm đầu tiên là nó đã chuyển sang trục trung gian rồi, thì đến năm thứ hai là con chúng ta thấy là nó gần như là cái trục điện tim là bình thường. Nhưng mà ở những các cái năm đầu ấy thì đôi khi là các học trò trước đây cũng không phải được đi học đến cẩn thận như này, thì cứ thấy tôi chết rồi lại có sóng R xong lại có T âm, thì cứ chẩn đoán là thiếu máu cơ tim. Thì cũng không phải là các em nó sợ là cái thiếu máu cơ tim của như là bệnh mạch vành sơ vữa đâu, mà nó sợ là có những cái di chứng gì đấy của các bệnh Kawasaki hay không, hoặc là những cái bệnh dị dạng động mạch vành ở trẻ em hay không. Đấy thì lúc đó thì chúng tôi cũng giải thích là những cái này là nó có yếu tố là nó là cái phát triển sinh lý của trẻ mà thôi. Thế sóng Q, đấy, chúng ta đi từng thành phần một mà, cái sóng Q thì thế nào? Sóng Q thì có thể thấy ở các chuyển đạo trước tim và chuyển đạo trước tim và sau dưới, và cái thời gian của nó thì dưới 20 mili giây và biên độ có thể lên đến 8 mm, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. Đấy thì là cái thời gian của nó thì nó cũng mảnh thôi, chứ nó không rộng để mình cũng phân biệt với những các cái bệnh lý khác. Ở trẻ con mà mình nghĩ đến bệnh mạch vành thì thường thường là mình nghĩ đến cái dị dạng, hoặc nếu bệnh nhân có sốt hay là có tiền sử sốt trước, đôi khi có những cái bệnh Kawasaki, tức là cái viêm động mạch vành do các cái phản ứng miễn dịch các thứ đó, thì nó cũng sẽ có những cái tiền sử đấy, thì chúng ta sẽ thấy là chứ không phải là bệnh mạch vành do sơ vữa. Thì cái biên độ của nó thì có thể rất là cao, có thể đến 8 mm, nhưng mà cái thời gian của nó thì hẹp thôi, khoảng dưới 20 mili giây. Thế mà sóng R thì thường ưu thế ở các chuyển đạo bên phải. RV1 có thể lên tới 26 mm lúc trẻ mới sinh ra, tại vì nó ưu thế thất phải mà. Đấy, cho nên lên 26 mm. Trong khi nếu mà người lớn chúng ta mà 7 mm là chúng ta đã bảo là dày thất phải rồi, nhưng mà trẻ em có những lúc mà đến 26 mm. Đấy là tuy nó cao như thế lại giảm xuống rất là nhanh. Nó giảm xuống rất là nhanh, và ngay trong tuần đầu tiên thì nó đã giảm rất nhanh rồi, và sau đó giảm chậm hơn, và biên độ RV6 rất là thấp lúc mới sinh, sau đó lại từ từ tăng dần. Đấy thì một bên là biểu hiện của thất phải và một bên biểu hiện của thất trái, xong rồi nó bình chỉnh lại. Thế sóng S sâu ở các chuyển đạo trước tim nhé, phải và trái đấy, kể cả ở các chuyển đạo trước tim phải R cao nhưng mà sóng S của nó cũng sâu và có thể sâu đến 22 mm, và nó cũng giảm nhanh trong vòng tháng đầu tiên, sau đó là nó giảm chậm dần. Thế vậy nên nếu mà chúng ta thấy là có những cái bất thường như vậy, nhưng mà mình đang công tác ở cái vùng sâu vùng xa chẳng hạn, mà mình thấy em bé nó bị như thế mà mình không thấy có cái dấu hiệu gì cả, mà chỉ thấy có hiện tâm đồ ra đồng nghiệp đang hỏi mình thôi, thì mình cũng rất là bình tĩnh để mình xem trong tuần đầu, trong tháng đầu, nếu mà nó giảm dần thì ắt là nó là sinh lý rồi đó. Thì cũng có những cái logic như thế, chúng ta cũng sẽ tự chúng ta đặt ra trong những cái lúc mà chúng ta làm công tác. Thế đoạn ST thì ở trẻ em
thì đường đẳng điện đôi khi khó xác định do nhịp tim rất là nhanh, cho nên là nó giống như là một cái sợi dây mà chúng ta run lại thế này. Đấy, còn nếu mà chúng ta điện tâm đồ chúng ta kéo ra thế này thì cái đường đẳng điện nó rõ, nhưng mà đây nó nhịp vẫn rất nhanh, nó run vào thế này thì là cái đường đẳng điện nó rất là khó xác định. Và nó cũng có thể chênh lên chênh xuống một đôi chút, nhưng rất hiếm khi mà nó chênh lên đến 1 mm, trên 1 mm thì rất là hiếm. Cái sóng T thì cái lúc mà T dương tính, sau đó là nó lại đảo ngược. Cái lúc mới sinh, lúc ở V1 lúc mới sinh thì âm tính, sau đó nó trở nên dương tính, sau đó lại âm tính trong tuần đầu tiên cho đến tận 7 tuổi cơ mà. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian từ tuần đầu tiên cho đến 7 tuổi thì tự nhiên lại âm tịt đi. Thế là thấy có mỗi cái sóng T âm là lo lắm. Thế là cứ bảo là không biết là con mình hay là cháu mình hay là cái người này có bị làm sao hay không. Nhưng mà cái đấy nó cũng vẫn là bình thường. Và trên 7 tuổi thì cái sóng T ở V1 có thể dương tính trở lại rồi. Đấy. Những cái trường hợp khi chúng tôi còn làm phòng điện tâm đồ ấy thì hồi đấy cũng chưa phát triển đến bây giờ. Điện tâm đồ thì cũng không phải là có tất cả nhiều nơi đều được phổ cập. Máy siêu âm thì càng hiếm. Cho nên là nhìn thấy cái điện tâm đồ sóng T âm ở V1 là người ta lo lắng lắm, người ta lại gửi đến. Thì mình cũng đã trải qua những cái giai đoạn ấy rồi nên mình biết là nó bình thường thôi. Đấy. Còn cái đoạn QT thì luôn luôn phải hiệu chỉnh theo nhịp tim. Đấy, và cái QT mà có điều chỉnh theo nhịp tim rồi thì nó dưới 0,45 giây ở trẻ mới sinh và 0,44 giây ở trẻ lớn. Tức là khi mà mình đọc cái điện tâm đồ ngày xưa mà mắt tinh ý, thì đọc cũng phải rất là tỉ mỉ này rồi. Bây giờ có lẽ chúng tôi mà đọc điện tâm đồ phải có kính lúp. Đấy, thì là đọc nó phải chi tiết, nhất là ở trẻ nhỏ. Còn đây là một cái để cho các em có thể làm cái như là chúng ta có cái để mà chúng ta tham khảo. Thế khi mà chúng ta có những một số các cái thông số về cái điện tâm đồ bình thường ở trẻ em và theo từng lứa tuổi đấy, chẳng hạn như từ 0-1 đến 1 ngày tuổi rồi những cái ngày sơ sinh đây đấy, 4 cái dòng đầu là của từ sơ sinh, sau đó để đến lúc là trẻ còn bú đúng không ạ, sau đấy lúc là trẻ lớn lên rồi đấy, là đến lúc mà thiếu niên, thiếu thanh thiếu niên thì nó có những là cái tần số tim đấy, các em thấy là nó cũng sẽ giảm dần đi đấy. 1 đến 3 tháng mà tần số tim cao nhất cũng có thể là 120 cơ mà đúng không đấy, 3 đến 6 tháng là 106, 6 đến 12 tháng đấy, em bé 1 tuổi rồi em bé đi học rồi mà có lúc lên 169 cũng đừng có lo lắng gì cả. Đấy, ngay kể cả như thế như vậy. Và ở những các cái trường hợp mà trẻ 3 tuổi chẳng hạn, là 3 đến 5 tuổi có những lúc mà trẻ nó có những các cái vận động thể lực chẳng hạn nó có thể rất là tăng như thế, xong rồi nó thoáng qua nó xuống thì chúng ta không, chứ không có thấy có những trường hợp 12 tháng 169 rồi 3 đến 6 tháng 186 cứ bảo đã bảo những cái tần số từ 180 trở lên là cơn hình men kịch phát trên thất rồi mà tại sao đây mọi người cũng vẫn cứ chưa thấy lo lắng gì cả. Đấy là người ta lại xem kỹ các cái thành phần để xem rằng là phước bộ QRS rồi P rồi là các sóng Q rồi T rồi là các cái kết nối giữa các cái thành phần đó nó bình thường thì cũng không có gì đáng lo ngại cả. Đấy, thì đây nó coi như là một số thông số điện tâm đồ bình thường để cho chúng ta có thể là lấy cái đó để chúng ta sử dụng trong những các cái thực hành hàng ngày. Thế thì đến đây là toàn hình ảnh thôi. Sau khi chúng ta đã thống nhất với nhau là một loạt những các cái thông số như thế, thì bây giờ là chúng ta là bằng cái thuộc như thế, thì bây giờ chúng ta đi vào những cái hình ảnh thì như thế nào thì đó là bình thường. Thế chẳng hạn như cái trường hợp này là một em bé 5 tuổi, em bé 5 tuổi này thì bình thường, đẻ đủ tháng, và cái trục QRS là trục phải, đấy thì chúng ta thấy là đây chụp phải đấy, thì đây chúng ta nhìn nhanh thì chúng ta cũng thấy đấy là nó có một cái biểu hiện là chụp phải đấy, chụp phải, và chúng ta thấy là QRS chụp phải mạnh đấy, 150 độ và điện thế cao ở các cái chuyển đạo trước tim. Sao? Cho cô máy vào đâu nào. Cô phải bòn đi đúng không? Cho nó đây. Đây là cho cô. Okay. Đúng không? Có cái. Cô nhóm được. Cô chưa ước lượng được cái con trỏ này, đúng là nó cứ bị bỏng lên bỏng xuống. Rồi mình sẽ làm, mình sẽ ước lượng được. Đấy. Thì đây là một cái em bé mà 5 ngày tuổi mà lại bình thường. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái trục phải chúng ta nhìn thoáng qua là chúng ta cũng đã thấy là từ cái chỗ cái D1 này. Đây. D1 đây.
và phức bộ AVF D3 đây thì đúng là cái mũi chủ yếu của cái phức bộ này là đây nó quay vào nhau và chúng ta thấy là gần như là cái sóng QR này đấy, QRS này đấy là chủ yếu, là cái mũi đây là cái mũi R này chủ yếu thì thấy là điện thế cao ở các cái chuyển đạo trước tim đấy, đấy ưu thế thất phải, đây là ưu thế thất phải. Đấy, và đặc biệt là không phải chỉ có trước tim phải mà kể cả những cái vùng chuyển tiếp đây ưu thế là R rất là cao, kể cả cái vùng V4R, V3R này là phức bộ là R rất là cao. Đấy, R rất cao. Và một cái nữa mà tôi muốn minh chứng ở đây là các em thấy là cái QRS thì nó rất mảnh, em thấy không, rất là mảnh đấy, nó chỉ có 60 mili giây thôi. Đấy, 60 mili giây, nó rất là mảnh. Đấy, cái phía lên và phía xuống này gần như là cái đầu này mà chúng ta nhìn không kỹ là như là nó chập với nhau đấy, thì chúng ta thấy nó rất là mảnh. Đấy là do cái trẻ em cái khối cơ nó không chưa thể là phát triển như người lớn, cho nên là cái khử cực nó như là một loáng là đã xong đấy. Thế còn đây là một cái trẻ 8 ngày tuổi đấy, 8 ngày tuổi và đẻ thiếu tháng có 28 tuần thôi, thì chụp vẫn là chụp phải đấy, chụp phải. Chúng ta nhìn vào D1 đây và AVF đây chụp phải và ưu thế thất phải với cái R ở V1 gần như là tuyệt đối, các em có thấy có Q hoặc là có thấy S đâu, không thấy cái sóng đấy. Đấy, thế và V3R ở đây cũng thấy chủ yếu là cái phức bộ QRS chủ yếu là sóng R. Và đây V1 cao, R trên S thì dưới 1 ở V6. Đây, 6 đây thì lại chủ yếu là cái sóng S ở V6 đây chủ yếu. Và cái thời gian của QRS thì nó sinh non mà, cho nên là cái tim của nó lại càng bé, cái thạch khối lượng cơ càng nhỏ xíu, cho nên là cái phức bộ QRS đây thì cái thời gian của phức bộ này chỉ có 40 mili giây thôi, rất là mảnh, cực kỳ mảnh luôn. Thế đối với 8 tháng tuổi mà khỏe mạnh thì chúng ta đã thấy là cái trục QRS nó đã về như bình thường là 60 độ đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy AVF này, cái phức bộ AVF nó đã lên này, đấy phức bộ D1 này, đấy và AVF đấy là cái hai phức bộ ta nhìn nhanh là cô trục đã trung gian rồi, đấy và không biểu hiện vẫn ưu thế thất phải nhưng mà nó không rõ rệt như ở các cái lứa tuổi nhỏ hơn nữa, đấy cái đây, không thể hiện rõ là các em thấy là RV6 nó đã rõ lên như thế này rồi chứ không phải là chỉ có sóng S như là các cái điện tâm đồ trước. Đấy và các em sẽ thấy là nó có cái sóng T âm, trông sợ không? Nhiều khi cảm giác là nó nhọn hoắt nhưng không phải đâu, vì cái tim nó cũng tương đối nhanh. Thế cho nên là mình cảm giác như là nó cái sóng T thì nó nhọn hoắt lên nhưng mà cũng không phải là sóng T của bệnh lý. Đấy. Đây với một trẻ 3 tuổi khỏe mạnh thì cái trục điện tim các em thấy đã có về bình thường trục trung gian rồi. Thế tỷ lệ RS ở V1 đấy thì chúng ta thấy là đã có sóng S ở V1 rồi, sóng R ở đây, nhưng mà không phải chỉ R tuyệt đối nữa mà thậm chí là R trên S đã nhỏ hơn 1 rồi. Thế và sóng R cao và không gần như không còn cái sóng S của V6 nữa. Đấy, thay vào đấy là có cái sóng bách đây, cái sóng bách thật là có cái sóng Q đây. Đấy thì chúng ta thấy là nó đã thể hiện ưu thế thất trái rồi đấy, thất trái nó đã có cái hoạt động điện của nó ưu thế rồi, cho nên là cái phức bộ QRS thì cái sóng R này nó đã có nổi bật lên rồi. Đấy. Đây với một trẻ 8 tuổi khỏe mạnh thì tần số tim của nó đã về như là người bình thường đúng không? 80 chu kỳ một phút rồi. Sóng T thì cái vùng chuyển tiếp ở V2, V2 thì nó đã dịch sang V3 đây này, em thấy không? Đấy, nó dùng chuyển tiếp sang và dịch sang phải nhiều hơn so với các cái lứa tuổi trước đó rồi và cái điện tâm đồ tương đối là bình thường. Đấy, hoàn toàn là những cái điện tâm đồ trẻ em. Cái trẻ 12 tuổi khỏe mạnh thì cái khoảng BR đã là 150 mili giây rồi và sóng T chuyển tiếp giữa V1 V2. Đấy, V1 V2, đấy, V1 đây, V2 đây, cái vùng sóng T đây chuyển tiếp và R nhỏ ở V1 tương tự như người trưởng thành rồi. Đấy, lúc nãy cái điện tâm đồ trước đó thì R nó còn lên đến mức này. Đấy, S nó cũng sâu nhưng mà cái tỷ lệ giữa R trên S là đã nhỏ hơn 1 nhưng mà đây đặc biệt là nhỏ hơn 1 nữa đúng không? Vì cái sóng R nó gần như là chỉ có nhú lên một chút này thôi. Và chúng ta nhìn sang V6 chúng ta thấy là cái thất trái nó đã phát triển rất là như hoàn chỉnh rồi, cho nên là cái hoạt động điện của nó là đã có rất là chuẩn rồi, chuẩn xác rồi. Chủ yếu là cái phức bộ QRS chủ yếu là cái sóng R ở V6 này.
Đó, thế là cái tình trạng là chúng ta đọc hẳn trên cái điện tâm đồ là điện tâm đồ bình thường. Thế bây giờ các cái hiện tượng tăng cánh thất, tăng cánh nhĩ và rối loạn dẫn truyền ở trong thất, ở trong những các cái bệnh nhi thì nó sẽ như thế nào? Thứ nhất là tăng cánh nhĩ phải thì cái, như là cô tôi đã nói lúc trước đây là cái biên độ của cái sóng P thì nó ít biến thiên giữa các nhóm tuổi, ít biến thiên giữa các nhóm tuổi ở trẻ em và giữa trẻ em với người lớn. Đấy, cho nên cái việc mà mình chẩn đoán tăng cánh nhĩ phải nó cũng không khác xa gì nhiều so với người lớn. Nó vẫn tăng cánh nhĩ phải khi chúng ta thấy ở D2 thì có cái sóng P cao hơn 2,5 mm, hoặc là cái pha dương của sóng P ở V1, V2 thì lớn hơn 1,5 mm. Còn pha dương, còn pha âm là của nhĩ trái, đúng không? Đấy. Thế thì đây chúng ta sẽ lấy luôn một cái trường hợp mà đây chúng ta cũng xét luôn là cái trạng thái bệnh lý của bệnh nhân là một cái đảo gốc động mạch đấy, đảo gốc động mạch. Đảo gốc động mạch tức là nó có một cái bệnh lý là bình thường thì chúng ta từ bé tí cho đến lúc lớn lên học cái hệ thống tuần hoàn bao giờ cũng là động mạch phổi thì đi ra từ phải mà động mạch chủ đi ra từ thất trái, đúng không? Nhưng mà trong cái tim bẩm sinh thì nó cũng có những trường hợp nó lại không như thế. Đấy thì người ta gọi là đảo gốc động mạch, nó lại hoán vị đi thì đấy gọi là đảo gốc động mạch. Thế thì đảo gốc động mạch thì nó sẽ có những cái trường hợp mà tăng cánh nhĩ phải. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở D2 và V2 thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, chúng ta thấy là cái sóng P nhọn và rất là cao, lớn hơn 3 mm và lớn hơn 2,5 đã là cao rồi. Thì đây chúng ta thấy ở D2 đây, sóng P rất là nhọn đây, sóng P rất là nhọn đây. Ở V2 đây, đấy, sóng P cũng rất là nhọn đây, nhọn đây. Và khi đo thì chúng ta thấy là 1, 2, 3 mm. Đấy, chúng ta sẽ thấy 3 mm. Và có cái biểu hiện, cũng có cái biểu hiện của tăng cánh thất phải nữa. Gợi ý là có cái hiện tượng RS nhỏ, R lớn ở V1. Đấy, ở V1 thì chúng ta sẽ thấy là nó có. Thì cái này nó phải phóng to lên mới nhìn thấy được các cái khúc của nó. Nhưng chúng ta thấy là chủ yếu là cái này cũng có cái ưu thế của thất phải. Nhưng mà nếu giả sử như ở những cái trẻ em mà chúng ta thấy là vừa có ưu thế của thất phải, tức là cái sóng R nó cao ở V1, V2, xong nó cộng thêm này, có những cái móc này, rồi là nó có những các cái là nó trẻ, nó không phải là nó đi suôn sẻ một sóng R, mà nó có thể có R rồi nhỏ, S nhỏ rồi R phải. Nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện là cái vùng cơ đấy nó dày, cho nên là cái khử cực ở đấy nó đi nó vấp váp khó khăn, cho nên là cái sóng phúc bộ QRS đấy nó không phải là một cái sóng R cao vút lên như là những cái trường hợp mà mình tăng gánh thất phải, ưu thế thất phải thông thường của những cái trường hợp là sinh lý, mà ngoài cái đó nó còn có những các cái cũng cái bất thường về cái cửa cực nữa, thì lúc đó chúng ta cũng thấy rằng là có cái biểu hiện là tăng cánh thất phải mà có vẻ bệnh lý. Đối với nhĩ trái thì cái thời gian sóng P nó kéo dài, đúng không? Nhĩ phải thì biên độ sóng P cao lên, còn nếu mà nhĩ trái thì tăng cánh nhĩ trái thì thời gian của sóng P kéo dài và trên 95 mm là cái con số cần nhớ, và có thể sóng P có móc và có cái pha âm ưu thế ở V1. Đấy, cứ bao giờ có cái gì bệnh lý ở cái vùng cơ đó là nó sẽ có những cái khử cực nó rất là bất thường. Thế thì đây chúng ta nhìn vào cái hình ảnh. Đấy, chúng ta lại thấy là tăng cánh nhĩ trái ở một trẻ có 3 ngày tuổi và có đảo ốc động mạch teo van ba lá, lại hẹp eo động mạch chủ. Thế thì có những lúc là chúng ta bệnh nhi nó không có cái van ba lá đâu, nó teo tịt đi. Đấy, thế và nó bị chính vì nó teo van ba lá như thế thì máu có xuống được thất phải để lưu thông như bình thường đâu. Cho nên là nó cũng bị là tiểu sản cái động mạch, cái thất phải đi. Đấy, và nó lại còn thêm hẹp eo động mạch chủ, nó rất phức tạp. Thế thì người ta sẽ nhìn thấy là ở D2 và V1, nhìn vào D2 và V1. Trước hết chúng ta nhìn vào D2 thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là rộng. Đấy, đây, cái thời gian của cái sóng P này nó rộng. Đấy. Thế và ở V1 thì sóng P này 2 pha, nhưng mà thay bằng là cái pha âm này, cái pha dương này, thì chúng ta chú ý vào cái pha âm, chúng ta thấy là cái pha âm nó rộng. Đấy, âm nó rộng. Đấy. Thì đối với trẻ con là nó tim nó cũng nhanh, cho nên chúng ta nhìn thì nó rộng thì nó là ở một cái mức độ như vậy thôi, chứ nó không giống với lại những cái trường hợp mà chúng ta như là người lớn. Thì vì chúng ta tại sao những cái trường hợp này thì lại không có cái hiện tượng là ưu thế thất phải tương ứng với tuổi. Đấy, đáng nhẽ là có 3 ngày tuổi thôi thì ở V1 này hoặc là V3R, V4R. Đấy, cái này cũng chạy. Đây, V1 này
Đấy, rồi V3R, V4R. Đây, thì chúng ta thấy ở những cái trẻ mà thông thường hay bình thường ấy thì nó lại phải ưu thế rất phải thì cái sóng R là chủ yếu đúng không? Đấy, cái sóng R chiếu đây, cái sóng R nó lại không thấy đâu cả, mà chủ yếu là cái sóng S, là bởi vì là nó phối hợp với lại cái thiểu sản thất phải kết hợp vào. Đấy, thiểu sản thất phải kết hợp vào. Đấy, cho nên là khi đọc những cái điện tâm đồ của trẻ em mà chúng ta phải lưu ý. Thế sao cô vừa mới dạy lúc nãy là trẻ em mấy ngày tuổi sơ sinh thế này thì phải tăng ưu thế của thất phải. Thế sao em nhìn vào đây V3R, V4R này chẳng thấy có cái ưu thế của thất phải gì cả. Thì mình mới thấy là phải ngó lại cái bệnh lý của nó là nó có teo cái van ba lá và nó có cái thiểu sản thất phải nữa, cho nên là không có cái điện học của cái tâm thất phải. Lấy đâu cái tâm thất phải nữa, teo coi như là bị thiểu sản rồi thì lấy đâu ra để hoạt động điện để mà nó có các cái thể hiện là tốc bộ QRS và có R ở trên điện tâm đồ nữa. Thế tăng gánh hay nhĩ thì chúng ta cộng vào các cái dấu hiệu thôi. Thì là tăng gánh hay nhĩ là khi hội đủ tiêu chuẩn điện tâm đồ của tăng gánh nhĩ phải và nhĩ trái. Thế là vừa có là cao trên 2, sóng P cao trên 2,5mm ở D2 rồi V1, V2. Vừa có là sóng P này rộng từ 95 mm giây trở lên. Đấy thì là chúng ta sẽ nghĩ là cái tăng gánh hay nhĩ. Đây là một trường hợp tăng gánh hay nhĩ đúng không? Thế khi có những con nói thế nào thì nói có sách hay có chứng, lại có xem hình ảnh đây. Thì có phải đây chúng ta thấy là bạn nhìn ở cái ở đây là một em 12 tuổi có bệnh cơ tim hạn chế. Bệnh cơ tim hạn chế tức là nó nằm trong cái nhóm bệnh cơ tim thì nó có bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim hạn chế. Thế thì giãn thì các em biết rồi là quả cái tim nó cứ giãn tròn ra, đáng nghĩa là hình của nó là hình trái tim nó thuôn thuôn như thế này xuống vì cái bệnh cơ tim giãn vòng như quả táo này tròn xoe, đã to thì chớ lại còn tái cấu trúc nữa, là cái hình dạng nó cũng biến đổi. Thế là bệnh cơ tim dày. Thì bệnh cơ tim phi đại thì là dày tất cả các thành tim hoặc là dày chủ yếu về vách liên thất. Thế còn bệnh cơ tim hạn chế thì nó lại đánh vào là khi vùng nội mạc cơ tim đáng nhẽ là phải chun giãn cho nó đủ mềm mại, nó như là cái nội mạc ấy thì lại cứng quẽo lại. Đấy, thì làm cho cái quả tim nó dẫn đến là quả tim nó không có thể nào là co bóp chun giãn nhịp nhàng được, thì nó sẽ dây xảy ra cái hiện tượng là cũng rối loạn huyết động. Thì em bé 12 tuổi này có bệnh cơ tim hạn chế thì chúng ta thấy là vừa có sóng P rộng và có móc nhọn ở của cái D2. Đấy, thì đây. Đấy, sóng P đây, nhọn hoắt này, và lại còn hơi hơi có cái móc ở đây. Đấy, nó không có tròn, nó không có trơn lu. Đấy, thường thường là tất cả những các cái sóng nó phải có những cái là nó là những cái hoạt động điện rất là nhanh và đều đặn và mượt mà thì nó phải trơn tru. Còn nếu mà nó chỉ có rất tinh ý thấy ra những cái móc, những cái khớp của nó thôi là nhất định chúng ta phải nghĩ đến là nó có một cái rối loạn gì đấy trong cái hoạt động điện đấy, và chúng ta gắn với cái bệnh lý của bệnh nhân để chúng ta giải thích các hiện tượng đó. Thế còn không những là nó nhọn ở D2 mà chúng ta thấy là ở V1 thì nó lại còn rộng nữa. Đấy, cái pha âm này nó rộng. Đấy, thì như vậy thì nó có cả cái tăng gánh nhĩ trái và tăng gánh nhĩ phải. Đây là trường hợp là tăng gánh thất phải thì cần đối chiếu với các đặc điểm điện tâm đồ bình thường tương ứng với từng lứa tuổi, bao giờ cũng phải lưu đến từng lứa tuổi. Và cũng thấy là chẩn đoán tăng gánh thất phải ít có ý nghĩa ở trẻ sơ sinh, thì chúng ta cũng vừa giải thích cái hiện tượng này rồi. Còn ở các lứa tuổi lớn hơn thì có thể áp dụng tiêu chuẩn tăng gánh thất phải như ở người lớn. Đấy, chẳng hạn như là RV1 là từ 7mm trở lên, RV1 cộng với lại SV5 hoặc là V6 là lớn hơn 11mm trở lên. Đấy. Thế và cái sóng T thì nó dương ở V1, đấy, từ 7 ngày cho đến dưới 7 tuổi thì nó có thể là âm. Thế còn nếu mà nó âm là nó sinh lý đấy, còn nếu mà nó lại có cái dương thì mình cũng phải lưu ý xem là nó có bị tăng gánh thất phải hay không. Đấy, cái dòng vừa rồi nó là như thế. Thế đây là cái ví dụ minh họa thì ở tăng gánh thất phải ở trẻ 6 tháng tuổi thì có hẹp van động mạch phổi. Hẹp van động phổi thì nó cái thất phải nó phải làm việc rất là nhiều để nó tống máu lên phổi thì nó lâu dần là nó có tăng gánh thôi. Đấy, vì cái động van động mạch phổi là cái cửa ngõ để cho máu nó tống ra từ thất phải, bây giờ nó hẹp thì nó sẽ gây cản trở. Thì chúng ta thấy là QRS ở V1 đây có cái dạng. Đấy, cái dạng đấy thì thực ra là nếu chúng ta phóng đại lên mới thấy, nhưng ở đây nếu các em chỉ nhìn bằng cái mắt thường thì chúng ta không phóng đại, chúng ta đã thấy rằng là đây cái đỉnh của cái sóng này các em thấy không,
ấy, nó không có trơn tru nhọn mắt như thế này, mà nó lại có như thành như là trẻ trẻ như thế này. Đấy là nó có những các cái khớp ấy. Đấy, nó có những cái khớp, nó có những các cái, những cái móc, hoặc là nó có những các cái vướng vất khó khăn trong cái quá trình của nó khử cực. Và đấy là nó thể hiện là có cái tăng gánh của cái thất phản đấy, sóng tê dương ở V1 đấy và V3R đấy, thì những cái trường hợp này là đáng nhẽ là cái sóng T nó cũng phải là âm tính, tận 7 tuổi cơ mà. Thì đây cái sóng T của nó dương ở V1 và V3R. Không có rõ bằng là cái sóng T dương ở V1 và sóng S sâu ở V6. S sâu ở V6 nó cũng là cái dấu hiệu gián tiếp thôi, nhưng mà cũng có giá trị để chẩn đoán cái tăng gánh thất phải. Và cái tỷ lệ RS này dưới 1 ở V6, bình thường RS là phải trên 1 ở V6. Đấy, dưới 1 thì là ở V1 thôi. Đấy, thì cái này là trên 1, là dưới 1 này lại xuất hiện ở V6. Thế còn tăng gánh thất trái thì tương tự như người lớn, là cái sóng R dương cao và biến đổi STT ở các chuyển đạo trước tim trái, và các dấu hiệu này khá đặc hiệu nhưng mà lại kém nhận. Đấy, tức là khi mà đã có rồi thì chẩn đoán là tăng gánh thất trái, nhưng mà để mà xuất hiện lên thì bệnh nó cũng phải diễn biến một cách cũng tương đối lâu dài rồi. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ luôn, là một cái tăng gánh thất trái ở cái trẻ 10 tuổi có hẹp van động mạch chủ. Đấy thì van động mạch chủ lại là cửa ngõ của cái thất trái để cho máu đi ra nuôi cơ. Giờ bị hẹp thì nó cũng sẽ gây là cái thất trái là lao động vất vả. Lao động vất vả thì nó sẽ dày lên. Thì chúng ta sẽ thấy là ở các chuyển đạo sau dưới và trước tim trái. Chuyển đạo trước tim trái thì chúng ta thấy là ở V6 đây chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là cái sóng sóng R ở đây rất là cao. Đấy, dương cao. Đấy, chuyển đạo trước tim trái V5 đây cũng sóng cũng rất là cao. Đấy, thậm chí lên V4 này cũng rất là cao. Chủ yếu là cái sóng R rất là cao. Đấy, và cái sóng T âm các chuyển đạo sau dưới nữa. Đấy thì chúng ta thấy đây là các chuyển đạo sau dưới là D2, D3 và AVF. Thì chúng ta thấy là đây AVF thì cái T nó không có âm. Chúng ta thấy là cái phức bộ QRS chủ yếu là cái sóng R nó rất là cao. Nhưng mà dù cái chỗ này tuy nó cao nhưng nó cũng không, nó cũng cái khử cực nó cũng trơn mà mau lẹ, chứ nó không có những các cái móc. Tăng gánh hai thất thì khi cũng hội đủ hai cái tiêu chuẩn của tăng gánh thất phải và tăng gánh thất trái. Và một ví dụ điển hình là đây là một cái em bé 6 tháng tuổi và có ống động mạch rất là lớn. Đấy, lâm sàng là như vậy. Thì chúng ta thấy là ở các chuyển đạo từ V2 đến V6 thì đều thấy là các cái QRS tăng. Đấy, đây, từ V2 này, V3 này, V4 này, V5 này, V6 này. Đấy thì cái sóng QRS là cái sóng có biên độ tăng rất là cao. Đấy. Đấy, của cả hai thất. Thế và cái sóng Q thì của nó là sâu nhưng hẹp của D2, D3, AVF. Đấy là biểu hiện của phì đại của vách liên thất, thì là đây này chúng ta thấy rất là sâu đấy, đến 5 này, 6 này, 7 này, đấy, gần 8 mm, rút 8 mm, rút thế này. Nhưng mà cái khoảng thời gian này của nó thì chỉ không phải có 30 giây thôi. Đấy thì chúng ta thấy là như vậy, là cái biểu hiện của cái phì đại vách thất em là trẻ 6 tháng. Thế còn các cái rối loạn dẫn truyền ở trong thất ấy, ví dụ như là block nhánh phải, block nhánh trái, cả mức độ hoàn toàn hay không hoàn toàn, rồi block phân nhánh trái trước trên sau dưới ở trẻ em cũng tương tự như người lớn, cũng phải đối chiếu với các cái dấu hiệu điện tâm đồ. Đấy. Thì đây như là một cái bài có tính chất là nó lướt qua cho các em, cũng phân loại cho các em tất cả những các cái dấu hiệu của dày thất dày nhĩ, đấy, cũng như là các cái dấu hiệu của rối loạn dẫn truyền, rồi là rối loạn nhịp, đấy, rồi là các cái bệnh lý điện tâm đồ trong các cái bệnh lý. Thì cái block nhánh phải hoàn toàn ở trẻ 5 tuổi sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ, đấy, thì chúng ta thấy là cái thời gian QRS của nó là 120 mili giây. Nếu nhánh phải thì chúng ta cũng vẫn thường xem ở các chuyển đạo trước tim bên phải, ví dụ như là các cái chuyển đạo của V1. Đấy, thì chúng ta thấy là có cái biểu hiện, có cái hình dạng là RS, R nhỏ nhá, S lớn đây, S phẩy đây, đấy, thì S phẩy còn cao hơn cả cái sóng R trước, đấy, và S của nó rộng, từ V5, V6 đây, vừa rộng, đây chúng ta thấy rộng này, đấy, và ở D1 đây, đấy, chúng ta thấy là nó rộng, đấy là hình ảnh soi gương của nó, và chúng ta thấy là nó rộng,
và nó khổ cực, nó cũng có những cái vấp pháp nhất định. Thì đây là cái trường hợp là rối loạn dẫn truyền ở trong thất, mà thể hiện là cái bờ đốc cánh phải ở trẻ 5 tuổi, và lý do của nó là bệnh lý của nó là sau phẫu thuật vá thông nguyên nhĩ. Đây là bờ đốc nhánh trái hoàn toàn ở trẻ 2 tuổi có bệnh cơ tim giãn. Thì chúng ta thấy là ở trẻ 2 tuổi thế, và thời gian của QRS là 120 ms. Đấy, QRS 120 ms để ở bên 6 này. Đấy, thì chúng ta thấy là nó giãn rộng. Đấy, và nó lại còn có cái móc ở D1 này, cái sườn xuống nó khúc ha khúc kiểu, đã giãn rộng lại còn có cái khúc ha khúc kiểu đấy. Đấy, có móc ở D1, và ở V5, V6 đây thì cái phước bộ QRS đấy nó cũng có những cái không trơn nhẵn như thế này. Thế và đặc biệt là STT nó biến đổi trái chiều với lại cái sóng QRS và PR. Ngoài ra nó còn có một cái hiện tượng block nhĩ thất cấp 1, tức là cái PR này kéo rất là dài này, sóng P đây, PR này kéo rất là dài, cái sóng PR rất là dài đến sóng P đây. Đấy, còn phía trước đây là cái sóng T này, T đây. Còn đây từ đây đến là cái sóng P, và sóng P ở đây là kéo rất là dài. Chúng ta sẽ thấy là đây là chúng ta đây từ tiếp thì cái chỗ này là 1 2 3 4 đến 4 ô đúng không? Đấy. Đây là một cái dẫn truyền rối loạn dẫn truyền trong thất, không đặc hiệu, cũng không về thất phải, không về thất trái. Nhưng mà em bé này là 1 tháng tuổi và đang điều trị tim nhanh nhĩ bằng flecainide, thì cái thời gian QRS của nó là 90 ms, và nó 1 tháng tuổi thì là nó là có cái rối loạn dẫn truyền trong thất và nó tương đối giãn. Và cái này thì nó không phải là do bệnh lý và có thể là do thuốc. Do thuốc điều trị thôi, thì chúng ta cũng thấy là như thế. Chứ còn những cái đứa trẻ mà 1 tháng tuổi mà sơ sinh như này thì cái phước bộ QRS nó rất là ship vào nhau, các em phải nhìn thấy là nó gần như là dưới một cái ô này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy đây là nó phải trên đây, cái chỗ này phải đến một ô rưỡi, hơn gần hai ô đấy. Mà ở đây có chỗ người ta còn đo được là 90 ms cơ. Đấy, thế thì chúng ta sẽ xem là như vậy. Bây giờ đến điện tâm đồ trong một số bệnh tim bẩm sinh, thì vừa rồi là cô cũng đã hướng dẫn cho các em là cái bệnh lý một số tim bẩm sinh và cái có những cái điện tâm đồ nó thay đổi rồi, kể cả loạn nhịp và kể cả rối loạn về dẫn truyền và kể cả về các cái dày thất dày nhĩ. Đây cô lướt qua một các cái nó có tính chất là riêng rẽ như thế này, bệnh lý như này. Ví dụ như bệnh thông liên nhĩ thì chúng ta sẽ có thể thấy những cái dấu hiệu gì. Đấy. Bệnh thông liên nhĩ thì về cái định nghĩa của nó thì trên cái vách liên nhĩ là nó không kín và nó có cái giò luồng sân từ nhĩ phải sang nhĩ trái sang nhĩ phải rồi. Thế và nó nhiều cái thể loại. Thế thì chúng ta chăm chú về tâm đồ thì sẽ thấy cái gì? Thấy rằng là về thông liên nhĩ lỗ thứ nhất với lỗ thứ hai là cái biểu hiện điện tâm đồ của nó khác nhau. Nếu mà thông liên nhĩ lỗ thứ nhất thì nó sẽ có trục trái mạnh và có tăng gánh nhĩ phải thất phải. Đôi khi có tăng gánh thất trái và PR kéo dài. Thế vậy thì là rất lạ là trục trái mà lại tăng cánh nhĩ phải thất phải đấy. Thế nếu mà thấy cái điện tâm đồ như thế và kèm thêm tiếng thổi tâm thu, thấy rồi nhịp nhanh, rồi một cái đứa trẻ nó không liên cân gì cả, đấy chúng ta phải suy nghĩ xem là có phải là có cái thông liên nhĩ không. Bởi vì đôi khi cái thông nhĩ nghe rất mờ nhạt, không rõ đâu, không rõ những cái tiếng thổi đâu. Thì những cái dấu hiệu đấy là nó cứu cánh cho chúng ta để chúng ta đề xuất làm các cái thăm dò siêu âm các thứ này khác. Thế thì đây là điện tâm đồ của một cái trẻ 5 tuổi mà có thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, thì người ta thấy là rõ ràng là cái trục trái rất là mạnh, âm 60 độ rồi đấy, cái trục trái đây. Chúng ta thấy đấy, D1 đây, AVF đây, D3 đây. Và cái sóng P cao ở V2, đấy, cái sóng P nó cao ở V2. Đấy là biểu hiện của tăng gánh nhĩ phải 5 tuổi. Thế còn thông liên nhĩ lỗ thứ hai thì có tăng gánh nhĩ phải, có thể có rối loạn nhịp nhĩ, tăng gánh thất phải và rối loạn dẫn truyền trong thất. Đấy, thì đây là ở một em bé cũng 5 tuổi thì em này có là dày thất phải, bờ lỗ nhánh phải. Đây, ta thấy có bờ lỗ nhánh phải không hoàn toàn. Đấy, lỗ thạch không hoàn toàn. R này, R nhỏ này, S này, xong R lớn đây. Thế thì chúng ta thấy là đấy là cái hiện tượng mà có thể là cái tăng cái thể tích của thất phải. Tăng thể tích thất phải là do nó có cái luồng thông đúng không? Đấy, từ nhĩ phải, từ nhĩ trái sang nhĩ phải xong là xuống thất phải, cho nên là nó sẽ làm tăng cái thể tích. Và khi tăng thể tích thì nó làm căng giãn cái thất phải ra, và cái nhánh phải nó nằm đi sát ở dưới cái nội mạc của thất phải, nó sẽ là bị ảnh hưởng đầu tiên nội mạc của vách liên thất. Đây là trường hợp thông liên thất thì chúng ta thấy rồi là nó có cái lỗ thông ở giữa hai tâm thất.
Và nếu mà lỗ nhỏ thì điện tâm đồ của nó bình thường. Thế nếu mà lỗ lớn thì nó tăng cánh nhĩ trái thất trái và đôi khi tăng cánh cả hai thất. Thì đây là một cái ví dụ ở một cái trẻ 2 tuần tuổi thôi và có cái sóng quy rất là sâu và sóng tê dương ở V1, V2. Đấy, V1, V2. Đấy, thì ở trẻ 2 tuần tuổi là sóng quy này sâu ở sóng quy sâu và sóng tê dương ở V1, V2. Đấy, thì thấy là cái sóng tê dương, đáng nhẽ là 2 tuần tuổi thì sóng tê nó cũng phải âm, thì sóng tê dương ở V1, V2 là chúng ta phải lưu ý rồi. Đấy, và V1, V2 là có cái chuyển đạo của tim bên phải, cho nên là chúng ta phải xem là có cái tăng gánh thất phải không. Và có tăng biên độ QRS ở các chuyển đạo trước tim là cái biên độ của nó rất là tăng. Đấy, V6 này cũng mới có 2 tuần tuổi thôi. Em tưởng tượng là nếu mà 2 tuần tuổi thì RV6 thì không thể được như thế này. Đấy, và đây tự nhiên lại nhỏ lên thế này thì có thể là tăng gánh của thất trái rồi. Đấy, thì đấy thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý như vậy. Và chúng ta phải đối chiếu với lại cái tiêu chuẩn. Nếu mà như người lớn chẳng hạn ấy thì cái việc mà điện tâm đồ của V6 như này nó hoàn toàn bình thường. Em đây là 2 tuần tuổi, chúng ta thấy là 2 tuần tuổi thường ưu thế của nó là cái thất phải, và lúc đó thì cái sóng S mới là ưu thế chứ không phải sóng R như thế này. Vậy thì sóng R thế này là gợi ý là có tăng gánh của thất trái. Thế và cộng thêm với lại thất phải nữa thì chúng ta thấy là 2 tuần tuổi chúng ta thấy là cái sóng T nó dương lên như thế này thì chúng ta nghĩ là nó là ưu thế thất phải, nhưng mà ưu thế thất phải này hơi quá mức thì nó có thể là có cả cái tăng gánh của thất phải nữa. Đây là trường hợp mà thông nguyên thất lỗ rộng ở trẻ 5 tháng tuổi thôi thì chúng ta thấy là có tăng gánh hai thất, thì là chúng ta thấy là QRS của các chuyển đạo chuyển tiếp V3, V4 là rất là cao. Đây, tìm rằng đây, V4 đây cao vút đây, đấy, V3 đây cao vút đây. Đây là người ta gọi là cái dấu hiệu này, đấy là dấu hiệu Carter Watson. Watson là cái dấu hiệu mà nó thể hiện là tăng gánh hai thất, và nó thể hiện lên ở cái V3, V4 các chuyển đạo đều tăng cái biên độ phức bộ QRS, nhưng đặc biệt là V3, V4 thì người ta thấy là ở các cái chuyển đạo chuyển tiếp này là nó tăng rất là nhiều. Thế vậy còn ống động mạch. Đấy, còn ống động mạch thì chúng ta cũng nhìn vào đây cái là chúng ta thấy luôn rồi, đúng không? Đấy, nhìn nó quen đi rồi, là có cái ống động mạch, cái sơ đồ người ta thấy là nó có cái chỗ nối đây. Đấy, như là một cái nối giữa thất phải, giữa động mạch phổi và động mạch chủ để mà nó vận hành cái vòng tuần hoàn ở trong thai nhi. Thế thì bây giờ nó lại gây bệnh đến lúc ra, em bé sơ sinh đẻ ra rồi nó vẫn cứ tồn tại. Thế và nó gây ra cái rối loạn huyết động, và nó thể hiện ở trên điện tâm đồ là cái ống lớn là nó lại tăng gánh nhĩ trái thất trái và đôi khi tăng gánh cả hai thất. Thì đây là một ví dụ để minh họa là còn ống động mạch kích thước trung bình thôi ở trẻ 2 tháng tuổi. Ở trẻ 2 tháng tuổi thì chúng ta thấy rằng là tăng biên độ của QRS đấy, và có các từ V2 đến V5. Ôi, cho nó số này trước đấy. Từ V2 em thấy vút cao này, V2, V3 này, V4 này, V5 này, rất là cao. Đấy, thì thấy đây 2 tháng tuổi đây mà nó cũng đã rất là cao ở V6 rồi. Đấy, từ V2 đến V5 rất là cao. Mà đây thì RS mà lớn hơn 5mV thì chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy là cộng lướt bằng mắt thì chúng ta không cần phải đo đạc kính lúp gì cả, cũng thấy là QRS với RS gì lớn hơn 5mV ở các chuyển đạo từ V2 đến 5 đây. R ở đây, S thì chúng ta nhìn cao hơn 5mV rất nhiều. Thế và đây ống lớn thì thế nào? Đấy, ống lớn là ở trẻ này 10 tháng thì chúng ta thấy là có tăng biên độ ở các chuyển đạo trước tim, gợi ý tăng gánh hai thất, và tăng gánh thất phải rất là rõ, là nó biểu hiện là R trên S ở V6 kia. Đấy, nhỏ hơn 1. Đấy. Đây. R, S. Đấy. Chúng ta thấy rất là rõ. Thế còn nếu mà ở V1 mà chúng ta lại nhìn thấy cái T dương thì chúng ta càng rõ cái tăng gánh thất phải. Nhưng ở đây là chúng ta nhìn cái T dương là không có rõ. Thì chúng ta nhìn thấy là các cái biên độ của các cái sóng R này là từ V1 đến V2, 3, 4, 5 là rất là cao. Nhưng mà S cũng cao thì thể hiện là cái tăng gánh cả hai thất ở trên một cái ống động mạch rất là lớn. Trường hợp hẹp van động mạch phổi thì sao? Đấy, hẹp van động mạch phổi thì chúng ta thấy rằng là đây chẳng hạn như là đây là cái thất phải đây. Cái cửa ngõ của thất phải đi ra thì là phải là thông thoáng thì đây nó bị hẹp.
hẹp thì cái thất phải nó phải gắng sức lên, đúng không? Nó gắng sức lên, nó co bóp rất là nhiều thì lúc đầu là nó sẽ bị dày cái thành của thất phải này lên. Đấy, thì chúng ta sẽ thể hiện ở trên một cái em bé mà có 4 tháng tuổi thôi thì sẽ có trục phải và tăng gánh thất phải, nhĩ phải. Đấy, thì chúng ta thấy là cái chênh áp qua van là 46mm thủy ngân thôi, thì chúng ta thấy là từ V1 đến V3 là sóng R tăng rất là cao. Đấy, từ V1. Đây, V1 này, V2 này, V3 này, đấy, sóng R tăng rất là cao. Nhưng mà thực chất ra là nếu mà ở những các cái trẻ nhỏ ấy, cái nhất là trẻ sơ sinh, còn trẻ sau 4 tháng trở lên thì nó cũng đã tiến triển, nó phải thấp dần rồi. Nó phải thấp dần cái phức bộ QRS thì cái R nó phải thấp dần rồi. Bây giờ nó vẫn còn cao tiếp như vậy thì các anh em chúng ta lưu ý là đối với chúng ta theo dõi trẻ con, chúng ta cũng nên làm điện tâm đồ nhiều lần, chúng ta sẽ so sánh. Đây trường hợp hẹp van động mạch chủ thì sao? Thì sẽ là thất trái sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Thế thì thất trái đây thì có trường hợp có trẻ có 2 ngày tuổi thôi thì chúng ta sẽ thấy là không có biểu hiện ưu thế thất phải tương ứng với tuổi. Đấy, nếu mà trẻ 2 ngày tuổi là sơ sinh thì đáng nhẽ là cái RV1 này nó rất là phải cao, nên thì đây là nó không có cái ưu thế đó. Đấy, mặt khác là cái RV6 thì lại rất là cao. Đấy, đáng nhẽ là RV6 mà 2 ngày tuổi sơ sinh thì nó không thể được cao, nên là chủ yếu là S cơ. Đấy, thì biểu hiện là tăng gánh tâm thu thất phải rõ. Đấy, và T cao và biến đổi STT trái chiều. Đấy, thì chúng ta thấy là STT ở V5, V6 và D2, D3, VF. Đấy là nó biến đổi trái chiều, D2, D3, VF. Cái bệnh nữa là cái tứ chứng pha lô. Cái tứ chứng pha lô thì cái biểu hiện nó như thế nào? Biểu hiện ở cái điện tâm đồ thì tứ chứng pha lô ở một cái trẻ 11 tháng trước phẫu thuật sửa chữa thì sóng R nó cao. Đấy, sóng R cao từ V1 đấy, V1 đấy, V2 V3 là sóng R rất là cao. Đây rất là cao đấy, và sóng T dương ở V2 đấy cũng là những biểu hiện của tăng cánh của thất phải rất là rõ. Một cái bệnh lý nữa là cái bệnh S-tanh. Cái bệnh pha lô thì các em cũng quen thuộc rồi. Còn cái bệnh S-tanh này thì chủ yếu là do cái van, cái tổn thương giải phẫu của nó là chủ yếu là do cái van ba lá này nó bám thấp xuống. Đấy, đáng nghĩa nó bám ở vị trí này. Đấy, nó bám ở vị trí này. Đấy, thì bây giờ nó lại bám thấp. Đấy, cái này nó bám thấp xuống mỏ. Nó bám thấp về phía mỏ. Đấy, và nó làm cho cái phần, nó có cái nhĩ hóa của cái phần thất phải này. Thế và nó thường có kèm với lại cái thông viên nhĩ. Thế thì cái bệnh này nó sẽ thể hiện là cái tăng gánh nhĩ phải, bởi vì chúng ta thấy là một cái vùng thất phải đã bị nhĩ hóa như vậy, thì tăng gánh thất phải thì chúng ta thấy là có cái rối loạn dẫn truyền đường thất phải và nó thường gặp cái hội chứng VVV gặp trong 20%. Thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái trường hợp ở trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi và sóng P rất là cao và nhọn đây. Rất là cao và nhọn để thể hiện là có tăng gánh nhĩ phải và cái sóng Q rất là sâu. Đấy, sóng Q rất là sâu. Sóng Q rất là sâu đây. Đấy, là nó gợi ý của cái tăng gánh thất phải vách. Một số rối loạn nhịp trẻ em thì tôi cũng sẽ lướt qua bởi vì là cho nó đầy đủ thôi. Thế còn là các anh chị em ta sẽ phải xem dần. Ví dụ như rối loạn nhịp xoang này, nhịp xoang không đều này, thì định nghĩa nhịp xoang không đều ở trẻ em nếu mà cái biến đổi của cái khoảng PP này nó trên 25% với mấy cái PP dài nhất thì là nhịp xoang đều, chứ còn thường thường là nó cũng có những cái biến đổi giữa cái PV này với cái PV khác nhưng mà không được vượt quá 25%. Còn nếu mà vượt quá 25% thì đó là các cái nhịp xoang không đều. Thế rồi có nhịp chậm xoang, rồi có nhịp nhanh xoang, rồi nhịp nhanh ra vào lại nút xoang. Đấy, đây chẳng hạn như là một cái rối loạn nhịp xoang ở một cái trẻ 2 tuần tuổi bị ép tanh và có giãn lớn nhĩ phải thì chúng ta cũng có cái dấu hiệu lúc nãy đấy, chúng ta thấy là cái sóng P rất là cao đây rồi. Nhưng mà đây chúng ta thấy về cái nhịp tim thì cái nhịp tim nhanh 210 chu kỳ phút và nó chúng ta thấy ra đây chúng ta thấy là cái RR đây nó rất là sát nhau. Đấy. Và vụt một cái thì chúng ta thấy là nó sẽ chuyển sang còn có 160 và đây, còn có 160 thôi. Nhưng chúng ta nhìn vào cái hình dạng của cái sóng P thì nó cũng vẫn giống như là cái sóng P lúc vừa rồi. Đấy, thì nhiều khả năng đây là cái trường hợp rối loạn nhịp xoang là nó đang từ nhanh xoang và nó do vào lại cái nút xoang đó.
Thế rối loạn nhịp nhĩ mà có ngoại tâm thu nhĩ. Đấy, đây là một cái rối loạn nhịp nữa, là ở trẻ 12 tuổi và có tâm thất một buồng sau cái phẫu thuật phong tăng, thì cái nhịp nhanh nhĩ A này với cái block nhĩ thất 21, sau đó thì sẽ chuyển về nhịp xoang. Cái block nhĩ thất 21 chúng ta thấy rằng là ở đây các em sẽ nhìn thấy là có hai cái sóng B. Đấy, hai cái sóng nhĩ rồi mới đến cái phức bộ QRS. Hai cái sóng nhĩ rồi mới đến phức bộ QRS. Đấy, hai cái sóng nhĩ. Đấy, QRS, hai sóng nhĩ, QRS. Đấy là biểu hiện của cái block nhĩ thất 21, nhịp nhanh nhĩ, nhịp nhanh nhĩ. Nhịp nhanh nhĩ mà không phải là dung nhĩ, là bởi vì là giữa các cái sóng nhĩ này chúng ta vẫn thấy nhìn thấy có các cái đường ngẳng điện, chứ nó không phải đường răng cưa hoàn toàn. Thì đây là cái trường hợp là nhịp nhanh nhĩ, và đang từ cái nhịp nhanh nhĩ 21 cái này thì nó sẽ chuyển về nhịp xoang đây. Đấy, chuyển về nhịp xoang rất là bình thường. Và cái sóng nhĩ lúc nãy là nó khác hẳn. Nên bây giờ chuyển về nhịp xoang đây. Mỗi một cái phức bộ QRS thì đi trước bởi một cái sóng P rất là đều đặn. Không nhìn thấy cái sóng P do cái sóng nhĩ mà hai nhĩ một thất kia đâu nữa. Đấy. Đây là trường hợp trẻ nhịp nhanh nhĩ và cái block những 41 cơ. Đấy, ở một cái trẻ mà có 9 tuổi mà đảo gốc động mạch sau phẫu thuật Senning, thời những cái phẫu thuật phong tăng với Senning thì cô cũng chỉ nói cho các em biết thế thôi. Bây giờ nói thì nó nhiều vấn đề lắm, thì chúng ta chỉ chú ý vào cái điện tâm đồ. Thì thế sao đây, chúng ta thấy là nhịp nhanh nhĩ với lại block nhĩ thất 41 và bệnh nhân này có sử dụng digoxin và chẹn beta do cả đấy, thế cùng một lúc mà sử dụng hai cái thuốc để mà cho nó làm chậm cái đáp ứng và chậm cái đáp ứng thất lại, thì chúng ta phải theo dõi rất là sát. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây 1, 2, 3, 4 đúng không, 4 sóng nhĩ mà có 1 sóng thất, xong lại 1, 2, 3, 4, thế là 41 đúng không? Đấy là cái nhịp nhanh nhĩ. Nhìn thì thấy là ui sao nhịp chậm này, bảo nhịp nhanh nhĩ, đấy là nhịp chậm là cái đáp ứng thất nó chậm thôi. Còn đây là nhịp nhanh nhĩ. Đây là một cái dung nhĩ trên cái nền hội chứng VVV với lại cái đường dẫn truyền phụ trái. Thế thì vẽ cái này trông có vẻ dễ nhỉ, cứ ngoạc ngoạc như thế này thôi. Tại vì là nó là trên một trẻ 11 tuổi thì nó vừa có dung nhĩ tức là có các cái sóng nhĩ nó rơi linh tinh, cho nên là các lúc nó dài, lúc mấy sóng nhĩ rồi đến mới đến sóng thất, cho nên là các cái khoảng RR là rất là không đều nhau rồi. Đấy là cái chúng ta nhìn là chúng ta nghĩ là cái dung nhĩ. Thứ hai tại sao nghĩ VVV là bởi vì các phức bộ QR nó giãn rất là rộng. Đấy thì cái này là cái dung nhĩ trên cái nền hội chứng VVV. Đây là cái cuồng nhĩ. Đấy, cái cuồng nhĩ này các em sẽ thấy nó nghĩ lúc nãy là bởi vì chúng ta sẽ chẳng còn cái đường đẳng điện nữa. Lý do tại sao? Lý do vì cái tần số của cuồng nhĩ là nó rất là nhanh. Đấy, ở đây 400 chu kỳ trong một phút. Đây, 400 chu kỳ trong một phút. Và cái hình ảnh sóng nhĩ hình răng cưa và mức block của nó là 21. Đấy, các em nhìn thấy là 2 sóng nhĩ này, đấy, 1 sóng thất này, xong lại 2 sóng nhĩ này, 1 sóng thất này, 2 nhĩ này. Rất là rõ. Đây là anh Phong anh lấy cô cái hình ảnh này rất là điển hình, nên là giảng bài này rất là dễ, là vì thế sóng nhĩ có hình răng cưa và ở một cái trẻ có 2 ngày tuổi thôi. Đấy, có 2 ngày tuổi thôi thì chúng ta thấy là nó rất là nhanh vì cái đáp ứng thất của nó 400, em tưởng tượng 400 mà cứ 21 21 thì đáp ứng này là phải 200 đúng không, cái nó rất là nhanh đấy, mà chúng ta không nhìn thấy đường đẳng điện đâu cả. Khác hẳn, nếu mà nhịp nhanh nhĩ thì cái tần số nó không thể lên đến cái số 400 này. Thứ hai nữa là giữa các cái sóng nhĩ nó vẫn còn có những cái đường đẳng điện, nó vẫn còn bộc lộ rõ ra. Còn đây nó cứ như cái hình răng cưa, cứ lượn sóng hết cái sóng nhĩ này để đến cái sóng nhĩ khác. Rối loạn nhịp chậm, đúng không? Những ví dụ như là một trẻ, đây là một trẻ 11 tuổi đảo gốc động mạch tiếp D sau phẫu thuật, thì sẽ có cái nhịp thoát bộ nối, tức là cái nhịp nó rất là chậm. Đấy, nhịp chậm và chúng ta thấy rằng là nó thoát nhưng mà nó lại thoát và có cái sóng dẫn truyền ngược này này. À, đây nó ở sau phức bộ QRS. Đấy, sau phức bộ QRS. Cô cũng bị với bệnh nhịp chậm nên cô biết rất rõ cái này mà. Là có hôm mà nhịp chậm quá đến lúc mà mệt quá rồi phải tiêm mấy ông hoạt pin nó cũng chẳng lên. Thế là đến lúc mà làm điện tâm đồ nó quá chậm. Nó quá chậm đến nỗi mà cái thoát ở 40 mấy này, nó thoát ở dưới cái nút cái nhĩ dưới lên mà. Thì chú Khánh chú đọc chú buồn cười quá, tại vì tự nhiên thấy đồng nghiệp của mình có điện tâm đồ giống bệnh nhân. Thế trẻ 3 tuổi thì đây là có nhịp bộ nối gia tốc gây phân ly nhĩ thất và nhịp nhĩ ở đây là nhịp xoang.
Thế rồi phân ly nhị thất là bởi vì là các em thấy ở đây là rõ ràng sóng nhị đi theo cái tần số riêng của nó. Sóng thất thì nó đi theo cái tần số riêng của nó. Đấy, thì cái sóng thất đây là nó cao hơn. Đấy, tần số nó cao hơn. Đấy, các em nhìn thấy trẻ con mà nhịp nhanh, nhanh khiếp không? Rất nhanh. Trẻ sơ sinh 2 tuổi. Một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi thì nhịp nhanh vào lại nhị thất kiểu xuôi chiều. Và tần số của nó, tần số tim với tần số thất là 250 chu kỳ một phút, QRS thanh mảnh và tỷ lệ từ nhĩ và thất là 1:1 và khoảng RP là khoảng 100 mili giây. Đấy thì chúng ta thấy là cái sóng đây nó rất là nhanh. Đấy và xuôi chiều. Có nghĩa rằng là cái vòng vào lại nó vẫn đi theo cái đường bình thường nó xuống, còn cái đường lên thì nó mới đi theo cái đường cái vòng bệnh lý, xong rồi đi xuống là nó đi xuống theo cái đường bình thường. Khi nó đi theo xuống cái đường bình thường thì cái phức độ QR nó dẫn thanh mảnh. Còn nó nhanh là bởi vì là nó đi cái đường bất thường mà nó không đi qua liên tục đi qua cái đường bình thường. Vì đi qua cái đường bình thường là cái đường dẫn truyền bình thường là nó có một cái phanh ở đấy. Thì cho nên là không phải là bao nhiêu cái tần số ở trên nhĩ là nó truyền bấy nhiêu cái xuống thất để đáp ứng. Thế thì bây giờ nó lại đi qua cái đường bình thường thì nó đi xuống, nhưng mà nó lại đi lên theo cái đường có cái nút nhĩ thất đấy, để vòng vào lại nhĩ thất đấy, thì là người ta mới nói là cái xuôi chiều. Thế có cái xuôi chiều thì nó sẽ có cái ngược chiều đúng không? Mà cái ngược chiều thì cái hình ảnh nó sẽ khác. Thì đây chúng ta sẽ thấy là cái kiểu ngược chiều thì nhất định là QRS sẽ phải giãn rộng rồi, vì lúc nó đi xuống để khử cứng thất thì nó lại đi theo cái đường bệnh lý, nó đi theo cái đường dẫn truyền bệnh lý, mà đường dẫn truyền bệnh lý thì nó sẽ đi nó sẽ khúc chắc chở, để nó đi nó khử cứng rất là khó khăn, cho nên là nó sẽ làm cái phức bộ QRS nó rộng ra đây. Đấy, tần số tim thì rất là nhanh rồi, hai cái nhịp nhanh đều xuôi chiều ngược chiều, đó gọi nhịp nhanh là nó phải nhanh. Nhưng mà xuôi chiều thì là cái nó đi xuống để khử khử cứng thất là nó đi theo cái đường bình thường, cho nên phức bộ QRS nó không giãn rộng. Còn đây là nó đi theo ngược chiều là nó lại đi theo cái đường bệnh lý xuống để nó làm. Đấy để nó khử cứng thất. Đấy thì chúng ta thấy là em 5 ngày tuổi và nhịp nhanh vào lại nhị thất kiểu ngược chiều, và cái tần số tim là 230 chu kỳ phút, QRS nó giãn rộng, và cái tỷ lệ ở đây là cũng là khoảng 1:1 dẫn truyền giữa nhĩ và thất đấy, một nhĩ một thất. Đấy và khoảng RP là 140 mili giây. Chúng ta xem một vài cái rối loạn nhịp thất nữa, chẳng hạn như là trẻ 15 tuổi, trước kia hai cái rối loạn nhịp nhĩ, mấy cái rối loạn nhịp nhĩ, và bây giờ chúng ta xem cái rối loạn nhịp thất. Thì trẻ 15 tuổi và bị tứ chứng pha lô thì người ta thấy là có cái nhịp nhanh thất. Đấy các em thấy. Đây. Đấy. Thì cái phức bộ thất đây nó có cái dạng block nhánh phải và nó có cái dạng là trục phải. Đấy, trục đây, mũi đây, phức bộ QRS chủ yếu đây. Mũi phức bộ QRS chủ yếu ở D1 đây, đấy, nó hướng về nhau, trục phải, đồng thời đây có cái dạng block nhánh phải đây, thì đây là một cái rối loạn nhịp thất, đấy, rối loạn nhịp thất, nhịp nhanh thất. Còn đây là trẻ 12 tuổi mà nó chỉ có rối loạn nhịp thôi, chứ nó không có những bệnh tim cấu trúc như là thông tin nhị thông thất ống động mạch gì cả, và đây là cái nhịp thất đa dạng. Và khi thăm dò điện sinh lý là phát hiện ra, và người ta kích thích tim vào ra, và nó đa dạng này tức là nó rất là nhiều ổ đấy, và bệnh nhân này đã được cấy ICD đấy, như này được cấy ICD tức là cái chống rung tự động đấy. Nếu mà bệnh nhân có cái nhịp nhanh thất mà đa ổ như này có nguy cơ gây rung thất thì là nó sẽ sốc điện tự động. Đấy, một số các cái rối loạn dẫn truyền và có block nhị thất cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đấy, chẳng hạn đây là cái trường hợp mà block nhị thất hoàn toàn, tức là nhịp nhĩ thì là 100 chu kỳ phút, còn nhịp thất thì là 50 chu kỳ một phút. Chúng ta thấy rằng là đây, nhịp thất thì các em nhìn thấy rồi đúng không? Đấy, các cái mũi này là nhịp thất, chúng ta đo là 50 chu kỳ một phút, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô. Đấy, như kiểu là 5 ô rưỡi hay 5 ô 3 phần 4 đúng không? Đấy, 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, xong một đoạn đây nữa, xong một đoạn đây nữa. Đấy, cho nên là cái nhịp thất là nó là cái nhịp rất là chậm. Mà nó người ta nói đây là nhịp thoát bộ nối là vì sao? Là các em thấy là nếu mà nó ở vùng bộ nối thì nó còn tương đối là thanh mảnh như này. Chứ còn nếu mà nó lại thoát ở phía dưới thất nữa thì nó sẽ rộng hơn, đúng không? Thế còn ở đây là nhịp xoang, đây thì chúng ta thấy là đây, xoang này,
sang này, đúng không? Sang này, sang này, sang này, sang này. Đấy, cái này này, cái này đây. Đấy, chứ không phải là cái sóng T này đâu. Thế thì cái nhịp sang này độ khoảng 100 chu kỳ một phút. Đấy, 100 chu kỳ một phút. Đấy, thì từ cái mũi này ra đến cái mũi này, đấy, khoảng 100 chu kỳ một phút. Đấy, thì hết. Thì là các em sẽ về để xem lại toàn hình ảnh. Thì đúng là cô cũng được đào tạo cơ bản và được học và cô thấy thích lắm, học tim mạch này. Lúc đó làm dễ học siêu âm tim về thầy cứ bắt làm điện tâm đồ, cứ dẫy lên xong cuối cùng là thầy bắt thì cũng phải làm, thầy bảo nếu không thầy đuổi về trường, thầy làm thì cũng không bỏ siêu âm thì vẫn làm của siêu âm. Thế xong cùng là mình thấy là mình lại hiểu cả hai thứ, mình kết hợp hai thứ vào thì là làm rất là thích. Thì do mình cũng chịu khó, thế là các anh cũng đồng ý là cho làm những các cái đề tài về sau, làm những cái đề tài cấp bộ rồi cấp nhà nước, mình lại phối hợp hai cái vào, rất là thích. Tức là hồi đó cô cũng có một cái liên hệ được một cái đề tài nghị định thư với Mỹ, là mình chỉ có mỗi điều chỉnh các cái khoảng mà dẫn truyền nhị thất thôi, hoặc là cái độ trễ giữa hai thất thôi. Tại vì người ta đã đặt cái máy tạo nhịp tái đồng bộ tim vào là mình có thể chỉ huy nó ở bên ngoài, mình có cái programmer, hoặc mình xong mình đặt cái nam châm lên, thế là mình hướng được nó. Ví dụ là PR của nó mà đang 110 mili giây, mình muốn là 120, 130, 140, hoặc là mình xuống 100, thế xong rồi mình đo trên siêu âm để xem là cái khoảng nào mà nó cho cái lưu lượng tim cao nhất, thế mình giữ cho bệnh nhân. Thế xong mình thấy là được rồi thì mình lại tiếp tục điều chỉnh giữa cái độ trễ giữa hai thất, thất phải đập trước thất trái 40 mili giây, hay là thất trái đập trước thất phải 40 mili giây, hay là hai thất đập cùng thời. Thì mình vừa nhìn cái điện tâm đồ mà mình vừa đo, mình nhìn cái điện tâm đồ mình thấy là cái này thì tự nhiên là thấy phức bộ kia nó ít giãn đi, nó ít giãn đi là nó đã ít mất đồng bộ đi rồi.